Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 641, tôi làm thùng rác cũng đừng ai ném thứ gì vào bên trong. Khương Mộ Đông nghe thấy lãnh đạo nói mình chỉ rõ vị trí, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hắn cũng không biết người của thành phố La Nam ở chỗ nào, càng không có phương thức liên lạc với người của thành phố La Nam, bây giờ yêu cầu hắn chỉ đường, không phải là làm khó hắn sao? Nhưng Khương Mộ Đông cũng không thể không thừa nhận người đã gặp vận xui thì đủ thứ không may kéo đến. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó lấy ra một quyển sổ thông tin, tìm được điện thoại của khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Tiếng chuông vang lên, chỉ sau một lát thì bên kia nhấc máy. Vị phó chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô không những nhiệt tình hỏi Khương Mộ Đông có gì cần phân phó, hơn nữa còn hỏi cục trưởng Khương khi nào có thời gian đến khu thường trú của bọn họ uống rượu. Nếu là trước kia thì Khương Mộ Đông sẽ cảm thấy hưởng thụ những lời nịnh nọt của đối phương, nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tình. Sau khi hắn hỏi số điện thoại và vị trí của khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô, hắn lập tức cúp điện thoại. Khương Mộ Đông nói rõ vị trí cho lái xe, sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại cho khu thường trú thành phố La Nam. Thế nhưng điều làm hắn cảm thấy bức bối chính là thái độ của nhân viên khu thường trú thành phố La Nam căn bản không bằng của khu thường trú tỉnh Sơn Nam, gọi điện thoại đến vài lượt nhưng không ai nghe máy. Khi Khương Mộ Đông chuẩn bị làm phiền phó chủ nhiệm văn phòng khu thường trú tỉnh Sơn Nam thì chợt nghe thấy Thứ trưởng Lam nói. Không cần gọi điện thoại nữa, dù sao cũng chỉ là vài bước đường mà thôi, chúng ta chờ một lát sẽ gặp mặt bọn họ mà thôi. Thứ trưởng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng Khương Mộ Đông lại cảm thấy rất khó chịu. Đúng lúc hắn cảm thấy cực kỳ bức bối thì xe đã dừng lại bên ngoài một khách sạn. Hoan nghênh quý khách! Nhân viên tiếp tân vẫn tươi cười hớn hở chào đón Khương Mộ Đông và Thứ trưởng Lam đi vào khách sạn, khi các cô nhân viên cúi đầu, có vài phần xuân sắc lộ ra trên ngực. Trước kia cục trưởng Khương rất thích những tình huống thế này, nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tình. Hắn khẽ gật đầu rồi châm giọng nói. Có phải đây là khu thường trú thành phố La Nam không? Đúng vậy, tiên sinh, mời ngài lên thang máy đến tầng 5, đó chính là khu văn phòng. Cô gái tiếp tân bên trái nở nụ cười ngọt ngào khẽ nói với Khương Mộ Đông. Vào thang máy lên tầng 5, đây là một câu nói rất đơn giản, thế nhưng Khương Mộ Đông biết rõ mình đi lên tầng 5 sẽ không được đối mặt với gương mặt tươi cười giống như những cô gái tiếp tân ở bên dưới. Chào anh, tôi là phó chủ nhiệm Đồng Thiên Diệp của khu thường trú thành phố La Nam, xin hỏi ngài có gì cần tôi giúp đỡ không? Khương Mộ Đông vừa mới đi lên tầng 5 thì thấy một người phụ nữ cao giáo đi đến. Nói trắng ra thì đây chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, nàng mặc váy trắng ngắn, bộ dạng duyên dáng yêu kiều giống như một đóa hoa bách hợp cực kỳ tươi mát. Mỗi khu thường trú ở thủ đô đều có một đóa hoa xinh đẹp như vậy, điều này giống như đã biến thành một quy củ bất thành văn. Nghĩ đến những tiết mục ngắn ngẫu nhiên xuất hiện trên bàn tiệc thì Khương Mộ Đông nở nụ cười tự giễu, hắn trầm giọng nói. Chào cô, chủ nhiệm Đồng, tôi là Khương Mộ Đông, đây là Thứ trưởng Lam của chúng tôi. Chúng tôi muốn gặp Bí thư Vương của các cô. Khương Mộ Đông có thói quen không báo đơn vị của mình, vì hắn rất hưởng thụ cảm giác thiên hạ phải biết mình là ai. Quả nhiên cô gái ngực lớn kia vừa nghe thấy tên của hắn thì nụ cười chức nghiệp trên mặt càng phong phú hơn rất nhiều. Thì ra là cục trưởng Khương, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Tiểu Tiến, đưa đến hai ly trà ngon. Đồng Thiên Diệp rất nhiệt tình, nàng đi đến bên cạnh Khương Mộ Đông. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt càng làm cho người ta cảm thấy thấm đẫm ruột gan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Mộ Đông nhìn hai nhân viên phục vụ nữ nhanh chóng chạy đến, thế là trong lòng chợt sáng sủa hơn rất nhiều. Hắn chợt cảm thấy việc này thực chất cũng không phải khó làm, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn vào thái độ tiếp đãi của nữ phó chủ nhiệm này thì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Khương Mộ Đông nở nụ cười ngạo mạn, hắn chỉ về phía Thứ trưởng Lam nói. Chủ nhiệm Đồng, cô không cần bận rộn như vậy, đây là Thứ trưởng Lam của chúng tôi, anh ấy có chuyện cần nói với Bí thư Vương của các cô, thế nên nhờ cô mời Bí thư Vương đến đây một chút. Khương Mộ Đông vốn nói kêu Bí thư Vương đến, thế nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, thế cho nên đổi thành mời. Sự nhiệt tình của Phó chủ nhiệm Đồng Thiên Diệp làm hắn chợt tìm lại được tự tin vốn có của mình. Thật xin lỗi, Thứ trưởng Lam cũng phải tự mình đến, chào ngài, chào ngài. Đồng Thiên Diệp giống như không kịp phản ứng, giọng điệu của nàng rất dễ nghe, giống như đưa đến cho bầu không khí một luồng gió mát lạnh. Thứ trưởng Lam nở nụ cười cực kỳ phong độ với Đồng Thiên Diệp, sau đó khẽ gật đầu rất ôn hòa. Khương Mộ Đông ở bên cạnh trợn mắt há mồm, hắn chợt cảm khái,
Thứ trưởng Lam ngày thường quen được người ta a dua nịnh hót, quen được nhìn thấy những chuyện nịnh bợ, rất ít khi gặp phải tình huống bị người ta chậm trễ tiếp đãi như thế này. Dựa vào tính tình của Thứ trưởng Lam, chỉ sợ bình thường sẽ sớm không nhịn được, không ngờ một vị lãnh đạo trước nay luôn nghiêm túc lại có lúc biểu hiện ôn hòa như vậy. Chủ nhiệm Đồng, không cần phải quá chú ý đến chúng tôi, cô vào mời Bí thư Vương đi. Khương Mộ Đông ngồi xuống bên cạnh Thứ trưởng Lam, sau đó dùng giọng có chút mất kiên nhẫn nói. Đồng Thiên Diệp xoa xoa hai bàn tay, sau đó có chút nhăn nhó, lúc này nàng mới ngại ngùng nói. Thật sự không trùng hợp, Bí thư Vương vừa mới đi ra ngoài. Vương Tử Quân vừa đi ra ngoài, Khương Mộ Đông thật sự không ngờ có chuyện thế này xảy ra, thế là hắn dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Thứ trưởng Lam. Chợt thấy Thứ trưởng Lam tỏ ra thờ ơ, vẫn lẳng lặng ngồi ngay tại chỗ, giống như một bức tượng Phật. Không tỏ thái độ, rõ ràng là không tỏ thái độ, Khương Mộ Đông là người trà trộn quan trường nhiều năm, tất nhiên sẽ có nhận thức rõ ràng với điểm này. Hắn lập tức gật đầu dùng giọng nghiêm túc nói với Đồng Thiên Diệp. Chủ nhiệm Đồng, mong cô thông báo cho Bí thư Vương, mời anh ất đến đây một chút, Thứ trưởng Lam của chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ấy. Đồng Thiên Diệp đồng ý một tiếng. Sau đó vội vàng rời đi. Bộ dáng của người phụ nữ uyển chuyển này rơi vào trong mắt Khương Mộ Đông, làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy, liên tục cho ra những ý nghĩ rối loạn. Nhưng bây giờ hắn có công vụ trên người, có thể nói là không có tâm tư chơi đùa với cô gái này. Nhân viên phục vụ ân cần dâng lên hai ly trà, cung kính đặt vài món hạt dưa và đậu phộng lên bàn kèm theo vài loại trái cây, thái độ của nhân viên phục vụ rất ân cần khách khí. Chương 642, tôi làm thùng rác cũng đừng ai ném thứ gì vào bên trong. Hai phút sau Đồng Thiên Diệp mỉm cười đi đến, nàng không chờ Khương Mộ Đông mở miệng hỏi mà dùng giọng nhỏ nhẹ nói. Cục trưởng Khương, tôi đã báo cho chủ nhiệm, anh ấy nói sẽ thông báo ngay cho Bí thư Vương. À, cô có nói với chủ nhiệm là chúng tôi có chuyện rất quan trọng không? Khương Mộ Đông khẽ gật đầu với Đồng Thiên Diệp, sau đó lại dùng giọng lo lắng hỏi. Tôi đã nói với chủ nhiệm. Chủ nhiệm nói sẽ nhanh chóng thông báo cho Bí thư Vương. Đồng Thiên Diệp vừa nói vừa khẽ ngồi xuống bên cạnh Thứ trưởng Lam, sau đó dùng những ngón tay thon dài bóc đậu phộng luộc, lại cười nói. Thứ trưởng Lam, ngài nếm thử đậu phộng ở thành phố La Nam chúng tôi xem, tuy không phải là thứ gì quý báu, thế nhưng mùi vị lại không giống với những nơi khác. Thứ trưởng Lam khoát tay áo, chính mình cầm lên một củ đậu phộng thản nhiên nói. Để tôi tự mình làm lấy. Trong mắt Khương Mộ Đông thì Thứ trưởng Lam là một người cực kỳ uy nghiêm, nhưng lúc này hắn lại ăn nói cực kỳ nhỏ nhẹ với Đồng Thiên Diệp, đồng thời giọng điệu còn có chút dí dỏm, không chút sốt ruột, cuối cùng còn cười lên hai tiếng. Mỹ nhân làm bạn, trà xanh hoa quả, tất cả nhìn qua có vẻ hài hòa đẹp đẽ. Lúc bắt đầu Khương Mộ Đông cảm thấy rất tốt, nhưng sau một thời gian thì tiếng cười của Đồng Thiên Diệp vẫn khá trong trẻo, thế nhưng rơi vào trong lỗ tai lại không còn lực hấp dẫn như lúc đầu. Thứ trưởng Lam tuy vẫn phong độ nhẹ nhàng, lực nhẫn nại rất tốt, nhưng Khương Mộ Đông cũng cảm thấy lãnh đạo bắt đầu ngồi không yên. Hắn lập tức cắt đứt tiếng cười của Đồng Thiên Diệp, sau đó dùng giọng nghiêm trang nói xen vào. Chủ nhiệm Đồng, cô đã nói rõ với Bí thư Vương chưa? Đồng Thiên Diệp nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Khương Mộ Đông, giống như nàng vừa nghe được một câu nói gì đó cực kỳ sợ hãi, thế là khẽ vỗ vỗ lên bộ ngực cao ngất, sau đó lại nở nụ cười run rẩy cả người. Thật sự rất mê hoặc hai mắt của Khương Mộ Đông. Thật sự rất quyến rũ. Khương Mộ Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khô nóng khó chịu, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng ném tâm tư của mình đi. Thầm nghĩ đây là trường hợp gì, vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Hắn không khỏi mắng mình vì những ý nghĩ xấu xa như vậy. Cục trưởng Khương, tôi đã nói với chủ nhiệm, thế này đi, tôi sẽ đến thúc giục anh ấy. Đồng Thiên Diệp nói rồi nhanh chóng bước về phía một gian phòng khác. Lại vài phút trôi qua, Đồng Thiên Diệp lại đi đến, lúc này nàng vẫn cười như hoa giống hệt như vừa rồi. Nàng khẽ nở nụ cười xin lỗi, sau đó mới nói. Thứ trưởng Lam, Cục trưởng Khương, chủ nhiệm của chúng tôi đã đi tìm Bí thư Vương, mong các ngài chờ một lát. Trước nay đều là người khác chờ mình, nào đến lượt hắn phải chờ người khác. Hắn nhìn nụ cười xinh đẹp của Đồng Thiên Diệp. Vừa định mở miệng thì bị Thứ trưởng Lam cản lại. Vậy thì chúng ta chờ một chút. Thứ trưởng Lam nói bằng giọng rất bình thản, căn bản không có chút vội vàng sao động. Thứ trưởng Lam nói xong thì tiếp tục nói chuyện với Đồng Thiên Diệp, giống như hắn rất hưởng thụ những lời xin lỗi của người phụ nữ này. Khương Mộ Đông chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe tiếng cười của Khương Mộ Đông, lại đưa mắt nhìn đồng hồ với bộ dạng đứng ngồi không yên.
thế nào còn chưa đến? Nửa giờ trôi qua, Khương Mộ Đông đã thật sự ngồi không yên. Lúc này hắn đã thật sự biết rõ đây là có chuyện gì, vì thế ánh mắt nhìn về phía Đồng Thiên Diệp tràn đầy trách mắng. Đồng Thiên Diệp nở nụ cười uất ức nói. Cục trưởng Khương, chuyện của lãnh đạo thì tôi cũng không làm chủ được, nếu không thì để tôi đi hỏi lại vậy. Đồng Thiên Diệp vừa nói vừa cất bước về phía gian phòng bên kia. Lúc này không biết có phải vì đi quá nhanh hay không, thế cho nên váy có hơi mở rộng, thật sự mở ra một luồng xuân sắc vô hạn. Đáng tiếc chính là lúc này Khương Mộ Đông đang cực kỳ phẫn nộ, căn bản không có tâm tình để thưởng thức. Vài phút trôi qua, người đến lại là Đồng Thiên Diệp, nhưng lúc này trên mặt nàng đầy vẻ xin lỗi, nàng cẩn thận nói. Hai vị lãnh đạo, hai anh xem có thể để lần sau đến được không? Cô nói gì? Cô nói chúng tôi lần sau hãy đến. Cô cũng không biết chúng tôi tìm Bí Thư Vương là có chuyện quan trọng sao? Nếu như sự việc trễ nãi, cũng không phải là một vị chủ nhiệm khu thường trú có thể gánh chịu được. Tuy Đồng Thiên Diệp nói rất huyền chuyển, thế nhưng dù biểu hiện có tốt đẹp thế nào thì đóng cửa đuổi khách cũng vẫn là đóng cửa đuổi khách, cho dù câu nói đuổi khách phát ra từ miệng một cô gái xinh đẹp đáng yêu thì ra ngoài không khí cũng có tác dụng giống như vậy. Khương Mộ Đông nổi giận, thế nhưng phần lớn cảm giác tức giận đó chính là phát tiết cho Thứ trưởng Lam. Hắn là một thủ hạ cấp dưới trung thành của lãnh đạo, vào thời điểm này hắn phải lên ngựa xung trận, công kích phía trước. Anh nói xem, lãnh đạo vì phong độ mà ẩn nhẫn không phát tác, thế nhưng chút bất mãn như vậy sẽ dành cho một tên thủ hạ đi theo như Khương Mộ Đông. Bí Thư Vương có việc gì bận sao? Thứ trưởng Lam không chờ cho Khương Mộ Đông nói hết lời, hắn phất tay chặn lại, sau đó khẽ hỏi Đồng Thiên Diệp. Trên mặt Đồng Thiên Diệp lộ ra chút do dự, cuối cùng nàng cắn răng nói. Thứ trưởng Lam, không phải là Bí Thư Vương của chúng tôi không đến, mà là Bí Thư Vương đang say rượu, say đến mức chẳng biết gì cả. Anh xem, vậy có nên đợi đến ngày mai được không? Lúc này còn chưa đến giờ cơm, Bí Thư Vương của các người sao lại uống say cho được? Khương Mộ Đông đưa tay nhìn đồng hồ và thấy mới 10 giờ, thế là vẻ mặt càng thêm lạnh, hắn sẳng giọng nói. Vẻ mặt Thứ trưởng Lam không biến đổi, thế nhưng vẫn dùng ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Đồng Thiên Diệp. Điều này, Thứ trưởng Lam, tôi nghe chủ nhiệm của chúng tôi nói, Bí Thư Vương từ trong đơn vị các anh ra ngoài, sau đó đi đến quán rượu. Vừa rồi khi hai vị đến thì bọn họ đang cố gắng giúp Bí Thư Vương giải rượu, thế nhưng... lần này Bí Thư Vương uống hơi nhiều, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo trở lại. Cảm giác tức giận của Khương Mộ Đông chợt biến mất sạch sẽ, cảm giác tức giận của hắn khi đợi cả tiếng đồng hồ cũng không phải tan biến vì giọng nói và bộ dạng uất ức của một mỹ nhân như Đồng Thiên Diệp. Hắn sở dĩ không thể nổi nóng cũng là vì một câu của Đồng Thiên Diệp. Bí Thư Vương của chúng tôi rời khỏi đơn vị của các anh thì trực tiếp đi đến quán rượu, những lời này tuy ngắn nhưng càng nghĩ sẽ càng tìm ra những hương vị sâu lắng. Đây hầu như là trách nhiệm của Khương Mộ Đông, vì thái độ của hắn không tốt, thế cho nên Bí Thư Vương kia mới đi mượn rượu giải sầu. Làm cho một vị bí thư thị ủy tức giận đến mức như vậy, trách nhiệm này giống như Khương Mộ Đông hắn cũng không đảm đương nổi. Hắn nghĩ đến phương diện trách nhiệm, thế là vẻ mặt càng trở nên cổ quái. Bí Thư Vương của các cô dùng cơm ở đâu? Thứ trưởng Lam trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Ở khách sạn Lão Lam. Đồng Thiên Diệp xoa xoa bàn tay rồi dùng giọng gấp gáp nói. Chương 643, tôi làm thùng rác cũng đừng ai ném thứ gì vào bên trong. Thứ trưởng Lam cười cười đứng lên nói. Nếu Bí Thư Vương đã dọn tiệc ở nơi đó, như vậy hai người chúng tôi sẽ đến tham gia náo nhiệt, vừa vặn đang cảm thấy đói bụng. Khương Mộ Đông nghe thấy lời nói hầu như là tự bào chữa của Thứ trưởng Lam thì đỏ cả mặt. Hắn biết rất rõ, lúc này không phải là Vương Tử Quân đến gặp Thứ trưởng Lam, mà là Thứ trưởng Lam tự chủ động đến khách sạn tìm Vương Tử Quân. Điều này đã nói rõ vấn đề, đó là Thứ trưởng Lam chịu thua ở phương diện này. Thứ trưởng Lam, anh xem việc này. Mộ Đông, đừng nói nữa, Bộ trưởng Chu còn đang chờ. Thứ trưởng Lam dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông, hắn khẽ lên tiếng. Nhưng một giọng điệu khe khẽ như vậy của Thứ trưởng Lam lại làm cho cái đầu nóng của Khương Mộ Đông nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng vậy, không những Bộ trưởng Chu đang chờ, trong phòng làm việc của Bộ trưởng Chu còn có 4 ông lão không thể đắc tội được, bọn họ cầm quải trượng trong tay giống như 4 con lửa gân đang chờ người. Khương Mộ Đông nghĩ đến những thứ này mà nhanh chóng tỉnh táo trở lại, lúc này hắn mới ý thức được mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân căn bản đã là đảo ngược hoàn toàn. Có thể để ngày mai được không? Đồng Thiên Diệp giống như cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, thế là dùng giọng điệu có vài phần chối từ nói. Hôm nay đi,
tôi cũng không tin Bí Thư Vương không mời được một bữa cơm. Thứ trưởng Lam mỉm cười nói, giọng nói có mang theo vài phần đùa giỡn. Đồng Thiên Diệp nghe thấy Thứ trưởng Lam nói như vậy thì cũng không tiếp tục nói gì thêm. Dưới sự dẫn dắt của nàng, hơn 20 phút sau xe của Thứ trưởng Lam dừng lại bên ngoài một khách sạn 3 sao, nhìn qua bảng hiệu thì thấy tên là Lão Lam, điều này không khỏi làm cho Khương Mộ Đông nhíu mày. Cấp bậc của khách sạn này có hơi thấp, nhưng thấy Thứ trưởng Lam ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong, hắn không thể không nhanh chóng đi theo. Sau khi đi xuyên qua một hành lang, một người đàn ông trung niên tiến ra đón chào. Thứ trưởng Lam, Cục trưởng Khương, chào các ngài. Người đàn ông trung niên rất nhiệt tình, hắn vừa duỗi hai tay với Thứ trưởng Lam vừa tự giới thiệu mình. Thứ trưởng Lam, tôi là thư ký trưởng văn phòng thị ủy La Nam, tên là Kim Điền Lạc, ngài xem, có nên để ngài mai đến gặp Bí Thư Vương được không? Bí Thư Vương đã ngủ rồi à? Thứ trưởng Lam bắt tay cho qua với Kim Điền Lạc, sau đó hắn cười nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Bí Thư Vương chưa đi ngủ nhưng thật sự có hơi say. Không có gì, tôi đến chỉ vì nói với Bí Thư Vương một tin tức tốt, tôi tin tưởng chỉ cần nghe tin tức này thì Bí Thư Vương sẽ nhanh chóng tỉnh rượu. Thứ trưởng Lam nói đến đây thì nói với Kim Điền Lạc đang tỏ ra nghi vấn. Thư ký trưởng Kim, mời anh dẫn đường. Kim Điền Lạc có chút do dự, cuối cùng cũng dùng giọng cung kính nói. Nếu Thứ trưởng Lam đã kiên trì như vậy thì mời đi phía bên này. Đoàn người đi theo Kim Điền Lạc lên lầu 2 rồi đến một gian phòng đang đóng cửa, tuy bên cửa đóng lại thế nhưng từ bên trong vẫn liên tục truyền ra những tiếng cười khá lớn. Kim Điền Lạc khẽ gõ cửa, sau đó để cho nhân viên phục vụ mở cửa. Khi cửa mở ra thì chợt nghe thấy có người nói. Anh Hà, dù thế nào anh cũng phải uống ly rượu này, nếu anh không uống thì coi như xem thường tôi. Vương Tử Quân với bộ dạng say rượu nghiêng ngã đang dùng giọng điệu 10 phần men say nâng ly mời Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố La Nam là Hà Khởi Duệ ngồi cách đó không xa. Hà Khởi Duệ đang định chối từ thì thấy nhóm người Kim Điền Lạc đi đến, hắn vội vàng đứng lên chào hỏi Thứ trưởng Lam, lại càng nói thay cho Vương Tử Quân. Thứ trưởng Lam, bí thư của chúng tôi gặp chút chuyện, thế cho nên uống quá nhiều, hôm nay xem như có chút. Anh Hà, tạm thời đừng nói này nọ nữa. Hôm nay nếu ai không uống cho thoải mái sảng khoái, như vậy thì cẩn thận với tôi. Vương Tử Quân vừa nói vừa chậm rãi dương mắt lên. Khương Mộ Đông nhìn bộ dạng say khướt của Vương Tử Quân thì trong mắt lóe lên cái nhìn chán ghét, trên mặt hiện lên vẻ bức bối khó thể che giấu. Khi hắn chuẩn bị mở miệng thì không ngờ Vương Tử Quân chợt lảo đảo đi về phía bên này. Hi hi, anh Hà, tôi có phải là uống say quá hay không, vì sao chỗ này lại có một con heo thế này? Sao Chư Bát Giới lại chạy đến đây? Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa tay giữ lấy tai của Khương Mộ Đông. Khương Mộ Đông thật sự rất căm tức, cơ thể của mình dù thật sự mập mạp nhưng nếu so sánh với động vật thì thật sự vẫn còn chênh lệch rất lớn. Người này rốt cuộc là uống rượu quá say không phân biệt được mọi vật chung quanh, hay là cố ý giả say để chơi xỏ chính mình. Nhưng dù thế nào thì Khương Mộ Đông cũng không thể để cho Vương Tử Quân sờ lên đầu mình, nếu không thì hắn sẽ trở thành trò cười cho người ta mất. Nhưng Khương Mộ Đông còn chưa động tay thì Kim Điền Lạc ở bên cạnh đã chặn bàn tay của Vương Tử Quân lại, cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bí Thư Vương, ngài nhìn lầm rồi, đây là Cục trưởng Khương, nào có phải là Chư Bát Giới gì chứ? Khương Mộ Đông nghe được những lời giải thích của Kim Điền Lạc mà không khỏi sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, cái gì mà tôi không phải là Chư Bát Giới? Anh có ý gì? Thế nhưng hắn không thể nổi giận, dù sao thì những chuyện như thế này càng tô sẽ càng đen. Điều này có khác gì đâu chứ? Vương Tử Quân với bộ dạng say khướt chợt dùng giọng mơ hồ nói. Những người khác trong phòng cảm thấy gương mặt căng cứng, nhưng bọn họ đều buồn cười, gương mặt vui tươi nhịn cười thật sự khó thể nào xua tan đi được. Nếu như lúc này có lỗ hổng thì Khương Mộ Đông sẽ hận khôn thể nhảy xuống, cái gì mà không khác gì. Bí Thư Vương, ngài thật sự uống quá say rồi, đây là Cục trưởng Khương, lúc này Cục trưởng Khương đến gặp anh. Hà Khởi Duệ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Thứ trưởng Lam, sau đó hắn khẽ đi đến trước mặt Vương Tử Quân, lại khẽ nói. Kim Điền Lạc lúc này cũng dùng ánh xin lỗi nhìn Khương Mộ Đông nói. Cục trưởng Khương, ngài đừng đặt trong lòng, Bí Thư Vương đã uống một chai rượu, tinh thần mơ hồ, hoa cả mắt, lúc này ánh mắt không còn được như thường. Dù lúc này Kim Điền Lạc có nói ba hoa chích chòe thế nào cũng không thể nào an ủi được Khương Mộ Đông. Cái gì gọi là uống quá nhiều? Chẳng lẽ anh nói mình uống nhiều sẽ ví tôi là heo được sao?
Dựa theo ý của anh thì đám người uống say đến mức như vậy nhìn vào mặt tôi sẽ nghĩ đó là đầu heo sao? Ai uống rượu say, tôi nói cho các anh biết, tôi không say, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, uống một chai nữa cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Tử Quân nghe được lời giải thích của Kim Điền Lạc thì càng nói càng hăng, cơ thể mềm yếu lảo đảo đột nhiên đứng thẳng lên, tinh thần chợt tỏa sáng hơn rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông rồi dùng giọng cười hì hì nói. Ha hay, đây là đầu của Cục trưởng Khương, không phải là đầu heo, không phải đặt trên cánh tay của Cục trưởng Khương sao? Ha ha, thư ký trưởng Kim, tôi không nhìn lầm, tôi nào có say. Chương 644, tôi làm thùng rác cũng đừng ai ném thứ gì vào bên trong. Khương Mộ Đông nắm chặt bàn tay, hắn lúc này cảm thấy lòng mình bị thương, lần đầu tiên có người so sánh hắn với động vật. Hơn nữa lúc này tên khốn Vương Tử Quân không biết có say hay không đang liên tục lặp đi lặp lại câu nói so sánh hắn với một loài động vật thấp kém. Thật sự là có thể nhẫn mà không thể nhịn. Nhưng vì sao nhìn thế nào cũng thấy có chút tương tự vậy nhỉ? Vương Tử Quân lại mở miệng dùng giọng có mang theo vài phần nghi vấn nói. Khương Mộ Đông thật sự nhịn không được, lúc này hắn thật sự rất muốn chết đi, một cảm giác tức giận khó thể kiềm chế bùng lên đầu, thiếu chút nữa làm hắn thất lạc. Khương Mộ Đông muốn nổi giận, muốn phất tay áo bỏ đi, hắn càng muốn đánh cho tên khốn dám so sánh mình với heo biến thành một đầu heo thật sự. Nhưng suy nghĩ này của hắn thật sự rất khó thành hiện thực. Khương Mộ Đông không thể nổi giận, dù sao hắn cũng phải chú ý phong độ, hắn không thể phất tay áo bỏ đi, vì trong phòng làm việc của Bộ trưởng Chu vẫn còn có nhiều người trừng mắt chờ hắn, thế cho nên hắn càng không thể đánh Vương Tử Quân thành đầu heo. Thậm chí lúc này người ở bên cạnh Vương Tử Quân còn đông hơn mình rất nhiều. Vì thế Khương Mộ Đông chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống bụng mà thôi. Cục trưởng Khương, anh đến vừa đúng lúc, tôi mời anh một ly. Tuy tôi rất chán ghét đầu heo của anh, thế nhưng dù thế nào thì hai chúng ta cũng coi như có quen biết. Vương Tử Quân kéo tay Khương Mộ Đông, sau đó hắn nâng ly đưa đến bên miệng Khương Mộ Đông rồi nói. Khương Mộ Đông không phải là chưa từng được người ta mời rượu, thế nhưng lại bị người ta mời rượu và nói là đầu heo thì thật sự là lần đầu tiên vướng phải. Hắn thật sự cực kỳ tức giận, hắn vừa muốn đưa tay đẩy ra, thế nhưng lúc này không biết Vương Tử Quân say khướt chợt lấy đâu ra sức lực, hắn không những không đẩy tay Vương Tử Quân ra được, còn bị đối phương thuận thế đổ rượu vào miệng. Một ly rượu cũng không là gì, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân dùng lực hơi mạnh thì hắn thật sự có chút không chịu được. Khi ánh mắt của hắn rơi vào hàm răng còn dính vài miếng thịt nhỏ của Vương Tử Quân, thế là trong lòng sinh ra cảm giác khác lạ. Chính mình vừa rồi uống rượu bằng ly của Vương Tử Quân. Một luồng nước chua từ trong bụng Khương Mộ Đông vọt lên, hắn cảm nhận được nước chua này thế cho nên cố gắng ngậm chặt miệng. Vương Tử Quân có thể không quan tâm đến ảnh hưởng, thế nhưng hắn lại thật sự rất quan tâm, dù sao lúc này Thứ trưởng Lam cũng đang ở ngay bên cạnh. Khương Mộ Đông nuốt dòng nước chua vào trong bụng mà cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, nếu không phải hắn đứng ngay bên cạnh bàn và chống tay giữ lại, hắn thậm chí nghi ngờ mình có thể ngã lăn ra đất. Anh Khương, tôi nói với anh. Tôi thấy anh không vừa mắt đã khá lâu rồi, anh không phải giữ quyền phê duyệt sao? Anh không phải có quyền can thiệp vào phương diện đường sắt có đi qua thành phố La Nam chúng tôi hay không sao? Anh không phải dùng chuyện này để quyết định làm khó tôi sao? Vương Tử Quân căn bản không cho Khương Mộ Đông cơ hội thở dốc, dù hắn nói vẫn có ba phần men say, thế nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén. Cơ thể của Khương Mộ Đông đang mềm nhũn hẳn ra, lúc này hắn nghe nói như vậy thì lập tức cảm thấy cơ thể cứng nhắc. Một dòng mồ hôi lạnh từ trên người chảy xuống. Tuy tất cả những thứ kia đều là do hắn làm, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân nói ra, hắn cảm thấy toàn thân của mình cực kỳ khó chịu, giống như đang đi trên đường rồi bất ngờ bị ai đó lột trần ra trước bàn dân thiên hạ vậy. May mà người đến đây với Khương Mộ Đông là Thứ trưởng Lam, nếu như nói những lời như vậy với Bộ trưởng Chu thì chỉ sợ sẽ có kết quả không đơn giản. Khương Mộ Đông thầm cảm thấy may mắn, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Tử Quân càng có thêm vài phần kính sợ. Bí thư Vương, anh uống say rồi. Khương Mộ Đông cố trấn tĩnh tâm thần của mình, cuối cùng hắn cũng nói ra một câu, sau đó lại tiếp tục. Bí thư Vương, lần này tôi đến để nói cho anh biết, chuyện đường sắt Mân Cô bên kia. Cái gì, còn bà nó, tôi nói cho anh biết nhé Khương Mộ Đông, đừng nhắc đến chuyện này với tôi nữa, các anh thích đi qua nơi nào cũng được, tôi không quan tâm nữa. Hôm nay ông đây uống rượu xong sẽ đi về thành phố La Nam. Không có đường sắt thì ông mở đường nhựa, ông đây nắm nhiệm vụ ở thành phố La Nam, ông nhất định sẽ tu sửa đường xá La Nam cho thật tốt, làm đường cao tốc cũng không chậm hơn đường sắt của các người.
Tôi nói cho anh biết, người sống sẽ không vì nhịn tiểu mà chết, thành phố La Nam cũng không bị người ta ép cho chết được. Vương Tử Quân càng nói càng lớn, hai người Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc đang định lên tiếng với Thứ trưởng Lam, lúc này vẻ mặt cả hai đều cực kỳ chính trọng. Lúc vừa vào cửa thì Thứ trưởng Lam đứng bên cạnh nhìn viên bí thư thị ủy giống như uống rượu say xỉn với ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng bây giờ nghe được lời nói của Vương Tử Quân, thế là vẻ mặt chợt biến đổi. Ông không những xây đường cao tốc, còn làm cả sân bay, còn bà nó làm sân bay thì sau này ông về thủ đô sẽ đi bằng máy bay. Vương Tử Quân cười ha hả vỗ vỗ vai Khương Mộ Đông nói. Anh Khương, tiểu tử anh sẽ không đi hàng không dân dụng đấy chứ. Khương Mộ Đông tuy không đi hàng không dân dụng nhưng sẽ nhất quyết không cho Vương Tử Quân phát triển sự nghiệp hàng không, nếu Vương Tử Quân làm như vậy, hắn sao có thể nói rõ với Bộ trưởng Chu, mà Bộ trưởng Chu nói thế nào với đám lão gia tử kia. Phản ứng dây chuyền như vậy là thứ mà hắn không muốn nhìn qua. Bí thư Vương, để tôi nói xong cái đã, tôi đến nói cho anh biết, được lãnh đạo Bộ Đường sắt nghiên cứu kiểm tra, đường sắt Mân Cô sẽ tiếp tục tiến hành theo dự định trước đó, sẽ vẫn đi qua thành phố La Nam. Khương Mộ Đông phải quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra những lời như vậy. Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc nghe được những lời của Khương Mộ Đông thì không khỏi lộ ra nụ cười, dù có chút không thoải mái nhưng đường sắt Mân Cô rõ ràng là nguyện vọng lớn nhất của chuyến đi đến thủ đô của bọn họ lần này. Bây giờ nghe thấy Khương Mộ Đông mở miệng chứng thật, dù thế nào thì bọn họ cũng cực kỳ phấn chấn. Anh nói gì, chấp hành theo phương án trước đó sao? Vương Tử Quân chợt giữ lấy Khương Mộ Đông rồi lớn tiếng nói. Khương Mộ Đông nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Vương Tử Quân, hắn bị đả kích nãy giờ và lúc này mới tìm lại được sự tự tin của mình. Hắn nhìn Vương Tử Quân, nhịn không được ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, lãnh đạo đã quyết định rồi. Anh nói sự thật sao? Vương Tử Quân lúc này lại dùng lực tay mạnh hơn so với vừa rồi một chút, Khương Mộ Đông chợt cảm thấy tay mình cơ hơi đau, nhưng dù đau thì hắn vẫn cảm nhận được cảm giác khiếp sợ của viên bí thư trẻ tuổi này. Thế là hắn cảm thấy tinh thần vui sướng. Cũng có chút sảng khoái. Tất nhiên là thật, chuyện lớn thế này mà tôi còn nói giỡn với anh sao? Khương Mộ Đông lại lộ ra nụ cười, hắn dùng giọng ngạo nghễ nói với Vương Tử Quân. Chương 641 Một cột chống trời, định hải thần châm. Anh nói đường sắt Mân Cô sẽ tiếp tục đi qua thành phố La Nam. Vương Tử Quân trừng mắt nhìn về phía Khương Mộ Đông mong được chứng thực. Khương Mộ Đông nở nụ cười. Thứ trưởng Lam đứng sau lưng lại càng nở nụ cười hòa nhã. Viên bí thư trẻ tuổi kia thật sự có chút quá mức, lại quá bá đạo kỳ cục, nhưng nếu nói về mức độ tu dưỡng thì căn bản vẫn chưa đến mức chuyên gia chính trị. Hai người bọn họ nhìn vào vẻ mặt thất thố kinh hoàng của Vương Tử Quân, thế là cả hai giống như tìm lại được vẻ ngạo mạn và ung dung của mình. Đúng vậy, việc này dù anh có tìm được đại nhân vật để áp chế xuống, nhưng sau khi nghe tin tức đột ngột cũng không phải kích động giống như chó sao. Còn bà nó, còn tưởng rằng tài giỏi đến mức độ nào. Đúng vậy, sẽ quá cảnh qua thành phố La Nam. Khương Mộ Đông nói ra từng chữ một, lúc này hắn xem như đã hoàn toàn tìm về được cảm giác cao cao tại thượng của mình. Vương Tử Quân trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Khương Mộ Đông nhìn bộ dạng kinh ngạc không biết làm sao của Vương Tử Quân, trong lòng thật sự rất thư thái. Thầm nghĩ nhà quê vẫn là nhà quê, dù có là thế nào cũng là dạng chưa từng được thấy những thứ gì to tát, thế cho nên mới có bộ dạng như lúc này. Còn bà nó, sao lại muốn quá cảnh ở thành phố La Nam chúng tôi? Các người cứ cho qua thành phố Đông Bộ đi, ông đây đã quyết định sẽ làm đường cao tốc, đã tìm đủ mọi cách để chuẩn bị áp dụng, không để cho các người phá hoại được. Vương Tử Quân uống vào một ly rượu, sau đó hắn ném ly đi rồi lớn tiếng nói. Khương Mộ Đông giống như nuốt vào miệng một khúc xương gà, hắn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, chẳng phải được tiện nghi còn bố láo bố khoét sao? Hắn nhìn bộ dạng đã giống như khôi phục lại tỉnh táo của Vương Tử Quân, thế là không nhịn được nói. Bí thư Vương, anh cần phải nhìn rõ tình thế, xây dựng đường sắt. Xây dựng cái gì, không làm, chúng tôi muốn làm cầu đường, làm đường cao tốc, muốn xây sân bay. Vương Tử Quân lại tiếp tục uống rượu, hắn túm lấy cổ áo Khương Mộ Đông rồi lớn tiếng nói. Ông không chơi lại mày, ông cũng không muốn chơi với mày, như vậy được không? Ông không chơi với mày. Câu nói này làm cho vẻ mặt Khương Mộ Đông chợt trở nên cổ quái, hắn nhìn bộ dạng say khướt của Vương Tử Quân, ánh mắt lại nhìn sang Thứ trưởng Lam. Thứ trưởng Lam có chút chần chờ, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, con đường sắt này cũng là vì giúp địa phương phát triển kinh tế, anh có ý kiến cũng được,
không có ý kiến cũng được, đây là kế hoạch chủ tính chung của quốc gia, không vì ý nguyện của một người mà bác bỏ được. Tôi phản đối, có gì sai sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không phối hợp, như vậy các người làm được gì? Cái giá của các người là không nhỏ, ông đây không muốn hầu hạ. Anh Hà, tiếp tục uống rượu, chúng ta uống hết hai chai này. Vương Tử Quân nấc lên một tiếng không chút kiêng nể, sau đó hắn dùng giọng điệu chỉ huy nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ lúc này thấy Thứ trưởng Lam có chút xấu hổ, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ giải thích với Thứ trưởng Lam. Xin lỗi lãnh đạo, bí thư Vương của chúng tôi hôm nay thật sự uống hơi nhiều. Thứ trưởng Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói rằng Hà Khởi Duệ không cần giải thích nhiều như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông, sau đó thản nhiên nói. Nếu thành phố La Nam đã không đồng ý, như vậy chúng ta về báo cáo với Bộ trưởng Chu một tiếng. Thứ trưởng Lam vừa nói vừa xoay người bỏ đi, khi thấy Thứ trưởng Lam đi thì nhóm người Hà Khởi Duệ cảm thấy nôn nóng đến mức mặt bốc lửa, trên mặt cũng lộ ra vẻ sốt ruột. Bọn họ cố gắng nhiều ngày qua, bây giờ thấy thành quả trước mắt, sao có thể để cho Thứ trưởng Lam đi tìm hướng phát triển khác. Nhưng khi bọn họ đưa mắt nhìn bộ dạng say khướt của Bí thư Vương, lãnh đạo rõ ràng không thèm quan tâm, căn bản là thờ ơ với Thứ trưởng Lam. Không tiến, ha ha ha, khuyến quân canh tẫn nhất bôi tử, tây xuất dương quan vô cố nhân, xin cạn chén rượu buồn đưa tiến, qua khỏi dương quan ai cố nhân. Cục trưởng Khương, hẹn lần sau không gặp lại. Vương Tử Quân lảo đảo nâng ly đứng lên nói với Khương Mộ Đông. Khương Mộ Đông lúc này tuy cảm thấy căm tức nhưng cũng cố gắng đè nén. Hắn nghe được câu nói của Thứ trưởng Lam, trong lòng vốn có chút chần chừ, thế nhưng thấy Thứ trưởng Lam xoay người bỏ đi, hắn thật sự thấy dao động. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Mộ Đông lấy điện thoại ra muốn nghe máy, thế nhưng khi hắn alo một tiếng mới phát hiện Thứ trưởng Lam đứng trước mặt đang nghe điện thoại, mà điện thoại của hắn lại căn bản không phát ra chút âm thanh nào. Khương Mộ Đông cảm nhận được chút xấu hổ, hắn nhìn về bốn phía theo bản năng, chợt thấy không ai chú ý đến mình. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó hắn lại bị âm thanh của Thứ trưởng Lam thu hút. Bộ trưởng Chu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng, ngài và các vị lãnh đạo cứ đi dùng cơm, tôi sẽ chạy đến ngay. Thứ trưởng Lam tiếp điện thoại với bộ dạng cúi đầu khom lưng làm cho Khương Mộ Đông cảm khái vô hạn. Vòng sáng quyền lực thật sự quá chói mắt. Bộ trưởng Chu ở đầu dây bên kia ăn bản không nhìn rõ bộ dạng của Thứ trưởng Lam thế nhưng lúc này Thứ trưởng Lam nghe điện thoại của lãnh đạo với tư thái tiếp nhận dạy bảo, nụ cười trên mặt nịnh nọt khiêm tốn, giọng điệu chém đinh chặt sắt giống như chiến sĩ sắp lao ra xa trường đang dùng lời thề sắt son của mình để bảo chứng với thượng cấp. Bên kia không biết nói gì đó mà Thứ trưởng Lam ở bên này chợt đứng thẳng người, hai chân khép chặt, hắn dùng tư thế đứng nghiêm nói. Bộ trưởng Chu, xin ngài yên tâm, tôi dùng tính đảng của mình để đảm bảo. Tuyệt đối sẽ hết sức cẩn thận. Vâng, 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 tôi sẽ lập tức đến ngay. Thứ trưởng Lam cúp điện thoại mà cảm thấy trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, hắn lại sờ lên mặt, trên đó cũng ướt đẫm một mảnh, điện thoại di động cũng thấm đầy mồ hôi. Hắn ngu ngơ một lát rồi tươi cười đi về phía Vương Tử Quân, sau đó hắn nâng ly rượu lên dùng giọng điệu chân thành nói. Bí thư Vương, hai người chúng ta uống một ly. Vương Tử Quân giống như hồn nhiên không phát hiện mình không quen biết với Thứ trưởng Lam, hắn thấy Thứ trưởng Lam nâng ly lên, thế là cười ha hả cùng cụng ly với đối phương. Bí thư Vương, hãy để cho hạng mục đi qua, anh biết đấy, chúng tôi sẽ nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ thực hiện dự án, chưa đến một năm thì đường sắt sẽ thông xe. Nếu tất cả đúng như dự tính, như vậy sẽ là một chuyện vui lớn cho nhân dân thành phố La Nam. Thứ trưởng Lam dùng giọng âm trầm nói. Thế nhưng lời nói lại giống như của một đứa trẻ đang nói với ông nội của mình. Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc biết rõ tình huống của Vương Tử Quân, lúc này trái tim của bọn họ đã di chuyển lên đến cổ họng. Lúc này bọn họ thầm nghĩ, chỉ hận không thể xông lên cướp ly rượu trong tay của Vương Tử Quân, sau đó liên tiếp gật đầu đồng ý lời đề nghị của Thứ trưởng Lam. Chương 641-2 Cột chống trời, Định Hải Thần Châm. Thế nhưng bọn họ không dám. Dù sao bây giờ cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Khi hai người bọn họ đang dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, chợt nghe Vương Tử Quân dùng giọng lắp bắp nói. Không được, tuyệt đối không được, tôi đã chạy tới chạy lui như một con thỏ, bị các người đùa bỡn như khỉ, thế nên tôi không chơi trò này với các anh nữa. Vậy anh muốn chơi trò thế nào? Thứ trưởng Lam vẫn nở nụ cười, giống như căn bản không chút chú ý đến lời từ chối của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng sức lắc đầu mình, một lúc lâu sau mới nói. Tôi cảm thấy cứ dựa theo quy củ là được, anh nói xem,
Các anh rằng có tôi mất nhiều thời gian như vậy, dù sao cũng phải có gì đó đền bù tổn thất chứ. Nếu không chẳng phải thể diện của tôi không đáng giá sao? Muốn đền bù tổn thất, vẻ mặt Khương Mộ Đông chợt trở nên cực kỳ khó coi, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, lần đầu tiên thấy có người bắt hắn phải đền bù tổn thất. Hắn thầm cảm thấy buồn cười, lại sinh ra cảm giác cười không nổi. Vài ngày trước Khương Mộ Đông cho rằng đối phương chỉ là một viên quan địa phương, dù có chạy loạn đến nơi nào cũng chỉ có thể xử lý được những việc thuộc quyền hạn của mình mà thôi. Không ngờ đối phương lại có tác động mạnh đến tương lai của mình, nếu bây giờ náo loạn với đối phương, chỉ sợ mình không thể nào có biện pháp khai báo trước mặt Bộ trưởng Chu. Khương Mộ Đông thật sự cảm thấy rất ngột ngạt, hắn nhìn chằm chằm vào Thứ trưởng Lam, chỉ sợ lãnh đạo sẽ nói ra hai chữ không được. Cũng không phải không được, anh nói xem nên đền bù tổn thất như thế nào. Không giống như ý nghĩ của mọi người, Thứ trưởng Lam suy nghĩ một lát rồi sảng khoái đồng ý điều kiện của Vương Tử Quân. Điều này nói ra cũng khá xấu hổ, là thế này, lãnh đạo, tôi nghe nói bộ đường sắt là một con đường lớn trong các thành phố, anh xem, có thể suy xét cho thành phố La Nam chúng tôi được không? Chạy qua thành phố chúng tôi sẽ là một tuyến đường không sai. Vương Tử Quân nói, hai mắt chậm rãi trở nên trong sáng. Thứ trưởng Lam nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, sau đó cười lên ha hả. Bí thư Vương, thật sự người say không mê say, nhưng anh cũng không nên đổi ý. Được, tôi đồng ý yêu cầu này. Thứ trưởng Lam nói đến đây thì tiếp tục. Nhưng này Bí thư Vương, tôi cũng phải cảm thấy đáng tiếc thay cho anh, vì yêu cầu của anh thật sự không phải là yêu cầu gì cả, vì tuyến đường kia vốn đã được định ra cho thành phố La Nam. Ha ha ha. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn liên tục lắc đầu, bày ra bộ dạng rút lui, mà Thứ trưởng Lam cũng nở nụ cười phối hợp. Thứ trưởng Lam từ chối lời mời của Vương Tử Quân. Sau đó cùng Khương Mộ Đông rời khỏi khách sạn Lão Lam. Lúc này vẻ mặt vốn say xỉn nhìn giống như đầu heo của Vương Tử Quân đã trở lại nghiêm chỉnh, hắn gạt ly rượu bên cạnh sang một bên. Bí thư Vương, chúng ta đã thành công. Kim Điền Lạc tuy tuổi không nhỏ nhưng tình hình lúc này lại làm cho hắn thật sự kích động. Đường sắt Mân Cô giống như một tảng đá trong lòng hắn, bây giờ tất cả đều tốt, hắn đã nắm chắc thắng lợi, đại cục đã định. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ gật đầu. Lúc này hắn không nghĩ nhiều về hai tuyến đường được thông qua, hắn nghĩ đến nụ cười của Thứ trưởng Lam khi rời đi. Vốn hắn không quen biết gì Thứ trưởng Lam, thế nhưng khi thấy đối phương thức thời và biết tiến thối như vậy, hắn không khỏi đánh giá cao thủ trưởng của Khương Mộ Đông hơn vài phần. Vương Tử Quân bắt đầu đứng ở vị trí của Thứ trưởng Lam để suy xét vấn đề, hắn phát hiện đối với Thứ trưởng Lam thì hai yêu cầu của mình không tính là gì. Dù sao thì đối phương cũng không cần động tay động chân. Xử lý chuyện này lại càng làm cho đối phương được bảo toàn. Thứ trưởng Lam này biết nhìn đại cục, lại thức thời, biết tiến thối, tâm tư như vậy cũng không phải sâu theo kiểu bình thường. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn cũng không biểu hiện tâm tình của mình ra ngoài, dù thế nào thì sự kiện lần này đối với hắn hay với thành phố La Nam cũng là một thắng lợi lớn. Có hơi giống bịt tai trộm chuông. Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói cuối cùng của Thứ trưởng Lam, hắn chợt lẩm bẩm. Bí thư Vương, ngài đang nói gì? Vì giọng điệu của Vương Tử Quân có hơi nhỏ, thế cho nên Kim Điền Lạc cũng không thể nào nghe được rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt mê hoặc của đám người trong phòng đang nhìn về phía mình, Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói. Anh Hà cũng quá thật thà, tôi nói chỉ cần cho chút rượu lên người thôi, thế nhưng anh lại trực tiếp đổ cả nửa chai lên người tôi, thật sự giống như ngâm rượu vài tiếng đồng hồ, thật sự quá mức khó chịu. Nghe được những lời như vậy của Vương Tử Quân thì trong phòng liên tục vang lên tiếng cười. Hà Khởi Duệ vừa cười vừa lớn tiếng nói. Bí thư Vương, ngài nói phải làm cho mình thật sự giống người say, không phải tôi đã phối hợp rất tốt sao? Nếu không chúng tôi sao có thể chứng kiến một vở kịch hay như vậy, vừa rồi bộ dạng của Khương Mộ Đông thật sự rất giống một con heo. Kim Điền Lạc nhắc đến chuyện Khương Mộ Đông giống một con heo mà thật sự cười ngặt nghẽo, hắn có liên hệ nhiều với Khương Mộ Đông. Hắn thật sự rất căm hận tên khốn kia. Khi tiếng cười vang lên rộn rã thì Hà Khởi Duệ nâng ly rượu lên cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lúc này chúng ta đã giành được thắng lợi. Kim Điền Lạc nhìn cung cách mời rượu khác thường của Hà Khởi Duệ, hắn chợt sững sờ, sau đó hắn nâng ly rượu lên, sau đó chậm rãi đi về phía Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, chúng ta thắng lợi. Vương Tử Quân nhìn hai người nâng ly rượu. Hắn hiểu tâm tư của hai người bọn họ, thế là nâng ly lên không chút chần chờ nói. Tôi tin tưởng ngày sau chúng ta sẽ càng thêm tốt đẹp hơn.
Đối với trẻ con thì tháng 7 tháng 8 sẽ là những ngày ánh nắng mặt trời tươi đẹp rạng rỡ, thế nhưng cũng là những người dễ biến đổi nhất, chợt mưa chợt gió. Chỉ sau nháy mắt một đám mây đen kịt đã bao phủ cả không trung, người ta còn chưa kịp tìm chỗ tránh mưa thì những hạt mưa giống như trân châu đã rơi xuống như mắc võng giữa không trung. Xe cộ qua lại, dù được bung ra, áo mưa đủ màu sắc khoác lên người, một con đường náo nhiệt nhanh chóng trở nên trong trẻo lạnh lùng. Những người không mang theo dụng cụ che mưa thì bắt đầu chạy nháo nhào vào trong những ngôi nhà có mái che ven đường, cùng nhau đợi mưa tạnh. Trên con đường cái rộng rãi thành phố La Nam có một nhà hàng tên là Bàn Tử Gia, tuy mặt tiền không lớn nhưng cũng coi như sạch sẽ. Nhà hàng này kinh doanh phát đạt cũng là nhờ vào ông chủ Diêu Mập có tay nghề nấu nướng quá ngon. Có người nói Diêu Mập thích cười, mà ông chủ Diêu Mập thật sự luôn chứng minh cho câu nói như vậy. Cơ thể béo tốt đi từ gian trên xuống nhà bếp dù gặp bất kỳ ai thì trên mặt luôn là nụ cười tủm tỉm, căn bản không có biểu hiện gì khác. Chương 641 3 cột chống trời, Định Hải Thần Châm. Ngày hôm nay mưa xuống làm cho quán xá có tập hợp một nhóm người rảnh rỗi, nhưng bọn họ phần lớn là người đến trú mưa tạm thời, dù sao cũng đã dùng cơm rồi, thế cho nên lúc này cũng không ai ăn thêm. Nhưng đối diện với những người trú mưa như vậy thì Diêu Mập cũng không tức giận. Ngược lại còn nhiệt tình chào hỏi vài người có chút quen biết, cũng cho nhân viên của nhà hàng cầm bình trà đi rót cho mỗi người một ly nước trà nóng hôi hổi. Siêu Mập, trà của anh thật sự không tệ, anh mua ở chỗ nào vậy? Đợi mưa tạnh tôi cũng đi mua loại trà ngày uống mới được. Một người đàn ông trung niên hơn 40 vừa uống trà vừa lớn tiếng nói với Siêu Mập. Là quán trà Tư Viễn, thầy Triệu, anh nếu muốn uống thì chỗ của tôi còn hơn nửa cân, lát nữa tôi sẽ để Tiểu Đào lấy ra biếu anh. Siêu Mập lại tỏ ra rất khách khí với người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên khoát tay áo nói. Uống không nước trà của anh là được rồi, nếu như còn lấy cả trà của anh, như vậy người ta sẽ nói tôi không hiểu quy củ. Thầy Triệu nở nụ cười tự đắc, cũng liên tục khoát tay áo. Vì có nước trà nên đám người trú mưa mới tụm năm tụm bảy để nói về đủ thứ chuyện với nhau. Có người nói năm nay mưa hơi nhiều, lại có người cùng ai đó cãi nhau về chuyện gia đình. Nhà hàng bây giờ liên tục phát ra âm thanh, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói hạng mục đường sắt Mân Cô đến thành phố La Nam chúng ta đã thất bại rồi. Một âm thanh vang dội xuất hiện trong đám người ngồi thảo luận. Khi âm thanh này vang lên thì đám người đang nghị luận với nhau ở khắp chung quanh đều bị thu hút, nhà hàng vốn có chút lộn xộn chợt trở nên thanh tĩnh. Tam Bình Tử, cậu nói gì vậy? Lãnh đạo không phải đã nói sang năm chúng ta có thể đi xe lửa sao? Thế nào lại thất bại rồi? Tôi còn định chờ sau khi mở đường xe lửa sẽ bắt xe đến thăm anh. Một ông lão hơn 60 tuổi lúc này cầm vài quân bài trong tay, lão lớn tiếng hỏi tên thanh niên vừa mới mở miệng lên tiếng. Tam Bình Tử là một thanh niên khỏe mạnh, nhìn qua cũng không có gì quá đặc biệt, thế nhưng lại có một dáng người chắc nịch, gương mặt chất phác, đứng trong đám đông sẽ không làm cho người ta chú ý. Nhị đại gia, cháu nói thật đấy, bác còn cảm thấy cháu sẽ lừa bác sao? Tam Bình Tử nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng tức giận bất bình nói. Đã sửa lại rồi, nghe nói con đường sắt đi qua thành phố Đông Bộ. Con bà nó, đi qua thành phố Đông Bộ, không phải là thành phố Đông Bộ không có đường sắt, vì sao lại cho đi qua thành phố Đông Bộ? Chẳng lẽ thành phố La Nam chúng ta chính là mẹ nuôi sao? Một tên đàn ông cởi trần vừa vỗ tay lên bàn thật mạnh vừa nói, không khỏi làm cho vài cái ly trên bàn nghiêng ngã. Siêu Mập nhìn vài cái ly thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, thế là thở dài một hơi, thầm nghĩ may mà Khổng rơi xuống, nếu không xem như chính mình mất không một ít tiền. Lãnh đạo thành phố chúng ta làm gì, Lý Quý Niên không phải là Thành Quy Niên rồi chứ? Một âm thanh trào phúng vang lên trong đám người. Tiếng cười ha ha chợt vang lên, nhưng tiếng cười chưa rằng có được bao lâu thì chợt dừng lại, sau đó có người nói. Lúc này cũng đừng quan tâm đến Chủ tịch Lý đã làm gì, tôi nghe nói. Thành phố đã có một vị bí thư mới rồi. Bí thư mới đến nhận chức thì có liên quan gì đến phương diện này? Một tên thanh niên hơn 20 tuổi chợt dùng giọng bênh vực kẻ yếu nói. Sao không liên quan, phải nói là liên quan lớn. Tam Bình Tử đứng lên lớn tiếng nói. Các người biết được bao nhiêu? Các người có biết Phương Tử Quân kia từ đâu đến không? Tôi nói cho các người biết, hắn đến từ thành phố Đông Bộ. Tôi nghe nói anh ta ở thành phố Đông Bộ phát triển rất lợi hại. Tất cả lãnh đạo thành phố Đông Bộ đều nghe theo lời hắn, nếu như hắn và thành phố Đông Bộ tranh thủ chuyện này, đường sắt Mân Cô sẽ không thể nào đi qua La Nam được. Âm thanh của Tam Bình Tử làm cho nhiều người nghị luận,
thế là một vài tin tức nho nhỏ về Vương Tử Quân liên tục truyền bá trong đám người. Tôi sao lại nghe nói Bí Thư Vương về thủ đô chạy hạng mục rồi? Tên thanh niên bên kia vẫn mở miệng biện hộ cho Vương Tử Quân. Tam Bình Tử vốn rất thỏa mãn với hiệu quả mà chính mình tạo ra ở nơi này, bây giờ thấy tên thanh niên kia vẫn tiếp tục chống đối với mình, thế là hắn có chút mất hứng, vì vậy lạnh lùng nói. Tiểu tử, cậu thì biết cái quái gì, họ Vương kia không đi thì làm gì được. Bây giờ hắn không đồng nhất tâm tư với người thành phố La Nam, nhưng dù sao cũng là một người có chiếc mũ bí thư thành phố La Nam, nếu không chạy qua chạy lại như vậy sẽ bị người ta đâm vào cột sống. Tam Bình Tử nói đến đây thì thấy một cô gái cầm theo dù từ bên ngoài đi vào. Cô gái hơn 20 tuổi, dáng người thon thả, đi vào bên trong giống như một con nai nhỏ xinh đẹp. Cô gái vừa vào cửa thì gấp sù lại, hai con người nhìn khắp bốn phía, sau đó nàng đi về phía tên thanh niên bên kia, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Thầy Lưu, tôi biết thế nào anh cũng trú mưa ở chỗ này. Giọng điệu trong trẻo của cô gái thật sự làm vang lên những tiếng cười đầy thiện ý. Nhưng Tam Bình Tử ở trong đám người lại cảm thấy mất hứng. Hắn và người được gọi là thầy Lưu vốn có quan điểm bất đồng với nhau, lúc này hai mắt nhìn thầy Lưu giống như một cặp chuông đồng. Tiểu Tú, em không đến trường, chạy đến đây làm gì? Tam Bình Tử chợt hét lớn về phía cô gái vừa đi vào trong nhà hàng. Nhà hàng vốn đang tràn đầy tiếng cười, bây giờ chợt bình tĩnh lại. Trong đây có nhiều người thích xem phim Hong Kong, thế là trong đầu chợt nghĩ đến bộ phim Song Hùng Cướp Mỹ Nhân. Khi ánh mắt của bọn họ chuyển sang người hai nhân vật chính, bọn họ chợt cảm thấy hai người này cũng không thể được xưng là anh hùng. Tam Bình Tử cũng có thể miễn cưỡng coi là anh hùng, thế nhưng thầy Lưu Bạch Diện thư sinh lại kém xa. Ôi, cũng không nên đánh nhau vì hai bên có chênh lệch khá lớn. Khi một số người đang thầm cầu nguyện cho thầy Lưu, cô gái chợt nghiêng đầu. Khi nhìn thấy Tam Bình Tử thì nàng chợt sững sờ, sau đó dùng giọng nũng nịu nói. Anh, sao anh cũng ở đây? À. Thì ra gặp phải anh vợ. Cảm giác căng thẳng của mọi người chợt biến mất, một vài người có tư tưởng bất lương đã bắt đầu tư thế xem cuộc vui. Anh thế nào lại không ở đây được? Nếu anh không ở đây, sao có thể biết em? Tam Bình Tử còn chưa nói hết lời thì đã bị cô gái trách móc. Em làm sao? Anh nói cho rõ ràng, nếu không thì em sẽ về nói với bố. Thầy Lưu lúc này cũng có phản ứng, hắn cười đi đến bên cạnh Tam Bình Tử nói. Chào anh, Tam ca. Tôi là Lưu Tư Xưởng, là đồng sự của Tuyển Tú. À, thì ra là đồng sự, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu nếu dám có ý với Tuyển Tú, chú ý ông đây cho cậu biết tay. Tam Bình Tử nói rồi lại vỗ tay lên mặt bàn, một ly nước cuối cùng cũng không thể nào thuận theo lời cầu nguyện của ông chủ Diêu Mập, nó rơi ngay xuống mặt đất. Chương 641 4 cột chống trời, định hải thần châm. Lưu Tư Xưởng có chút sững sốt, khoảnh khắc này không biết nói sao cho phải. Cô gái được gọi là Tuyển Tú dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh mình, sau đó nàng lớn tiếng nói với Lưu Tư Xưởng. Thầy Lưu, anh đừng quan tâm, đầu óc của anh em có chút vấn đề, chúng ta đi trước thôi, hiệu trưởng đang chờ anh. Cô gái Tuyển Tú vừa nói vừa kéo tay Lưu Tư Xưởng muốn đi ra bên ngoài. Tam Bình Tử lại bị người ta nói đầu óc có vấn đề ngay trước mặt bao người, thế là hắn thật sự không nhịn được. Nhưng hắn thật sự rất sủng ái yêu thương em mình. Vì vậy tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể nuốt trong lòng mà thôi. Lưu Tư Xưởng bị kéo đi hai bước mới kịp phản ứng, hắn nhìn bàn tay thon dài đang kéo tay mình, trên gương mặt tuấn tú có vài phần đỏ ửng. Cơn mưa bên ngoài giống như là một vật cả nho nhỏ với cặp tình nhân, bọn họ mở dù chạy vào trong mưa, bên trong nhà hàng lại vang lên những tiếng huýt sáo khá lớn. Tam Bình Tử xoa xoa hai bàn tay, trên mặt xuất hiện vẻ ảo não. Khi hắn đang nghĩ nên cho tên kia một bài học, đúng lúc này tên thanh niên Lưu Tư Xưởng kia đã chạy đi chợt quay lại nói. Tam ca, tôi không tin những lời vừa rồi anh nói về Bí Thư Vương là sự thật. Cậu không tin thì cứ chờ mà xem. Hi hi, tôi nói cho cậu biết, Bí Thư Vương kia đã phát sinh nhiều sự việc không thoải mái với bộ đường sắt trong thủ đô. Hi hi, thành phố La Nam muốn thông đường sắt sao? Cứ ở đó mà chờ Bí Thư Vương thôi. Tam Bình Tử lớn tiếng nói một câu chào phúng với tên thanh niên đang tạo thành một cặp với em gái của mình, thế là hắn cảm thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều. Tam Bình Tử nhìn tên thanh niên đang còn định tranh luận với mình, hắn thầm nghĩ đối phương nhất định là fan của Bí Thư Vương, lại cướp em gái của mình, bây giờ hắn sẽ đánh vỡ thần tượng của đối phương. Dù anh nói thế nào thì tôi cũng tin Bí Thư Vương không phải như vậy. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Lưu Tư Xưởng tiếp tục hô lớn.
hai người thanh niên lại bắt đầu đi dưới màn mưa, càng ngày càng xa, giống như một gợn sóng xuất hiện trên biển rộng. Có người bắt đầu mở miệng gọi món ăn trong nhà hàng, nhưng bây giờ nội dung thảo luận nhiều nhất chính là tin tức lấy được từ miệng Tam Bình Tử. Nếu đó là thật thì chỉ sợ thành phố La Nam sẽ không có xe lửa. Còn bà nó, tôi đã thấy tên khốn Trình tự học là không ra thể thống gì, bây giờ chồn đi cáo đến, đúng là một ổ với nhau. Hi hi, được rồi, đừng nói như vậy, quả đen thì đều giống nhau, con đường này đi không thông thì chúng ta đổi đường, người sống sao có thể chết vì nhịn tiểu được. Tôi không phải đang bức bối, tôi chỉ cảm thấy chúng ta quá đáng thương. Thành phố La Nam vốn tụt hậu, bây giờ lại có một vị lãnh đạo không ra gì, sau này sao có thể phát triển kinh tế được. Đủ mọi tin đồn về đường sắt Mân Cô truyền đi khắp thành phố La Nam, đám người đều cho rằng bí thư mới đến nhận chức cố ý hướng về phía đông bộ, cướp đi miếng thịt đã đến bên miệng thành phố La Nam, còn chắp tay đưa cho thành phố đông bộ. Hơn nữa điều làm cho mọi người cảm thấy chán nản là Vương Tử Quân còn có xung đột với lãnh đạo của bộ đường sắt, sau này xem như La Nam đừng mơ có đường sắt. Khu ủy ban là trung tâm thành phố La Nam cũng tràn đầy lời nghị luận, mà lời nghị luận tàn nhẫn nhất chính là thành phố đông bộ bên kia đã khởi công hạng mục rồi. Đối diện với những tin đồn này thì lãnh đạo các cấp của thành phố La Nam cũng không nói gì cả, thế nhưng một ngọn lửa lại liên tục bùng lên dưới thái độ lặng lẽ của bọn họ. Phía tây ủy ban thành phố La Nam có hai tòa nhà không quá cao và một khoảng sân nhỏ, đó chính là khu văn phòng Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố La Nam. Vì mẹ đã xuất viện, thế cho nên phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lại được tiếp đón chủ nhân của mình. Trình Tự Học thản nhiên đọc báo, lão rất hưởng thụ cảm giác này. Năm nay lão đã có tuổi, đáng lý phải tìm cho mình một cuộc sống nhàn nhã, nhưng cuộc sống nhàn nhã cũng không có nghĩa là vứt đi quyền lợi. Trước đó Trình Tự Học là bí thư thị ủy La Nam, bây giờ tuy mất đi vị trí kia, thế nhưng lão vẫn chưa mất đi cảm giác của mình, càng chưa thể mất đi quyền lợi của vị trí kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mới nhận chữ của Trình Tự Học đi đến. Khi nghe âm thanh giày ra tiếp xúc với sàn nhà thì lão khẽ cau mày, trong lòng bắt đầu hoài niệm về viên thư ký cũ của mình. Nhưng lúc này viên thư ký trung thành và tận tâm trước đó đã được Trình Tự Học điều đến vị trí quan trọng, mà bây giờ sở dĩ có một người như vậy tiếp nhận vị trí thư ký, lão thấy lý do cũng là vì mình mất đi vị trí kia. Dù sao thì người ta cũng cho rằng mình đã lui ra, nào còn tâm tư phục vụ cho mình. Chủ tịch Trình, bí thư Trương đến. Tên cán bộ trẻ tuổi căn bản cũng không thèm nhìn vẻ mặt lãnh đạo của mình, hơn nữa hắn cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp được một năm mà thôi, hắn đi đến trước mặt Trình Tự Học rồi cung kính khẽ nói. Trình Tự Học đặt tờ báo xuống rồi lạnh giọng nói. Bí thư Trương đến, sao cậu còn chưa mời vào? Chẳng lẽ còn muốn để cho bí thư Trương phải chờ sao? Thư ký bị mắng, thế là trên mặt có vài phần uất ức, nhưng hắn cũng xem như hiểu quy tắc cơ quan, vì vậy vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ nửa phút sau đã có người đẩy cửa đi đến. Bí thư Trình, ngài thật sự rất nhàn nhã, khi thấy cuộc sống thần tiên của ngài, tôi thật sự hận không thể tìm đến nương tựa vào ngài. Trình Tự Học đứng lên. Lão đi ra khỏi bàn làm việc mời người đến ngồi xuống ghế salon, sau đó cười nói. Bí thư Trương nói đùa như vậy cũng không được, anh là người làm việc lớn, bây giờ tìm chỗ như tôi để nương tựa rõ ràng là quá sớm rồi. Viên thư ký trẻ nhìn thấy phó bí thư thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân ngồi xuống ghế salon, hắn vội vàng tiến lên rót trà, sau đó khẽ đi ra ngoài. Bí thư Trình, tôi cũng không phải nói giỡn với ngài, tôi nói thật cho ngài biết. Bây giờ tôi cảm thấy mình giống như bị nướng trên lò lửa vậy. Trường hợp Tuân nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó nói tiếp. Đường sắt Mân Cô chính là nguyên nhân chính làm cho chúng tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, đó là thành tích do ngài gieo xuống, bây giờ lại bị chúng tôi phá hoại. Trình Tự Học nhìn người đàn ông đối diện thông qua kính lão mà thầm cười lạnh, lão biết rõ vị bí thư ủy ban kỷ luật đi theo chính mình nhập gánh công tác trong thời gian 3 năm qua nhìn thì có vẻ cực kỳ vô hại. Thế nhưng thực tế thì đây là người trong lòng có mãnh hổ, là hạng người cần phải cẩn thận đối đãi mới được. Ôi, chuyện này thật sự phải cẩn thận xử lý mới được, tuy chúng ta đã biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng quần chúng vẫn chưa rõ ràng về chân tướng sự việc, chúng ta cần phải tiến thêm một bước trong công tác tăng cường tuyên truyền dư luận một cách cực kỳ chính xác. Trình Tự Học phủi tay nhàn nhạt cười nói. Chương 641 năm cột chống trời, định hải thần châm. Tăng cường tuyên truyền. Bốn chữ này làm cho khóe miệng Trương Hợp Tuân không tự chủ được phải có chút run rẩy. Hắn là một cán bộ công tác lâu năm ở thành phố La Nam, hắn có thể nói là hiểu rõ tình huống ở nơi này.
Bây giờ nếu tăng cường tuyên truyền, như vậy rõ ràng là ném một Vương Tử Quân đang cố gắng chạy hạng mục ở thủ đô lên lò lửa. Nhưng đây chẳng phải là kết quả mà mình muốn sao. Trương Hợp Tuân cũng là phó bí thư, cũng có dã tâm của mình. Lục Ngọc Hùng đã đủ cường thế, nếu như bây giờ lại đến một vị bí thư cường thế, như vậy sẽ là một vụ tai nạn có tính hủy diệt đối với hắn. Vì vậy trước khi khả năng này xuất hiện thì hắn phải ngăn cản sao cho nó không xảy ra. Vì vậy Trương Hợp Tuân mới chọn Trình Tự Học, hắn biết rõ vị bí thư này không tình nguyện buông bỏ quyền uy của mình trong thành phố La Nam. Đúng, bí thư ngài nói đúng, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn, lúc này phòng tuyên truyền cũng chưa chắc đã nắm rõ phương hướng. Tôi cảm thấy trước tiên chúng ta phải mở một hội nghị để nghiên cứu, xác định phương án rõ ràng. Trình Tự Học nở nụ cười nhàn nhạt, lão nhìn chằm chằm vào hai mắt có vẻ an phận của Trương Hợp Tuân, sau đó mới ung dung cười nói. Anh Trương, những chuyện này anh nên tìm đến Chủ tịch Lý, anh cũng không phải không biết, tôi bây giờ chỉ còn là một vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mà thôi. Chủ tịch Trình, đây là anh Khiêm Nhường, người nào không biết những năm qua anh chính là cây trụ chống trời, là định hải thần châm của thành phố La Nam. Nếu như không có ngài chống đỡ, thành phố La Nam đã sớm rối loạn, lúc này chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Tôi tin tưởng đại bộ phận dân chúng thành phố La Nam nhìn thấy ngài mới an tâm được, như vậy những tin đồn về bí thư Vương cũng sẽ sụp đổ, vì ngài lên tiếng thì tất cả sẽ nhanh chóng tan thành mây khói mà thôi. Trình Tự Học khẽ dựa lên ghế với bộ dạng dương dương tự đắc, ánh mắt liên tục quét qua mặt Trương Hợp Tuân. Lúc này Trương Hợp Tuân đang mở miệng nói rất hay, nội dung cũng giống như một bài nhạc làm cho người ta thích thú, thế nhưng Trình Tự Học lại nắm chắc tâm lý của đối phương. Trình Tự Học khẽ cười cười, lão vừa định khoát tay lên tiếng, đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, một âm thanh khá lớn chợt vang vọng trong phòng. Bí thư Trình, lão Lục tôi đến làm phiền anh một chút. Vẻ mặt Trình Tự Học và Trương Hợp Tuân có hơi biến đổi, ngay sau đó nhanh chóng xuất hiện nụ cười. Trương Hợp Tuân vừa cười vừa đứng lên khỏi ghế, hắn chờ Lục Ngọc Hùng đi vào thì cười nói. Bí thư Lục, lần này anh đến chậm rồi, tôi đang uống trà với bí thư Trình. Uống trà không có nhiều ý nghĩa, phải là đánh cờ mới hay. Lục Ngọc Hùng nói rồi đưa ra một hộp cờ đặt xuống bàn nói. Bí thư Trình, con trai gần đây tặng cho tôi một bộ cờ tướng Ngọc Thạch, hi hi, hôm nay không có chuyện gì, thế là có hơi ngứa tay, chúng ta đánh hai ván nhé. Lục Ngọc Hùng dù trưng cầu ý kiến của Trình Tự Học, thế nhưng bàn tay lại không nhàn rỗi, trực tiếp mở bàn cờ ra. Hai loại cờ trắng đen ở trong hộp trong suốt như ngóc. Dù lúc này trời khá nóng nhưng sờ lên vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác mát mẻ. Trình Tự Học nhìn Lục Ngọc Hùng loay hoay xếp cờ, lão cười lên ha hả. Cậu Lục ơi là cậu Lục, cậu vẫn là tính tình như vậy. Tốt, 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 nếu cậu đã ngứa tay thì lão già như tôi sẽ tiếp đón một chút. Trương Hợp Tuân vẫn nở nụ cười như trước, giống như hắn và Lục Ngọc Hùng căn bản rất hài hòa, nhưng trong mắt lâu lâu lại lóe sáng giống như phản ánh chút cảm giác không tốt với Lục Ngọc Hùng. Chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, Lục Ngọc Hùng anh và Trương Hợp Tuân tôi cũng là phó bí thư, tôi đến chỗ bí thư Trình trước anh, dựa vào cái gì mà anh lại tỏ ra bá đạo như vậy. Trương Hợp Tuân tuy cảm thấy bức bối nhưng vẫn cố gắng vùi cảm giác này vào lòng. Anh Trương, nghe nói anh đánh cờ rất hay, hay là anh ra đây đánh vài ván với bí thư Trình? Lục Ngọc Hùng xếp đặt cờ xong thì dùng giọng khách sáo nói với Trương Hợp Tuân. Trương Hợp Tuân khoát tay cười với lời mời không có thành ý của Lục Ngọc Hùng. Bí thư Lục, người nào không biết bí thư Trình là độc cô cầu bại trên phương diện đánh cờ ở thành phố La Nam. Tôi thật sự không gánh được, thế cho nên mời bí thư Lục ra tay. Như vậy tôi sẽ không khách khí. Lục Ngọc Hùng nói rồi ngồi xuống đối diện với Trình Tự Học. Ngay từ đầu Lục Ngọc Hùng cũng không nói lời nào, giống như hắn thật sự đến đây là vì đánh cờ. Trường hợp Tuân càng không đi, hắn nhìn hai người đánh cờ, liên tục gật đầu. Giống như hoàn toàn chìm đắm vào trong thế cờ chém giết của hai người Trình Tự Học và Lục Ngọc Hùng. Khi đánh đến giai đoạn giữa, thế lực hai bên vốn đang ngang nhau, thế nhưng sau khi Lục Ngọc Hùng đi vài nước cờ dở, thế là bị quân đen bao vây giết hơn phân nửa, coi như thất bại thảm hại. Ngọc Hùng, đây không phải là trình độ thật sự của cậu. Trình Tự Học cầm trong tay một quân cờ trắng rồi mỉm cười nói với Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng đẩy bàn cờ ra rồi dùng giọng ảo não nói. Bí thư Trình, tôi bây giờ mới phát hiện hôm nay mình không thích hợp đánh cờ, thật sự là tâm không tính. Trương Hợp Tuân nhìn Lục Ngọc Hùng biểu diễn mà trong lòng cảm thấy hèn mọn, anh đến đây vốn không phải là đánh cờ, anh cho rằng tôi và anh không biết bí thư Trương là người đánh cờ cực dở sao.
chỉ là nhìn thấu nhưng hắn không nói ra, chỉ ngồi nhìn vị đồng sự cũng là phó bí thư đang diễn trò. Làm việc lớn thì cần phải bình tâm tĩnh khí, đã đến vị trí hiện hành mà còn chưa làm tốt công tác này sao? Trình Tự Học giống như không nghe được những lời ẩn ý của Lục Ngọc Hùng, lão uống ngụm trà rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Bí thư Trình, tôi luôn ghi khắc những lời dạy bảo của anh vào lòng, cũng đã dùng qua nhiều biện pháp anh từng nói, thế nhưng thật sự khó thể nào tĩnh tâm được. Lục Ngọc Hùng nâng ly trà lên uống một ngụm, lúc này mới dùng giọng oán giận không thôi nói. Bí thư Trình, ngài nói xem lúc này đang xảy ra chuyện gì. Vốn đường sắt Mân Cô còn có một chút cơ hội, anh ấy về thủ đô phối hợp quan hệ, hi hi, lại có xung đột với người cần phối hợp quan hệ, sau này sự nghiệp giao thông của thành phố La Nam chúng ta phải phát triển ra sao? Trình Tự Học nhìn gương mặt của Lục Ngọc Hùng, lão trầm giọng nói. Ngọc Hùng, bây giờ tôi đã đến vị trí chủ tịch hội đồng nhân dân, cũng không còn tinh lực như trước. Lục Ngọc Hùng cũng không cho Trình Tự Học cơ hội chối từ, hắn đặt tay lên bàn cờ nói. Bí thư Trình, ngài vẫn chưa tới 60, nếu nói ngài không còn tinh lực thì tôi không tin, ngài rõ ràng vẫn còn đủ sức để lãnh đạo thành phố La Nam chúng tôi thêm chục năm nữa. Trường hợp Tuân nghe hai người Lục Ngọc Hùng và Trình Tự Học đối thoại với nhau mà thầm cảm thấy hèn mọn, Lục Ngọc Hùng tâng bốc thật sự không biết xấu hổ. Chưa nói phương diện Vương Tử Quân quá trẻ tuổi, chỉ cần nhìn vào lịch sử thì làm gì có vị bí thư thị ủy nào 70 tuổi. Nói những lời như vậy mà Lục Ngọc Hùng thật sự không cảm thấy ngại. Nhưng lúc này Trường hợp Tuân căn bản không nói toạc ra, Trình mình đến tìm Trình Tự Học không phải cũng giống như Lục Ngọc Hùng, đều cùng lấy lòng bí thư Trình sao? Bí thư Lục nói đúng, chúng tôi vốn không đồng ý cho ngài đến làm chủ tịch hội đồng nhân dân, nếu ngài lãnh đạo thành phố chúng ta, như vậy La Nam nào xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy. Chương 642, một dựa thế được việc, mượn lực đẩy lực. Trình Tự Học khoát tay rồi trầm giọng nói với Trương Hợp Tuân. Bí thư Trương, lời này của anh tôi cũng không dám gật bừa, đường sắt Mân Cô thay đổi tuyến đường cũng không phải sẽ sửa lại vì vị trí của tôi thay đổi. Điều này chúng tôi biết rõ, dù sao đây cũng là khách quan, chỉ là phương thức xử lý của Bí thư Vương thật sự quá sức tùy tiện. Thành phố La Nam chúng ta vốn cũng không có gì, vất vả lắm mới được ngài dẫn dắt và khôi phục được chút nguyên khí, cũng không thể tiếp tục bị hành hạ như vậy được. Trường hợp Tuân nói với vẻ mặt nghiêm túc, giống như lúc này thành phố La Nam đang ở trước mặt nguy cơ vậy. Quan trường cần dựa thế làm việc, mượn lực đẩy lực, anh có thể không có lý lịch, thế nhưng không thể không có quan hệ. Một con người có một mạng lưới quan hệ rất phức tạp, nó được tích lũy sau nhiều năm, không phải chỉ dựa vào chút tiểu thông minh và động não thì có thể làm được. Trình Tự Học đã sớm hiểu quá rõ điều này, cũng đã sớm khắc sâu ý nghĩa của nó. Vì thế sau khi nghe hai người Trương Hợp Tuân và Lục Ngọc Hùng kẻ sướng người họa, giống như thành phố La Nam không có Trình Tự Học thì địa cầu sẽ không thể tiếp tục xoay. Dù lão không bài xích những lời nịnh nọt của hai người bọn họ, thế nhưng trong lòng cũng không cho là thật. Dù sao thì lão cũng đã lui ra khỏi trung tâm chính trị của thành phố La Nam, không thể tiếp tục dùng quyền uy của nhân vật đứng đầu để làm gì thì làm. Có một số việc làm nhạt đi sẽ hay hơn, trong đầu Trình Tự Học lóe lên những ý nghĩ như vậy. Thế là lão khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Bí thư Vương dù sao vẫn còn trẻ, có tính tích cực công tác, giàu tình cảm, xúc động là khó tránh khỏi, nhưng lại là một người tốt và có năng lực. Hai anh là những cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, các anh có kinh nghiệm công tác phong phú, nên phụ trợ cho Bí thư Vương để đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam. Tôi tin tưởng dưới sự hỗ trợ của hai anh, Bí thư Vương sẽ nhanh chóng tiến vào vị trí công tác tốt nhất. Lục Ngọc Hùng nhìn thoáng qua Trường Hợp Tuân ngồi ngay bên cạnh mình, hai mắt cực kỳ có ý nghĩa, thế nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh. Trường Hợp Tuân nghe và hiểu ám hiệu của Lục Ngọc Hùng, biết rõ ý nghĩ của đối phương. Dù hắn không muốn mở miệng, thế nhưng lại cảm thấy mình không thể không nể mặt đối phương. Lão Bí Thư nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo, xưa nay luôn là tấm gương cho chúng tôi học tập. Nhưng Lão Bí Thư, bây giờ quần chúng thành phố La Nam có chút rung chuyển. Đủ mọi lời nghị luận về đường sắt Mân Cô đã đẩy Bí thư Vương lên đầu sóng ngọn gió. Càng vào lúc này tôi càng cảm thấy dù là nhìn vào góc độ có lợi cho công tác hay có lợi cho Bí thư Vương, anh ấy cũng không thích hợp ra mặt. Vì toàn thành phố La Nam, xin lão Bí thư vì sự ổn định đại cục mà hy sinh chút thời gian nhàn nhã của mình. Trường hợp Tuân nói đến đây thì dùng giọng chân thành nói. Lão Bí thư, lúc này cán bộ và nhân dân thành phố La Nam đều nhìn vào ngài, nếu lúc này ngài không đứng ra gánh vác. Chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng, làm lòng người bàng hoàng. Lục Ngọc Hùng cũng biết rõ Trường Hợp Tuân là người da mặt dày không kém mình,
sẽ là người có thể mở miệng cổ súy lãnh đạo, bản lĩnh vuốt mông ngựa cực kỳ cao siêu. Hôm nay hắn được nhìn thấy đối phương biểu hiện, thế là vừa buồn cười vừa cảm thán. Trường hợp Tuân quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn vào những lời nịnh nọt lãnh đạo của đối phương, nào đâu phải chỉ là da mặt dày, thật sự là không coi ai ra gì, nói mà không biết xấu hổ. Nhưng trường hợp Tuân đã mở đầu, cũng xem như cùng mục đích với Lục Ngọc Hùng, thế cho nên Lục Ngọc Hùng cũng tranh thủ nói tiếp. Lão bí thư Trương nói đúng, ngài đã cố sức quan tâm đến thành phố La Nam, cũng nên nghỉ ngơi một chút, thế nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, ngài cũng không nên bỏ qua mặc kệ được. Trình Tự Học tuy đầu óc tỉnh táo nhưng lúc này thấy hai người Trương Hợp Tuân và Lục Ngọc Hùng kẻ sướng người họa thì trong lòng vẫn cực kỳ thoải mái. Lão lơ đãng đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Tình huống mà hai anh nói thì tôi cũng biết, nhưng các anh tìm lầm người rồi, cho dù Bí Thư Vương bây giờ không giữ vững cục diện, các anh cũng không nên tìm một lão già như tôi. Chủ tịch Lý cũng là một cán bộ lão thành, để anh ấy ra mặt không tốt hơn sao? Chủ tịch Lý sao? Anh ấy đã rụt đầu rụt cổ lại rồi. Lục Ngọc Hùng dùng giọng khinh thường và có chút trêu chọc để tiếp lời Trình Tự Học. Trường hợp Tuân nghe những lời này của Lục Ngọc Hùng mà thiếu chút nữa phun hớp trà trong miệng ra ngoài. Hắn dùng tay chỉ Lục Ngọc Hùng, gương mặt như cười như không. Bí thư Lục, chúng ta cũng không nên hãm hại người như vậy. Tôi nào có hãm hại người, rõ ràng là tư tưởng người ta không được thuần khiết. Lục Ngọc Hùng vung tay lên rồi khẽ dựa lưng ra phía sau, cuối cùng mới dùng giọng âm trầm nói. Anh Trương cũng nên thành thật khai báo, những lời vừa rồi của tôi làm anh nghĩ đi hướng nào rồi vậy? Trong số những phó bí thư thành phố La Nam thì chỉ có Lục Ngọc Hùng dám nói ra những lời như vậy. Trình Tự Học nhìn vẻ mặt tùy tiện của Lục Ngọc Hùng, lại khẽ so sánh Lục Ngọc Hùng với Trương Hợp Tuân, nhưng vẻ mặt hai người đều treo nụ cười, căn bản không thể nào nhìn rõ hai người này đang nghĩ gì. Trương Hợp Tuân hiểu ý nghĩ của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng hắn là một người chiến sĩ kiên định, hắn dù đánh chết cũng không nói ra vấn đề. Hắn chẳng qua chỉ mỉm cười dưới ánh mắt của Lục Ngọc Hùng, không nói lời nào. Ngọc Hùng, có những lời nói ra cần chú ý. Trình Tự Học nói một câu mang ý nghĩa phê bình với Lục Ngọc Hùng, sau đó tiếp tục. Chủ tịch Quý Niên là rất tốt, hơn nữa kinh tế mạnh mẽ, các anh có thể tìm anh ấy, tôi cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra làm như vậy thì Bí Thư Vương bên kia cũng dễ dàng tiếp nhận hơn. Lão Bí Thư, Lão Tướng ra ngựa sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn, vẫn là ngài lên tiếng thì Bí Thư Vương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Trường Hợp Tuân cười cười nói tiếp. Dù sao thì ngài cũng là cán bộ lão thành. Bí Thư Trình, Bí Thư Trương nói đúng, là ngài mới tốt nhất. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng. Nếu là Chủ tịch Lý ra mặt, chỉ sợ anh ấy sẽ tiếp tục co rụt lại. Trình Tự Học cũng không quan tâm đến những lời nói của Lục Ngọc Hùng, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó cũng không nói gì thêm. Hai người Lục Ngọc Hùng suy đoán tâm tư của Trình Tự Học, hai bên đã công tác với nhau nhiều năm, Trình Tự Học hiểu hai người Lục Ngọc Hùng là ai, mà Lục Ngọc Hùng và Trương Hợp Tuân cũng hiểu Trình Tự Học là người thế nào. Lục Ngọc Hùng thấy Trình Tự Học tuy không có bản lĩnh gì, thế nhưng lại cực kỳ mưu cầu danh lợi ở phương diện tranh quyền đoạt thế. Năm xưa Trình Tự Học là bí thư thị ủy La Nam, tuy công tác không có thành tích gì to tát thế nhưng lại nắm thật chặt quyền lợi ở thị ủy, thậm chí có một số việc còn đánh mạnh vào mặt Lý Quý Niên, tạo nên trận chiến lớn. Chương 642-2, dựa thế được việc, mượn lực đẩy lực. Lục Ngọc Hùng nhớ rõ có một lần thay đổi lãnh đạo một đơn vị thị ủy, trưởng phòng tổ chức có xin qua chỉ thị của Trình Tự Học về việc đề bạt nhân tuyển cho vị trí kia, để xem trong nhóm nhân tuyển có người nào tốt không. Trình Tự Học tỏ rằng trưởng phòng tổ chức chỉ hỏi theo kiểu tượng trưng, cũng không phải thật sự đề bạt, thế nên cũng không quan tâm. Kết quả là ở một hội nghị thường ủy không lâu sau đó, Chủ tịch Lý Quý Niên nói ra đề nghị của mình. Lý Quý Niên chờ trưởng phòng tổ chức giới thiệu tình huống của nhân tuyển, ngay sau đó lại đột ngột ném ra một đề tài thảo luận như vậy, thế là mọi người hai mặt nhìn nhau. Trưởng phòng tổ chức nói ra lý lịch của vị cán bộ kia xong thì cầm miệng không lên tiếng, chờ các vị thường ủy phát biểu ý kiến. Trình Tự Học không ngờ Lý Quý Niên dám khiêu chiến quyền uy của mình ở hội nghị thường ủy, hơn nữa đối phương lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, làm cho lão mất đi lực chống đỡ. Thế là lão nổi giận, lão vỗ bàn dẫn đầu lên tiếng. Hay cho một câu tiền trảm hậu tấu, một phương diện thay đổi nhân sự quan trọng như vậy mà tôi làm bí thư nhưng lại không biết gì, như vậy truyền đi không phải sẽ là trò cười sao? Tôi thấy tốt nhất là thế này, phòng tổ chức nên xem xét tất cả cán bộ phù hợp và cho vào một danh sách, sau đó công khai xác định đánh giá,
không những xem xét lý lịch ai dày hơn, còn phải nhìn vào cơ sở, nhìn vào thành tích. Lý Quý Niên lần đầu tiên so chiêu đã bị Trình Tự Học đánh tơi bời, hoa trôi nước chảy, làm cho các vị thường ủy coi trọng tiền cảnh phát triển của Chủ tịch Lý Quý Niên phải thất vọng nặng nề. Nếu như Trình Tự Học về hưu, như vậy lão sẽ dập tắt ý nghĩ quyền lực trong đầu. Nhưng bây giờ lão vẫn còn là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, như vậy lão sẽ không thể không quan tâm đến quyền lực của mình. Lúc này Trình Tự Học giả vờ từ chối, thế nhưng cũng không phải không muốn làm, thực tế lão đã sớm có tính toán với sự kiện lần này rồi. Chỉ là lão căn bản chưa thể xác định có bao nhiêu người giúp đỡ mình, vì vậy lúc này còn đang ra giá chờ hai người Lục Ngọc Hùng biểu hiện rõ ràng. Nếu như không phải muốn lợi dụng Trình Tự Học để áp chế Vương Tử Quân, hai người Lục Ngọc Hùng và Trương Hợp Tuân căn bản sẽ chẳng cần đến chỗ này nhiều lời với Trình Tự Học. Vì thật sự cần thiết, thế cho nên hai người đưa mắt nhìn nhau, Lục Ngọc Hùng là người mở lời. Bí thư Trình, nếu không thì thế này, tôi gọi điện thoại trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Lý nhé. Như vậy là không hay. Trình Tự Học nãy giờ không nói lời nào chợt mở miệng nói ra một câu như vậy. Như vậy là không hay, có gì mà không hay. Trương Hợp Tuân nghĩ về câu nói của Trình Tự Học, thế là trong lòng càng có vài phần khinh thường với bộ dạng dối trá của đối phương. Lục Ngọc Hùng lại càng không quan tâm đến những thứ thế này, gần đây hắn là người nổi tiếng cứng rắn, hắn đi thẳng đến bàn làm việc của Trình Tự Học, cầm lấy điện thoại gọi đi. Nửa phút sau thì điện thoại nối thông, sau khi nối thông thì Lục Ngọc Hùng cũng không khách sáo, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Chủ tịch Lý, bây giờ vì sự kiện đường sắt Mân Cô mà lòng người ở thành phố La Nam không được tốt cho lắm, chúng ta cần phải mời lão bí thư ra ổn định nhân tâm, ngài cảm thấy thế nào? Nói thẳng vấn đề. Một chiêu này của Lục Ngọc Hùng là khá nhanh, thế nhưng tốc độ cúp điện thoại của hắn cũng nhanh không kém, chỉ sau 30 giây đã cúp điện thoại. Anh Lục, anh cúp điện thoại sớm thế. Trường Hợp Tuân có chút lo lắng, thầm nghĩ, có phải là Lý Quý Niên không đồng ý làm cho Lục Ngọc Hùng mất vui hay không? Lục Ngọc Hùng cười hì hì nói. Nói xong sảng khoái thì cúp điện thoại, nếu không chẳng phải là sẽ lãng phí tiền điện thoại sao? Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì tiếp tục cười nói. Lão bí thư, mọi người cùng chung mục đích, Chủ tịch Lý gần đây làm việc giống như tên, thế nhưng hôm nay lại nói một câu rất sung sướng và thoải mái lòng người. Sao, cái gì mà sung sướng thoải mái lòng người? Trình Tự Học tuy muốn bảo trì phong độ, nhưng lão là người có quan hệ lâu năm với Lý Quý Niên, thế nên lúc này cũng có chút hào hứng. Ăn thạch bất xuất, tương như thương sinh hà. Ăn thạch không ra tay, chỉ sợ khó thể thành công. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì khẽ chừng mắt nhìn Trương Hợp Tuân ngồi bên cạnh mình. Trình Tự Học cũng không xa lạ gì câu nói này, công tác đầu tiên của lão chính là làm giáo viên, lão biết rõ những lời này xuất phát từ đâu. Lão nghĩ đến câu nói đầy vinh dự của vị chủ tịch thành phố kia cho mình, lão vốn vận sức chờ phát động, bây giờ cảm thấy toàn thân càng thêm nhiệt tình và mạnh mẽ. Ngọc Hùng, cậu cũng không phải là trêu chọc làm cho ông lão như tôi vui vẻ đấy chứ. Tôi sao có thể đủ. Gương mặt Trình Tự Học có hơi đỏ hồng, lão xoa xoa bàn tay, lão muốn khiêm tốn một chút, thế nhưng lời nói khiêm tốn còn chưa ra khỏi miệng thì Lục Ngọc Hùng đã vung tay lên lớn tiếng nói. Chủ tịch Lý nói rất đúng, lão bí thư, thành phố La Nam chúng ta tuy không thể so với Đông Tấn, thế nhưng tình hình bây giờ là cực kỳ nguy cấp. Vì đường sắt Mân Cô mà lòng người trong thành phố La Nam đã bàng hoàng cao độ, nếu ngài không đứng ra ổn định nhân tâm, như vậy sau này chúng tôi muốn triển khai mở rộng công tác cũng cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, Bí thư Trình, anh là lão lãnh đạo, tuy yêu cầu của chúng tôi có vẻ quá phận với anh, thế nhưng dù thế nào thì anh cũng phải hy sinh cái tôi của mình vì sự phát triển của thành phố La Nam mới được. Trương Hợp Tuân cầm bình trà châm thêm nước cho Trình Tự Học, sau đó dùng giọng chăm chú nói. Ôi, nếu các anh và Chủ tịch Lý đã tín nhiệm tôi như vậy, tình thế bây giờ lại nguy cấp, tôi đây chỉ có thể đứng ra liên lạc mà thôi. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ cho ra lời đề nghị. Còn chấp hành thế nào phải nhìn vào các anh. Trình Tự Học bày ra bộ dạng không thể nào làm gì hơn được, lão thở dài một hơi nói. Lục Ngọc Hùng và Trương Hợp Tuân đưa mắt nhìn nhau một cái, chợt cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Đặc biệt là Lục Ngọc Hùng, lúc này trong lòng hắn thật sự vang lên câu nói vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập bàn thờ để đánh giá về Trình Tự Học. Nhưng trong lòng bọn họ cũng khó thể nào không bội phục Chủ tịch Lý, tuy Chủ tịch nhiều khi dễ dàng lui bước. Thế nhưng phương diện phỏng đoán tâm tư của Trình Tự Học cũng không phải là hai người Lục Ngọc Hùng có thể so sánh được. Lão bí thư, có ngài chủ trì đại cục, như vậy chúng tôi đều yên tâm. Ngài cứ yên tâm, ngài chỉ cần ở phía sau chỉ huy,
tất cả những gì ở phía trước sẽ dành cho chúng tôi. Chúng tôi tin bí thư vương từ thủ đô quay về sẽ cảm động rơi nước mắt vì hành động của ngài. Trương Hợp Tuân xoa xoa hai bàn tay rồi cười nói với Trình Tự Học. Cá cảm ơn gấu, Trình Tự Học cũng không phải là kẻ ngu, nào không suy đoán được phản ứng của Vương Tử Quân sau khi quay về. Vương Tử Quân không phải kẻ ngu, những sự việc sắp phát sinh lại hạ uy tín của hắn xuống con số 0 trong thành phố La Nam. Chương 642-3, dựa thế được việc, mượn lực đẩy lực. Thế nhưng Trình Tự Học cũng không hối hận, quyền lợi là một chiếc bánh ngọt lớn, lão muốn ăn sạch phần của mình, như vậy sẽ không thể không tranh chấp với Vương Tử Quân. Hơn nữa lão là cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố La Nam, lão cảm thấy Vương Tử Quân đến giống như xâm phạm vào địa bàn của mình. À, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là ổn định nhân tâm. Ngọc Hùng, Hợp Tuân, hai anh xem thế này được chưa? Chúng ta sẽ tập trung lực lượng cho phòng tuyên truyền, sẽ tiến hành đưa tin về sự kiện đường sắt Mân Cô ở thành phố La Nam, chủ yếu là đưa tin về nguyên nhân đổi hướng đường sắt Mân Cô, tất nhiên cũng phải ghi rõ những cố gắng của Bí Thư Vương. Trình Tự Học nói đến đây thì vẻ mặt mang theo vài phần oán giận. Bí Thư Vương chạy đến thủ đô tranh thủ hạng mục, dù là thế nào cũng tuyệt đối không để cho người ta nói này nọ được. Chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền, không thể cho anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ. Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng và lời nói dõng dạc của Trình Tự Học, hắn thật sự tràn đầy bội phục. Bây giờ thì xem như hắn đã hiểu chính mình chênh lệch với Trình Tự Học ở điểm nào. Bí Thư Trình, một người thanh niên hơn 20 tuổi cung kính ngẩng đầu chào hỏi Trình Tự Học. Trình Tự Học khẽ gật đầu với tên cán bộ thanh niên, lão nhớ lại một tháng trước, khi đó lão vẫn là chúa tể của khu văn phòng này. Hiện tại lão bước vào khu văn phòng thị ủy, cảm giác mất đi từ khá lâu chợt ùa về tràn đầy trong lồng ngực. Cầu thang quen thuộc, hành lang quen thuộc, phòng làm việc quen thuộc, tất cả thật sự rất quen thuộc. Tuy tất cả đều có hướng phát triển và đổi khác đôi chút sau khi mình rời đi. Thế nhưng lão vẫn có lòng tin rằng lực ảnh hưởng của mình vẫn được bảo tồn ở nơi này. Cửa phòng họp nhìn qua có vẻ hơi bong chóc nhưng dù thế nào cũng thật sự rất thư thái, lão khẽ cất bước về phía phòng họp mà mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần, khi lão chuẩn bị đẩy cửa thì thư ký đi theo phía sau đã nhanh chóng đưa tay mở cửa cho lãnh đạo. Lúc này các vị thường ủy đã tụ tập đông đủ trong phòng, Lý Quý Niên vẫn ngồi trên vị trí của mình ở chiếc ghế tay trái so với ghế chủ vị. Khi lão nhìn sang Lý Quý Niên, vị chủ tịch thành phố La Nam này chợt cười tươi rạng rỡ chào đón. Gương mặt tươi cười kia của Lý Quý Niên vẫn giống hệt như dĩ vãng. Trình Tự Học nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, lão ngẩng đầu đi vào cửa, bộ dạng giống hệt như trước. Nhưng lúc này Trình Tự Học cũng không đi về phía chiếc ghế chủ vị tượng trưng cho địa vị của bí thư thị ủy, lão đi đến vị trí cuối cùng trong phòng họp. Tuy lão rất muốn về vị trí quen thuộc của mình, thế nhưng sự thật là chủ nhân của nó đã thay đổi. Lão không thể không cho ra lựa chọn khiêm tốn. Bí thư Trình, mời ngài ngồi bên này. Không chờ Trình Tự Học đi về phía chiếc ghế kia, Lục Ngọc Hùng đi đến giữ chặt lấy cánh tay của Trình Tự Học, đẩy lão về vị trí chủ vị. Ngọc Hùng, cậu làm gì vậy? Lần này tôi đến chủ yếu là dự thính, nếu như anh làm như vậy, tôi sẽ ra ngoài. Trình Tự Học tức giận đẩy cánh tay của Lục Ngọc Hùng, sau đó lớn tiếng nói. Tuy cảm thấy mình biểu hiện rất đúng chỗ thế nhưng Trình Tự Học vẫn cảm thấy tâm tư của mình căn bản không thể nào lừa được đám người đang ngồi ở nơi này. Đặc biệt là Lý Quý Niên ở bên trái, lão càng cảm thấy đối phương hiểu rõ mình hơn so với tất cả đám người nơi đây. Lục Ngọc Hùng hiểu rõ ý nghĩ của Trình Tự Học, hắn cũng không bỏ qua cánh tay của Trình Tự Học, hắn trầm giọng nói. Bí thư Trình, ngài là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, là người mà toàn thể ban ngành kính trọng nhất. Bây giờ ngài không còn là người ở vị trí dẫn đầu thành phố chúng ta phát triển, thế nhưng dù thế nào thì ngài vẫn mãi mãi là bí thư của thành phố La Nam chúng ta. Anh buông ra, anh nếu còn không nghe thì tôi sẽ đi. Trình Tự Học tuy cảm thấy Lục Ngọc Hùng nói rất xuôi tai, thế nhưng có một số việc cần phải nhường nhịn một chút, dù sao cũng không thể tạo điều kiện cho người ta nói này nọ. Lục Ngọc Hùng vừa đẩy Trình Tự Học đi về vị trí trung tâm, vừa nói. Bí thư Trình. Nếu lúc này ngài đi thì rõ ràng là không chịu trách nhiệm với sự phát triển của thành phố La Nam chúng ta. Lúc này ngài cũng không phải không hiểu hiện trạng của thành phố La Nam, nếu như không có người cầm lái, chỉ sợ sau này sẽ bị dân chúng La Nam đâm vào cột sống. Lão Bí Thư, ngài cứ nghe theo lời của Bí Thư Ngọc Hùng. Lý Quý Niên thấy Trình Tự Học bị kéo đến gần thì cũng đứng lên trợ giúp Lục Ngọc Hùng. Trình Tự Học kiên quyết khoát tay nói. Chủ tịch Quý Niên, hai người chúng ta đã cộng tác lâu năm,
anh cũng không phải không biết tính tình của tôi nói không ngồi sẽ tuyệt đối không ngồi. Nụ cười trên mặt Lý Quý Niên vẫn không biến đổi, thế nhưng bàn tay lại thật sự có chút thả lỏng. Hắn cũng không nhìn về phía Trình Tự Học mà cười nói với nhóm người Trương Hợp Tuân. Các vị, lão lãnh đạo đã kiên trì ngồi ở vị trí bên kia, như vậy chúng ta cứ xử lý theo yêu cầu, thế nhưng chúng ta sẽ hướng về phía bên kia báo cáo công tác. Chưa nói đến phương diện Trình Tự Học là bí thư thị ủy tiền nhiệm, Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố vào lúc hiện tại, hơn nữa trong nhóm thường ủy lại có nhiều người có quan hệ mật thiết với Trình Tự Học, vì thế bây giờ thật sự có nhiều người ủng hộ bí thư Trình ngồi vào vị trí chủ vị. Những người khác cũng không ai muốn đắc tội với bí thư và chủ tịch thành phố. Quý Niên, anh như vậy thật sự làm khó cho tôi rồi. Trình Tự Học nhìn đám thường ủy đứng lên, thế là trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng lão vẫn kiên quyết từ chối, trầm giọng nói với Lý Quý Niên. Lão bí thư, làm việc lớn không câu nệ chuyện nhỏ, bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta nên nhập vào chính đề rồi nói sau. Lý Quý Niên nói rồi đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, hai người đẩy Trình Tự Học lên ghế. Trình Tự Học ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà gương mặt có vài phần đỏ ửng. Lão rất quen thuộc với mặt ghế của mình, thậm chí còn cảm thấy tất cả giống như chỉ để dành cho mình. Các vị, thế cục lúc này thật sự làm cho tôi không thể từ chối được bất kỳ thứ gì, vì tiết kiệm thời gian, tôi chỉ xuất hiện ở đây một lần, tôi sẽ không bao giờ tiếp tục thực hiện theo phương án này một lần nào nữa. Trình Tự Học hắng giọng nói, giống như đang cố gắng tỏ ra mình bất đắc dĩ ở sự kiện lần này. Bí thư Trình, lần sau nhất định sẽ không như thế này nữa. Lý Quý Niên khẽ cười rồi thuận miệng nói. Bầu không khí trong phòng họp thật sự có chút quỷ dị, ngoài vài vị thường ủy vắng mặt thì thời gian lúc này giống như quay về thời điểm năm xưa, Bí Thư Vương đang hoạt động ở thủ đô giống như đã bị người ta lãng quên. Các DC, hôm nay mở hội nghị này, tôi vốn chỉ là một người dự thính, nhưng nói thật, tôi thật sự cảm thấy ngồi không yên. Tuy tôi không còn là thường ủy thị ủy, nhưng tôi còn là cán bộ thành phố La Nam, tôi thật sự cảm thấy rất nóng lòng. Chương 642-4, dựa thế được việc, mượn lực đẩy lực. Trình Tự Học uống một hớp nước, trạng thái bí thư trước kia lại tiếp tục xuất hiện trên người lão, lão đặt ly trà xuống bàn rồi nói tiếp. Tôi rất nóng lòng vì sự kiện đường sắt Mân Cô, dù sao đó cũng là một hạng mục xây dựng giống như một động mạch chủ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thành phố La Nam. Lúc này đường sắt Mân Cô thay đổi tuyến đường, sẽ là một đả kích không nhỏ đến sự phát triển của thành phố La Nam về sau này. Lý Quý Niên đang ghi chép, giống như muốn ghi lại tất cả những lời vàng ngọc của Trình Tự Học. Lục Ngọc Hùng ở bên cạnh lại liên tục hút thuốc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nụ cười. Nhưng đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của tôi ở hội nghị thường ủy lần này, mục đích của tôi chính là muốn dẫn hướng sự phát triển của dư luận trong thành phố. Trình Tự Học vỗ bàn, một khí thế đã mất từ lâu chợt bùng phát trên người. Dưới sự phụ trợ của khí thế này, Trình Tự Học cảm thấy mình thật sự cao lớn. Những vầng hào quang đã mất đi chợt xuất hiện và bao phủ khắp toàn thân. Ánh mắt lão khẽ xoay chuyển, lão thấy được nụ cười tươi tắn của Trương Hợp Tuân, thấy được nụ cười của trưởng phòng tổ chức và trưởng phòng tuyên truyền, đồng thời cũng thấy nụ cười nịnh nọt của vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố. Những biểu hiện của đám thường ủy thật sự làm cho Trình Tự Học cảm thấy thỏa mãn, sau khi lão đến nhận chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì đám người tâm phúc vẫn luôn tôn trọng kính nể, thế nhưng lão lại cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa thời gian trôi qua, loại cảm giác nguy cơ này càng lúc càng lớn. Dù sao thì Trình Tự Học mất đi vầng hào quang chức vụ, lão sợ đám người kia sẽ cọ rửa quan hệ với mình, sẽ chậm rãi rời xa chính mình. Nhưng bây giờ lão xem như đã yên tâm, vì biểu hiện của đám người chung quanh vẫn chứng tỏ lực ảnh hưởng của mình vẫn còn rất mạnh mẽ. Thưa các đồng chí, bây giờ tôi nghe những lời nghị luận ở thành phố La Nam mà thật sự đau lòng. Bí thư Vương vì đường sắt Mân Cô mà tự mình chạy đến thủ đô để cầu cạnh lãnh đạo, nhưng bây giờ có những người vô ý thức đẩy hết trách nhiệm lên đầu Bí thư Vương, điều này là không được. Vì vậy chúng ta cần phải hướng dư luận quần chúng, không thể cho những lời nghị luận không đúng sự thật như vậy làm hại đồng chí của mình, càng không thể để ảnh hưởng đến Bí thư Vương được. Trình Tự Học dừng lại một chút rồi tiếp tục dùng giọng bi thương nói. Đường sắt Mân Cô không đi qua chỗ chúng ta, thế nhưng đó không phải lỗi của Bí thư Vương. Hơn nữa Bí thư Vương đã cố gắng nhiều rồi. Thường ủy thị ủy, trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm khẽ vung bút, trong lòng thầm hít vào một hơi. Hắn là cán bộ nắm công tác tuyên truyền, hắn biết rõ phương pháp tốt nhất cho sự kiện này là gì. Lúc này Trình Tự Học nói ra những lời như vậy, dưới bối cảnh đường sắt Mân Cô không đi qua địa phận của thành phố La Nam, thật sự giống như tất cả nện hết lên người Vương Tử Quân.
Thế nhưng bí thư vương kia lại căn bản không thể nói lời nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Lữ Hâm Sâm nhìn bộ dạng nổi giận của Trình Tự Học, hắn biết rõ sau hôm nay thì lực ảnh hưởng của Trình Tự Học ở thành phố La Nam sẽ được khôi phục lại. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy mới đến nhận chức, căn bản sẽ không thể nào ổn định vị trí, hơn nữa sẽ càng ngày càng dao động. Tuy lúc này yêu cầu là đẩy mạnh tuyên truyền, thế nhưng đôi khi trùng hợp, lại có người hữu tâm thúc đẩy, hành vi tuyên truyền thế này sợ rằng sẽ hoàn toàn có tác dụng ngược lại. Bây giờ Trình Tự Học cho ra ý kiến như thế, sẽ tiếp tục thao tác. Điều này làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy Vương Tử Quân xem như quá lỗ mãng khi chạy đến thủ đô kéo hạng mục đường sắt Mân Cô. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Trình. Trường Hợp Tuân đặt bút xuống rồi nói. Lúc này ngôn luận ở bên ngoài thật sự có ảnh hưởng tổn hại đến hình tượng của đảng ủy chính quyền và đặc biệt là Bí Thư Vương. Chúng ta cần phải thật sự cầu thị, phải giải thích cho rõ ràng, tôi tin tưởng quần chúng hiểu sẽ cho ra giúp đỡ. Trường Hợp Tuân tỏ thái độ giống như một lời mở đầu. Theo sát phía sau chính là các vị thường ủy quan trọng như trưởng phòng tổ chức. Sau khi Lục Ngọc Hùng mở miệng giúp đỡ thì xem như toàn bộ phiếu thông qua, cuối cùng tuy Lý Quý Niên bày tỏ thái độ thế nào là khá quan trọng, thế nhưng mọi người đã căn bản biết hắn có thái độ thế nào rồi. Đi theo số đông luôn là nguyên tắc bao nhiêu năm nay của Lý Quý Niên, lúc này hắn cũng không ngoại lệ, đây là con đường mà hắn đã suy tính sẵn, tất nhiên hắn lại càng đồng ý với lời đề nghị của Trình Tự Học. Những âm thanh soạt soạt ghi chép liên tục vang lên trong phòng họp, nhân viên công tác văn phòng thị ủy đang làm nhiệm vụ thư ký hội nghị, hắn nhanh chóng múa bút làm nhiệm vụ. Lúc này đề tài thảo luận được thông qua, cũng coi như tạo nên nhiều biến hóa cho tương lai của thành phố La Nam. Trình Tự Học thấy các đồng chí thường ủy tỏ vẻ đồng ý, gương mặt càng thêm bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đang khó thể nào áp chế được cảm giác vui sướng. Lão biết rõ lúc này mình lại quay về trung tâm quyền lực của thành phố La Nam. Biến thành một trong những hạch tâm ở hội nghị quan trọng này. Đúng vậy, là một trong những hạch tâm của thành phố La Nam, Trình Tự Học vẫn tự hiểu lấy vấn đề, dù sao mình cũng không còn là bí thư thị ủy, muốn trở thành hạch tâm là rất khó. Chỉ cần lão là một trong những hạch tâm, như vậy đã quá thỏa mãn rồi. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì, như vậy trưởng phòng Lữ, chúng ta sẽ tiến hành tuyên truyền theo nội dung của hội nghị hôm nay, phải cố gắng áp chế tin đồn phát tán ở phạm vi hẹp nhất có thể. Sau khi suy xét một lượt, Trình Tự Học chuẩn bị nói thêm vài câu giúp đỡ Bí Thư Vương thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Trình Tự Học chợt cau mày, Lục Ngọc Hùng là phó bí thư quản lý văn phòng cũng chợt nổi giận. Hắn chuẩn bị vung tay gọi nhân viên, tỏ ý xử lý người đang gõ cửa bên ngoài. Lúc này cửa bị đẩy ra, một tên nhân viên công tác hơn 20 tuổi đi vào phòng. Không chờ Lục Ngọc Hùng lên tiếng, hắn đã mở miệng lớn tiếng nói. Bí thư Lưu, khu thường trú ở thủ đô vừa truyền tin về, nói rằng đường sắt Mân Cô đã được quyết định sẽ đi qua thành phố La Nam. Một câu nói kia giống như tiếng sấm vang lên trong phòng, tin tức này xuất hiện, vẻ mặt đám thường ủy trong phòng chợt thay đổi khá đặc sắc. Cậu nói gì, thế nào lại, cậu nói là sự thật sao? Lục Ngọc Hùng vừa mới áp chế cơn giận, bây giờ tin tức nhận được càng làm hắn rung động, thế là mở miệng có chút lắp bắp. Tên nhân viên công tác trẻ tuổi thấy bí thư Lục Ngọc Hùng nhìn mình bằng ánh mắt hung hăng, thế là hắn có chút sợ hãi. Nhưng hắn nghĩ đến lời nói của người trong điện thoại, thế là hắn lớn tiếng nói. Bí thư Lục, tin tức này do chủ nhiệm Đồng Thiên Diệp của khu thường trú ở thủ đô truyền đến, nếu ngài không tin, chủ nhiệm Đồng còn chưa cúp điện thoại, tôi sẽ để cho chủ nhiệm Đồng báo cáo với các vị. Chương 642, 5, dựa thế được việc, mượn lực đẩy lực. Tên nhân viên công tác vừa nói vừa mở loa lớn, ngay sau đó giọng nói dịu dàng của Đồng Thiên Diệp chợt vang lên. Các vị lãnh đạo, tôi là Đồng Thiên Diệp của khu thường trú thủ đô. Theo tin tức vừa nhận thì hạng mục đường sắt Mân Cô đã được xác định, vẫn đi vào thành phố La Nam theo đúng quy hoạch trước đó. Nếu như nói lời của nhân viên công tác vừa rồi chỉ làm cho người ta khiếp sợ, bây giờ lời nói của Đồng Thiên Diệp càng apem cho đám thường ủy thị ủy rơi vào trong cảm giác sợ hãi hơn. Bọn họ biết rõ tình huống này đại biểu cho cái gì, một sự việc căn bản không thể nào sửa đổi được, thế nhưng lại bị sửa đổi. Đường sắt Mân Cô vốn sẽ không thể đi qua thành phố La Nam, bây giờ tin tức Đồng Thiên Diệp nói ra sẽ đưa đến cho đám thường ủy thị ủy thành phố La Nam những rung động và biến hóa thế nào. Lúc này Trình Tự Học chợt cảm thấy trong lòng lạnh như băng, cảm giác tim đập mạnh máu nóng dâng trào đã biến mất, vào thời điểm này cơ thể hắn như nhũn ra. Vương Tử Quân có thể xử lý quá tuyệt như vậy. Rõ ràng đã tạo ra thành tích lớn. Lúc này xem như Vương Tử Quân có thể đứng vững bàn chân ở thành phố La Nam,
chính mình nguyên là bí thư thị ủy tiền nhiệm, càng không cần phải đứng ra bênh vực kẻ yếu, càng không cần phải làm cột chống trời hay định hải thần châm ở thành phố La Nam. Nhưng tại sao lại như vậy? Chủ nhiệm Đồng, bí thư Vương đâu? Trường hợp Tuân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói vào trong điện thoại. Bí thư Vương đến bộ đường sắt, những ngày nay dưới sự vận tác của bí thư Vương, không những hạng mục đường sắt Mân Cô đi qua thành phố La Nam, còn có một con đường đang dự định sẽ chạy qua thành phố chúng ta. Chỉ cần xây dựng hai con đường này thành công, thành phố La Nam của chúng ta sẽ có hai động mạch chủ giúp đỡ cho sự phát triển kinh tế sau này. Đồng Thiên Diệp tuy nói không quá lớn nhưng thật sự có thể làm cho người ta kích động. Nhưng nếu so sánh với âm thanh thì những tin tức trong lời nói của Đồng Thiên Diệp lại càng làm cho đám thường ủy thị ủy vốn đã kinh hãi lại càng tỏ ra kính sợ. Lại sắp mở một con đường, nếu con đường đó được quyết định thông qua, sẽ mang đến cho thành phố La Nam bao nhiêu lợi ích. Bí thư Vương không ra tay thì tôi, bây giờ đã thu về hai chuyện tốt. Nếu so với những gì bí thư Vương làm được, ban ngành thành phố La Nam trước đó kéo hạng mục Mân Cô về thì cho là cái gì? Trình Tự Học đưa mắt nhìn, không gian đầy cảm giác khiếp sợ, đám thường ủy thị ủy có đầy đủ ánh mắt, có người tiếc nuối, buồn cười, lại có chút đáng thương. Trình Tự Học cảm thấy những ánh mắt đó dồn về phía mình, lão cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lúc này lão giống như biến thành một con tôm tép nhãi nhép, tất cả tâm lý hào hùng trước kia đã tan biến không còn gì. Cái gì mà mình không ra tay thì thành phố La Nam sẽ rối loạn, hì hì, loạn cái quái gì. Chỉ cần hai tin tức này truyền ra ngoài thì Vương Tử Quân sẽ lập nên uy tín mạnh mẽ, sẽ đứng vững ở thành phố La Nam, khi đó còn ai nói bí thư Vương không hợp cách. Khi Đồng Thiên Diệp ở bên kia cúp điện thoại thì Lục Ngọc Hùng vốn đang muốn quát lên với tên nhân viên công tác nhưng bây giờ đành mỉm cười cho đối phương đi ra ngoài. Đây chính là một loại biểu hiện cực kỳ không tương đồng với tính cách bá đạo của Lục Ngọc Hùng, điều này đã nói rõ thái độ của hắn là như thế nào. Trình Tự Học cắn răng, lão biết rõ lúc này mình không thể nổi giận, không thể sùi bọt mép. Lão phải cười, hơn nữa phải cười vui vẻ, phải cực kỳ vui vẻ mới được. Vì hạng mục đường sắt Mân Cô được xác định. Vì tương lai của thành phố La Nam, lão phải cười sao cho thật đẹp. Dưới tâm lý bức thiết như vậy, Trình Tự Học nở nụ cười, không những cười bình thường mà cực kỳ sáng lạn. Lão nhìn đám thường ủy thị ủy tham gia hội nghị, cơ mặt liên tục run rẩy. Các vị, hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, dưới sự nỗ lực của Bí Thư Vương, giấc mộng đường sắt của thành phố La Nam chúng ta cuối cùng cũng không thất bại. Ha ha ha! Trình Tự Học vì cố gắng biểu hiện niềm vui mà cười lớn. Nhưng sau khi nở nụ cười thì lão mới thấy hành vi của mình khó chịu cỡ nào. Chủ tịch Lý, những ngày hôm nay việc nhà đều đặt lên vai anh, nói ra thì anh cũng không được thoải mái. Vương Tử Quân đứng trong sân bay khẽ cười nói với người đầu dây bên kia. Lữ khách đi thành phố Sơn Viên xin chú ý, lữ khách đi đến thành phố Sơn Viên xin chú ý. Giọng nói êm ái vang lên trong sân bay, một vài lữ khách bắt đầu đi về phía cửa máy bay. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc ở bên cạnh, lại cười nói với đầu dây bên kia. Chủ tịch Lý, tôi sẽ lên máy bay, 2 giờ chiều nay sẽ đến thành phố Sơn Viên, tối nay chúng ta sẽ gặp mặt. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chúc thuận buồn xuôi gió của Lý Quý Niên, Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát rồi tắt máy. Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân tắt máy mà khẽ nở nụ cười. Hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Hắn biết rõ sắp tới Vương Tử Quân sẽ nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại, tất nhiên dù là nhân vật gì ở thành phố La Nam cũng sẽ gọi điện thoại đến nịnh nọt Bí Thư Vương, hầu như nửa ngày nay Bí Thư Vương đều phải nghe điện thoại kiểu như vậy. Tuy những cuộc điện thoại kia chủ yếu là chúc mừng, thế nhưng Kim Điền Lạc lại hiểu, điều này đại biểu cho vị trí của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam đã được xác lập, càng đại biểu cho một số người muốn dựa vào Bí Thư Vương. Cộc cộc cộc, Mạc Tiểu Bắc bước đến. Giày cao gót va chạm nền đất phát ra những âm thanh cộc cộc. Nàng so ra đầy đặn hơn trước kia, bây giờ nàng là một thiếu phụ, càng có vẻ quyến rũ hơn trước đó rất nhiều. Mạc Tiểu Bắc cũng vừa nhận được điện thoại, hôm nay nàng mặc váy dài vàng nhạt, đi lại giống như một thiên thần khiêu vũ. Vương Tử Quân vốn không muốn cho nàng đến tiễn mình, thế nhưng nàng là người tính tình quật cường thế nên tự mình đi ô tô đến, dù hắn có ngàn vạn lần không muốn cũng phải cho nàng đi theo. Quý khách đến thành phố Sơn Viên xin chú ý. Âm thanh lại vang lên trên loa, một vài người đăng ký xong đang cất bước đi về phía máy bay. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt lưu luyến của Mạc Tiểu Bắc, trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút thương cảm. Hắn vừa định mở miệng thì chợt thấy nàng lao vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
đến khi Tiểu Bảo lớn hơn một chút, em sẽ đến ở thành phố La Nam. Mạc Tiểu Bắc vừa nói vừa hôn lên mặt Vương Tử Quân, sau đó buông hắn, lại cất bước đi ngay. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đi xa, hắn thật sự rất vui. Nhà đầu kia cuối cùng cũng xem như ăn khói lửa nhân gian. Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu, sau đó hắn đi về phía máy bay. Đúng lúc này Mạc Tiểu Bắc vốn đi ra ngoài chợt dừng lại, nàng xoay người chạy về phía Vương Tử Quân. Chương 643, một vương giả quay về. Thấy Mạc Tiểu Bắc chạy ngược lại thì Vương Tử Quân chợt sững sờ, trong lòng lại có chút cảm khái. Từ sau khi sinh Tiểu Bảo thì Mạc Tiểu Bắc biến đổi rất rõ, cũng không phải cô gái yên tĩnh lạnh lùng như trước, nói nhiều hơn hẳn. Trong thời gian này hắn tìm được khá nhiều chuyển biến tốt đẹp trên người Mạc Tiểu Bắc. Tất nhiên những biến hóa của Mạc Tiểu Bắc vào giai đoạn này thật sự theo chiều hướng tốt, Vương Tử Quân là một người chồng, là người thấy rõ ràng nhất và có lợi nhất trong sự kiện này. Những biến hóa của Mạc Tiểu Bắc làm Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh hai người gặp nhau, thế là giống như tất cả tự nhiên mà thành, hai bên dần dần biến đổi, thật sự hòa hợp. Hắn nhớ đến nàng thì thường nghĩ đến hình tượng Tiểu Bảo thăm ăn, hình ảnh vợ con làm cho hắn sinh ra cảm giác ấm áp, say lòng người. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó mỉm cười tiến lên đón Mạc Tiểu Bắc. Vợ, em sao vậy? Không cho anh đi sao? Tử Quân, em quên nói cho anh biết, vừa rồi em tiếp một cuộc điện thoại, Giang Tiểu Vinh bên kia đã không chào mà đi. Sau khi nghe lời trêu chọc của Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc có hơi đỏ mặt, nàng dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn, sau đó nghiêm mặt nói. Giang Tiểu Vinh, Vương Tử Quân chợt sững sốt, nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ đó là người phụ nữ tìm mình để kêu oan. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Chị ấy ra đi có nhắn lại gì không? Để lại một tờ giấy, nói rằng sẽ tiếp tục kêu oan vì sự kiện của chồng mình. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Chồng, em không quan tâm đến chuyện công tác của anh, nhưng em cảm thấy anh nên giúp đỡ người phụ nữ này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng. À, anh biết rồi. Khi hai người Vương Tử Quân nói chuyện với nhau thì trong loa lại vang lên âm thanh thúc giục. Vương Tử Quân nhìn những hành khách lục tục tiến lên đăng ký, hắn khẽ ma sát bàn tay của Mạc Tiểu Bắc, sau đó từ biệt rồi tiến lên đăng ký. Đồng Thiên Diệp là người lo vé máy bay cho đám người Vương Tử Quân, nàng đặt khoang hạng nhất, Vương Tử Quân thấy vậy chỉ nhíu mày mà không nói gì thêm. Dù sao bọn họ về thủ đô cũng khổ cực vài ngày, chính mình nếu còn dị nghị vì một chỗ ngồi trên máy bay, chỉ sợ sẽ không quá phù hợp. Hơn nữa làm lãnh đạo vào thời điểm phù hợp phải cho thủ hạ của mình nịnh bợ một chút, nếu không thì thật sự sẽ ứng với câu nói, nước quá trong không có cá, người đến nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai. Vương Tử Quân lên máy bay, hắn nói hai câu với Hà Khởi Duệ ngồi ở bên cạnh, sau đó nhắm mắt bắt đầu suy tư về sự kiện Nhiếp Vinh Quân tự sát. Vì có đơn tố cáo của Giang Tiểu Vinh, Vương Tử Quân thật sự lưu tâm hơn một chút về sự kiện này. Nhưng hắn dù sao cũng mới đến thành phố La Nam. Vì thế hắn chỉ có thể tiếp nhận được một bản báo cáo là Nhiếp Vinh Quân sợ tội tự sát mà thôi. Những chuyện thế này nếu xảy ra ở thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể để cho Cục Công an điều tra rõ ràng. Thế nhưng lúc này lại khác, ít nhất hiện tại hắn căn bản không thể nắm chắc, hắn chưa thể nắm Cục Công an vào trong lòng bàn tay của mình. Vương Tử Quân nghĩ đến Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung của thành phố La Nam mà không khỏi nhíu mày. Dù Hà Tiến Trung biểu hiện cực kỳ tôn trọng chính mình, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, chính mình là bí thư thị ủy còn chưa nắm được tất cả đại cục của thành phố La Nam. Phải làm cho Hà Tiến Trung kia cảm nhận được chút nguy cơ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm. Tiên sinh, xin hỏi ngài uống gì không? Khi Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm thì một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai. Vương Tử Quân ngẩng đầu, hắn thấy một nữ tiếp viên hàng không dáng người thon dài, mày thanh mắt đẹp đang đứng bên cạnh mình. Nàng mặc một bộ chế phục hàng không rất khéo léo, đường cong đẹp đẽ, gợi cảm mê người. Cho tôi một ly nước suối. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với cô tiếp viên hàng không rồi dùng giọng tùy ý nói. Tiên sinh, mời anh dùng. Cô tiếp viên hàng không đưa ly nước đến đặt trước mặt Vương Tử Quân, sau đó đi ra phía sau. Vương Tử Quân nhìn nữ tiếp viên hàng không rời đi, hắn lại tiếp tục luồng suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy những lời của Giang Tiểu Vinh tuy hoàn toàn không thể tin tưởng. Thế nhưng sự kiện đập nước bị vỡ sẽ không phải là trách nhiệm của riêng Nhiếp Vinh Quân. Tiểu thư, tôi có một vấn đề cần trợ giúp,
xin hỏi có thể cho tôi số điện thoại liên lạc được không? Một âm thanh trêu chọc khẽ truyền vào tai khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm suy nghĩ. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng ghế trước mặt mình, đối phương đang cười tủm tỉm nói với nữ tiếp viên vừa rồi đến đưa nước cho mình. Vương Tử Quân đã thường xuyên gặp tình cảnh này, thế cho nên hắn cũng không có hứng thú, hắn chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Nhưng không gian của máy bay là có hạn, cho dù Vương Tử Quân có không muốn nghe thì những âm thanh kia cũng liên tục truyền vào trong tai. Khi hắn cúi đầu thì chợt nghe thấy nữ tiếp viên hàng không nói ra một dãy số. Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy dãy số kia rất quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến số điện thoại phục vụ khách hàng ở sân bay, thế là khóe miệng chợt lộ ra nụ cười, thầm bội phục sự cơ trí của cô tiếp viên hàng không. Tiểu thư, tôi muốn biết nếu những lúc cô không bay, tôi làm sao để liên lạc với cô? Người đàn ông trung niên giống như cũng không muốn buông tha, hắn khẽ cười rồi lên tiếng hỏi thăm. Thật xin lỗi tiên sinh, tôi thật sự không giúp được ngài, ngoài đó ra tôi không còn phương thức liên lạc nào khác. Nữ tiếp viên lên tiếng, sau đó nàng khẽ mỉm cười, xoay người đi lên phía trước. Chợt thấy người đàn ông kia móc một chiếc điện thoại ra nói. Cô gái xinh đẹp như thế này sao lại không có số điện thoại liên lạc được? Chỗ này của tôi vừa vặn có một chiếc điện thoại không dùng, tôi tặng cho cô. Lúc này điện thoại đã phổ cập nhưng một chiếc điện thoại ít nhất cũng là 3-4 ngàn, người này ra tay hào phóng, tặng một chiếc điện thoại mà không thèm quan tâm, ít nhất cũng là kẻ có tiền. Cảm ơn tiên sinh thương yêu, nhưng điện thoại này tôi không thể nhận được, nó trái với quy định của công ty. Nếu như ngài cảm thấy mình không muốn cầm điện thoại, có thể gửi điện thoại, chúng tôi sẽ bảo quản giúp ngài. Người đàn ông kia lại bỏ điện thoại vào túi, Vương Tử Quân nhìn nữ tiếp viên bỏ đi mà trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hà Khởi Duệ ngồi bên cạnh khẽ đưa miệng đến nói. Bí thư Vương, tên kia tuy có chút mất mặt nhưng ánh mắt rất tốt. Chương 643, 2, Vương giả quay về. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Khởi Duệ, hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng lơ đãng nói. Đúng vậy, Chủ tịch Hà, thật sự là anh hùng có ánh mắt tương đồng. Hai người nói tùy ý vài câu, Hà Khởi Duệ chợt hỏi. Bí thư Vương, ngài có phải nên chọn thư ký rồi chứ? Cũng không thể cứ để cho thư ký trưởng Kim bận rộn như vậy được. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi mới đến thành phố La Nam, còn chưa quen thuộc nơi này, nếu anh có người nào phù hợp thì giới thiệu cho tôi. Điều này không có gì là khó, tôi cũng không thể cướp công lao của thư ký trưởng Kim, nếu không thư ký trưởng cũng sẽ không tha cho tôi. Hà Khởi Duệ cười ha hả rồi vung tay lên dùng giọng vui đùa nói. Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì nữ tiếp viên hàng không chậm rãi đi đến. Nàng cầm trong tay nhiều chiếc khăn mặt, liên tục phát cho đám người Vương Tử Quân và người đàn ông trung niên phía trước. Người đàn ông trung niên nhận khăn xoa mặt, sau đó cười nói. Tiểu thư, hôm nay bay chuyến này thật thoải mái, vì để tỏ lòng cảm tạ, tôi xin phép mời cô một bữa cơm nhé. Cảm ơn tiên sinh, tôi đây sẽ không khách khí, nhưng tôi cũng muốn hỏi tiên sinh một câu, có thể cho chồng tôi đi ăn cơm cùng được không? Khi máy bay hạ cánh thì anh ấy cũng chờ sẵn đến đón tôi ngoài sân bay. Nữ tiếp viên nhận lấy những chiếc khăn đã dùng qua, sau đó chậm rãi nói. Khi Vương Tử Quân muốn cười thì cảm thấy cơ thể chấn động, cả máy bay chợt rung lắc, nhân viên hàng không thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vương Tử Quân nhìn tình huống hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, thế là trong lòng chấn động, thầm nghĩ không phải lần này mình xuất hành bất lợi đấy chứ. Khi Vương Tử Quân đang lo lắng dùng tay giữ lấy ghế ngồi, nữ tiếp viên hàng không đã miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Nàng chợt đi đến bên cạnh hắn rồi lớn tiếng nói. Tiên sinh, thật xin lỗi, làm phiền ngài ôm chặt lấy tôi một chút. Nữ tiếp viên hàng không nói rồi cũng không chờ Vương Tử Quân kịp phản ứng, nàng đã ngồi ngay lên đùi hắn. Vương Tử Quân cảm nhận được hai chân trầm xuống, hắn căn bản không kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này máy bay lại rung lắc, nữ nhân viên hàng không ngồi trên đùi hắn vì không được ôm chặt nên thiếu chút nữa đã bị té xuống đất. Nữ tiếp viên luống cuống tay chân, nàng giống như một người bị ném ra ngoài nước lũ, hai tay mở rộng và ôm chặt lấy cổ Vương Tử Quân. Nữ tiếp viên vốn ngồi trên đùi Vương Tử Quân, bây giờ tư thế của hai người lại thay đổi, biến thành ngồi dạng chân. Vì máy bay càng lúc càng sóc nảy, thế cho nên chỉ biết dùng hai tay ôm thật chặt lấy cổ Vương Tử Quân mà thôi. Khi Vương Tử Quân bị ôm chặt thì chợt hiểu ra vấn đề, hắn nhìn nữ tiếp viên hàng không, trên mặt có chút bối rối, sau đó cũng duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Tuy trong lòng thơm ngát nhưng Vương Tử Quân lại không có tâm thưởng thức,
hắn cảm nhận được máy bay sóc này, trong lòng thầm buồn bã nghĩ, máy bay gặp sự cố là rất thấp, chẳng lẽ lần này mình xui xẻo như vậy? Các vị lữ khách không cần kinh hoàng, máy bay đang đi vào vùng mây đối lưu, chỉ cần ra khỏi tầng mây này thì tất cả sẽ bình thường. Một âm thanh khẽ vang lên trong buồng phi cơ. Tiên sinh, ngài không cần căng thẳng, chỉ một lát sau sẽ không có vấn đề gì. Khi Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh phát ra trong loa, lúc này nữ tiếp viên hàng không ở trong lòng hắn cũng mở miệng nói. Không biết có phải vì bị ôm hay không mà gương mặt nữ tiếp viên có hơi đỏ hồng, nhìn vào cảm thấy rất quyến rũ. Vương Tử Quân cười cười, hắn cố gắng chấn định tâm thần, nhưng khi hắn dần chấn định thì cảm thấy tư thế của hai người có chút bất nhã. Vì vừa rồi mình phản ứng không quá nhanh, vì vậy lúc này nữ tiếp viên hàng không hầu như ngồi dạng chân trên người mình. Hơn nữa tư thế này lại hầu như làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được trước ngực mình có hai thứ gì đó rất mềm mại. Vương Tử Quân là một người đàn ông bình thường, hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, vì vậy không thể nào để người ngọc ngồi trong lòng mà không có phản ứng hay cảm nhận khác thường. Tuy hắn cố gắng làm cho mình chấn định, thế nhưng bên dưới hình như có chút phản ứng. Thật sự mất mặt, Vương Tử Quân cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng bên dưới vĩnh viễn không nghe lời. Khi hắn đang cố gắng áp chế tâm thần, lúc này gương mặt nữ tiếp viên hàng không ngồi bên trên thật sự càng lúc càng nhỏ. Nữ tiếp viên giống như cảm nhận được cái gì đó, thế cho nên nàng muốn nhúc nhích cơ thể, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng một bên ôm chặt và một bên hoạt động, thật sự là khó thể nào làm gì được nhiều. Trong lúc vặn vẹo thì càng thêm kích thích, càng làm thần kinh Vương Tử Quân bị kích thích. Vương Tử Quân vốn đang cố gắng áp chế mình, bây giờ tâm tính lại càng giống như bừng cháy. Hắn vừa cố gắng ổn định tâm thần, vừa thầm cầu nguyện, thầm nghĩ chị gái ơi là chị gái, chị đừng nên cử động nữa, nếu tiếp tục như vậy chẳng khác nào khiêu khích tôi. 3 phút trôi qua, máy bay dần ổn định trở lại, đã bay ra khỏi tầng mây đối lưu. Người đẹp trong lòng Vương Tử Quân cũng không còn lo lắng đến vấn đề an toàn, Vương Tử Quân lại càng không phải đấu tranh với cô gái xinh đẹp trong lòng mình. Không tức sắc, sắc tức không. Còn chưa buông ra. Khi Vương Tử Quân đang thầm nhắc đến câu kinh Phật kinh điển, thế là một âm thanh thơm như hoa lan chợt vang lên bên tai. Vương Tử Quân nhìn máy bay đã dần vững vàng, trong lòng thầm hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn buông lỏng hai tay, nữ tiếp viên hàng không ngồi trong lòng hắn giống như một con thỏ nhỏ, nàng nhanh chóng nhảy xuống đùi hắn. Vương Tử Quân nhìn nữ tiếp viên hàng không bỏ đi như chạy, hắn cũng thở dài một hơi, nhưng khi thấy nàng rời đi thì hắn thật sự sinh ra cảm giác thất lạc, đúng là đàn ông. Bí thư Vương, không thể ngờ ngài có thể gặp được những chuyện như vậy, nếu sớm biết như thế, tôi đã thay đổi vị trí với ngài rồi. Hà Khởi Duệ nhìn Vương Tử Quân rồi nở nụ cười anh hiểu tôi hiểu nói. Máy bay không ổn định, thật sự có hơi kinh hoàng. Vương Tử Quân nào không hiểu ánh mắt của Hà Khởi Duệ, thế nhưng hắn cố ý giả vờ như không hiểu nói. Hà Khởi Duệ cười hì hì, cũng không vì Vương Tử Quân nói lái đi mà buông tha cho. Hắn là một người xảo quyệt quan trường. Hắn hiểu đôi khi vài câu chê cười lại có thể làm quan hệ giữa hai người ấm hẳn lên. Bí thư Vương, tôi thường xuyên đi máy bay, thế cho nên thật sự có hiểu được vài chuyện xảy ra trên máy bay. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì sờ đầu mình nói. Khi máy bay sóc này, tiếp viên hàng không lại không tìm được vị trí ngồi xuống thì thật sự cũng rất hiếm gặp. Đi chết đi. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên với Hà Khởi Duệ rồi cười nói. Nói thật nhé. Vừa rồi máy bay lung lắc làm tôi thật sự sợ hãi. Chương 643, 3, Vương giả quay về. Tôi cũng rất sợ hãi, đáng tiếc là không ai ban thưởng, vừa rồi rõ ràng là tôi ngồi bên cạnh tiểu thư tiếp viên kia. Người đàn ông ngồi phía trước Vương Tử Quân cũng xoay người lại phàn nàn với Vương Tử Quân. Vì không quen biết nên Hà Khởi Duệ cũng buông ra cái giá của mình, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi cười nói. Cậu em! Tôi và cậu dù thế nào cũng là cấp bậc chú đối với các cô gái như vậy, vì thế cậu nói xem, nếu muốn ngồi thì cô ấy sẽ chọn ai? Người đàn ông trung niên kia cười lên ha hả nói. Anh bạn, lời này của anh cũng không đúng, nói ra thì tôi là cấp chú, nhưng đối với anh thì tôi thấy thế nào cũng phải là cấp bác. Người đàn ông trung niên kia cũng là kẻ khôi hài, hắn vừa nói vừa vung tay. Hơn nữa tôi cảm thấy ngồi trong lòng chúng ta mới đúng. Dù sao thì ngồi trong lòng những người cấp bậc chú bác cũng sẽ làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm cha con. Hà Khởi Duệ nhìn bộ dạng vô liêm sỉ của đối phương, thế là chỉ có thể gật đầu chịu thua. Vì vừa rồi có tiếng nói chung nên ba người bắt đầu nói chuyện, dù sao thì lúc này cũng là thời gian nhàn rỗi.
Lúc nói chuyện ba người cũng không bày ra thân phận của mình, nhưng lại nói rất vui vẻ, dù sao thì người và người cũng có vài quan điểm phù hợp. Anh bạn, anh kinh doanh phương diện gì? Hà Khởi Duệ trò chuyện rất vui với người đàn ông trung niên phía trước, lúc này hắn nhịn không được phải hỏi một câu. Tôi làm phim hoạt hình và game. Người nọ cũng không do dự, hắn nhanh chóng giới thiệu nghề nghiệp của mình. Hắn nói xong thì lấy ra hai danh thiếp đưa cho hai người Vương Tử Quân. Giám đốc Tiêu Quảng Niên của công ty trách nhiệm hữu hạn game và hoạt hình Ngôi Sao Phương Bắc. Vương Tử Quân nhìn tên trên danh thiếp, hắn vươn tay cười nói. Không ngờ lại gặp mặt giám đốc Tiêu ở chỗ này. Nói thật Vương Tử Quân thật sự không biết chút gì về công ty Ngôi Sao Phương Bắc, thế nhưng hắn lại biết trong thời gian 10 năm tới thì phim hoạt hình và game chính là một sản nghiệp phát triển cực mạnh. Đặc biệt là những phương diện game, khi máy tính được phổ biến thì càng phát triển mạnh mẽ. Tiêu Quảng Niên nhìn thấy Vương Tử Quân duỗi tay ra, thế là hắn cười cười nói. Anh quá khách khí rồi, tôi cũng không có lý tưởng gì, ha ha ha. Tuy Tiêu Quảng Niên nói mình không có lý tưởng, thế nhưng nhìn vào nụ cười thì biết hắn cũng là người cực kỳ tự ngạo về công ty của mình. Tôi là Vương Tử Quân, giám đốc Tiêu, công ty của anh sao lại đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi rồi. Vương Tử Quân vừa giới thiệu chính mình vừa dùng giọng giống như tùy ý nói. Tôi nghe nói những công ty xí nghiệp như các anh chủ yếu nên tập trung ở các thành phố phát đạt kinh tế ở Duyên Hải mới đúng chứ? À, tôi đến để giải sầu. Tiêu Quảng Niên cũng không muốn nhiều lời ở phương diện này, hắn nói một câu tùy ý. Vương Tử Quân cũng không hỏi nhiều về phương diện này, tuy hắn rất quan tâm đến sản nghiệp hoạt hình và game, thế nhưng hắn cũng không có ý nghĩ sẽ kéo một hạng mục cho thành phố La Nam ở ngay trên máy bay. Máy bay tiếp tục hành trình hơn một giờ. Khoảng thời gian này tiếp viên hàng không có đi đến vài lần, thế nhưng cũng không phải là nữ tiếp viên vừa ngồi trong lòng Vương Tử Quân. Nhưng những nữ tiếp viên kia tới lui qua lại, Vương Tử Quân chợt cảm thấy có vài người thi thoảng đưa mắt nhìn mình. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống này cũng chỉ có thể cười một cái cho qua, cũng không để trong lòng. Sau khi máy bay chậm rãi hạ xuống sân bay, hắn cùng Hà Khởi Duệ nói câu hẹn gặp lại Tiêu Quảng Niên, sau đó cùng nhau đi về phía cửa ra vào. Đám người Kim Điền Lạc cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, khi bọn họ sắp đi ra khỏi cửa thì Tiêu Quảng Niên chợt huých tay Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Anh bạn, nhìn kìa. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn lập tức nhìn theo ngón tay của Tiêu Quảng Niên. Cô tiếp viên hàng không đã ngồi trên người hắn đang đứng cách đó không xa, nàng vừa khẽ gật đầu với lữ khách, vừa nói chuyện với một nữ tiếp viên hàng không ở bên cạnh. Vương Tử Quân cười cười mà không tiếp lời. Những chuyện này đối với hắn thì chỉ là một sự kiện gặp gỡ bình thường mà thôi. Những thứ khác hắn xem như chưa từng phát sinh, cũng không muốn có những chuyện gì đó phát sinh tiếp theo. Nhưng khi ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không, lại phát hiện gương mặt nàng còn đỏ hơn cả khi ngồi trên đùi mình, bộ dạng thẹn thùng lại càng làm cho người ta phải chấn động. Chuyện kia, cảm ơn anh. Khi Vương Tử Quân đi qua bên cạnh nàng, nữ tiếp viên chợt trầm giọng nói. Vương Tử Quân có chút sững sờ, tuy hắn không quan tâm đến sự kiện kia, thế nhưng nghe đối phương nói lời cảm tạ thì vẫn cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng hắn dù sao cũng là người trọng sinh, hơn nữa thân phận chìm nổi quan trường nhiều năm, thế cho nên có tâm tình vững vàng ở nhiều phương diện. Không cần cảm ơn, đó là chuyện tôi cần làm. Vẻ mặt Vương Tử Quân thật sự bất động, hắn dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói. Không biết có phải những lời của Vương Tử Quân làm cho nữ tiếp viên kia nghĩ về vấn đề gì đó không, thế cho nên gương mặt của nàng càng thêm đỏ hồng. Nữ tiếp viên hàng không có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên cạnh nàng lại dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hắn không có tâm tư hái hoa ngắt cỏ, tuy cảm thấy dung mạo của nữ tiếp viên hàng không so ra cũng không kém Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn không còn tâm tư như vậy nữa. Tất nhiên hắn cũng không cần quan tâm đến phản ứng của những người khác. Cầm thú, anh bạn, anh đã có những hành động như vậy, bây giờ người ta cảm ơn thì anh bạn lại nói đó là những việc cần làm, thật sự là quá cầm thú. Tiêu Quảng Niên khẽ vỗ lên chiếc bụng mập mạp của mình, hắn nở nụ cười mập mờ nói với Vương Tử Quân. Nhóm người Kim Điền Lạc đi theo bên cạnh Vương Tử Quân cũng không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Quảng Niên. Trước đó bọn họ đã thật sự bội phục vị lãnh đạo trẻ tuổi trong sự kiện đường sắt Mân Cô, bây giờ càng phải trợn mắt nhìn. Tiêu Quảng Niên giống như hồn nhiên không cảm thấy những ánh mắt của người chung quanh, hắn kéo tay Vương Tử Quân rồi nói. Anh bạn, dùng ánh mắt của một người có kinh nghiệm trai gái nhiều năm như anh để xem xét thì thấy cô gái kia thật sự là rất tốt, là một cô gái tốt.
nếu như có thể cưới về nhà làm vợ, như vậy sẽ thật sự xem như có diễm phúc rất lớn. Tiêu Quảng Niên nói rồi giống như chỉ sợ người ta không nhìn rõ bộ dạng hèn mọn bỉ ổi của mình, hắn lại cười gian vài tiếng, nghe vào trong tai làm cho người ta trực tiếp cho ra đánh giá với hắn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tiêu Quảng Niên, hắn thản nhiên nói. Tôi đã có con rồi. Vương Tử Quân vừa nói vừa nhanh chóng cất bước. Có con thì thế nào? Bây giờ là thời buổi gì? Ai mà không có ba năm cô, ha ha ha, cậu nghe tôi nói này. Tiêu Quảng Niên muốn tiến thêm một bước tìm hiểu về Vương Tử Quân, thế là hắn đẩy mạnh bước chân, cũng không quên lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Chương 643, 4, Vương Giả quay về. Vương Tử Quân nghe Tiêu Quảng Niên lên tiếng mà không khỏi nhíu mày, hai nữ tiếp viên hàng không cách đó không xa cũng nhíu mày, bọn họ không nghe được lời của Vương Tử Quân, thế nhưng lời nói của Tiêu Quảng Niên lại khá lớn. Đông Đông, vốn cho rằng tình huống gặp mặt ngẫu nhiên sẽ mang đến cho cậu một tình duyên, bây giờ xem ra chỉ thuần túy là không may. Nhưng cậu nói xem sao lại trùng hợp như vậy, cậu vốn bay tuyến nước ngoài, lần này đi chuyến này cũng là vì muốn về nhà, sao lại trùng hợp gặp sự kiện mà nhiều năm rồi chưa xảy ra chứ? Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp giống như một cái máy hát, nàng liên tục mở miệng nói. Nữ tiếp viên được gọi là Đồng Đồng vung tay giữ lấy miệng của người bạn, sau đó nói. Đây chỉ là trùng hợp, cậu tạm thời đừng nói nhiều như vậy, cậu cũng nên bớt xem tiểu thuyết đi, nếu không sẽ phải tẩu hỏa nhập ma đấy. Sau khi hi hi ha ha nói vài ba câu, Đồng Đồng kéo một chiếc vali nhỏ nói. Tiểu Linh, mình đi trước, dì hai chắc đang chờ mình. Đồng Đồng nói đến dì hai thì vẻ mặt thật sự có chút buồn bã. Đồng Đồng đừng lo lắng, dì hai của cậu sẽ không có việc gì đâu. Cô gái tên là Tiểu Linh giống như biết Đồng Đồng đang nghĩ về cái gì, nàng khẽ mở miệng an ủi. Chỉ mong là như vậy. Đồng Đồng cười lớn một tiếng, sau đó nàng kéo chiếc vali đi ra ngoài cửa. Cậu bạn, cậu nghe anh nói một câu này, bây giờ còn chưa muộn đâu, nếu bây giờ cậu đi tìm người ta xin số điện thoại, tôi tin người ta sẽ không do dự mà nói cho cậu biết, qua thôn sao lại không gặp được quán ăn chứ. Tiêu Quảng Niên vẫn không từ bỏ ý nghĩ lôi kéo Vương Tử Quân. Giống như không tác thành được cho Vương Tử Quân lần này thì hắn thật sự không thể nào từ bỏ ý định được vậy. Vương Tử Quân thật sự có chút mất kiên nhẫn, hắn cười cười với Tiêu Quảng Niên, chuẩn bị nói lời cáo từ. Lúc này có vài người phía trước đi đến, bọn họ nhanh chóng đến trước mặt Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh đã khổ cực rồi. Đi đầu chính là Phó Bí thư Trương Hợp Tuân, khi đi đến trước mặt Vương Tử Quân thì hắn duỗi hai tay ra, trên mặt còn mang theo vài phần kích động. Bên trái Trường Hợp Tuân chính là trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm, bên trái chính là Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung. Hai người bọn họ tuy không nói gì thế nhưng lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Trường Hợp Tuân, sau đó cười nói với Lữ Hâm Sâm. Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài hãy nói. Tiêu Quảng Niên vốn đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này thấy nhóm người Trường Hợp Tuân, càng cảm thấy Vương Tử Quân là người bất phàm. Nếu như vừa rồi hắn còn suy đoán thân phận của Vương Tử Quân, bây giờ thấy phản ứng của Lữ Hâm Sâm và Trương Hợp Tuân, hắn càng cho ra lời nhận định với thân phận của người thanh niên làm mình ghen ghét kia. Điều này, Bí thư Vương, lão Tiêu tôi thật sự xem như có mắt không thấy núi Thái Sơn. Vương Tử Quân nhìn thấy Tiêu Quảng Niên còn muốn tiếp tục lên tiếng, thế là hắn khẽ khoát tay áo nói. Anh Tiêu, chúng ta gặp mặt nhau cũng xem như là bạn bè, bây giờ tôi còn có chút việc. Khi nào anh có thời gian đến thành phố La Nam, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự. Vương Tử Quân được nhóm người Trương Hợp Tuân tiền hô hậu ủng đưa ra khỏi sân bay, khi hắn đi ra, nữ tiếp viên tên là Đồng Đồng đang kéo theo chiếc vali nhỏ cũng từ bên trong đi ra. Trước đó Đồng Đồng nói với Tiêu Quảng Niên là mình không có số điện thoại di động, thế nhưng sau khi xuất hiện ngoài cổng sân bay thì nàng lại dùng hành động thực tế để đánh đổ lời nói của mình. Nàng lấy một chiếc điện thoại nhỏ màu hồng ra rồi khẽ nói. Dì hai, cháu là Đồng Đồng, dì đang ở đâu vậy? Đồng Đồng, dì đang ở khách sạn Phúc Tường, bọn họ đang tìm dì, cháu đến nên cẩn thận một chút. Một giọng nữ có hơi khàn khàn truyền đến từ đầu dây bên kia, thế nhưng sau nháy mắt lại nói tiếp. Đồng Đồng, cháu đừng đến tìm dì, cháu đặt thứ gì đó trong tủ chứa đồ của siêu thị, để dì tự đến lấy là được. Dì hai, cháu nhất định phải gặp dì, vào giữa ban ngày ban mặt, cháu cũng không tin bọn họ dám làm gì. Cô gái Đồng Đồng cắn chặt môi hồng, nàng dùng giọng kiên định nói với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, lúc này mới dùng giọng cực kỳ kiên quyết nói.
cháu không thể đến, bọn họ vì chính mình mà cái gì cũng có thể làm được, dượng của cháu lúc đó không phải vì không tin bọn họ dám làm như vậy nên mới chết một cách chẳng rõ ràng như vậy sao? Vương Tử Quân đi ra sân bay, lần đầu tiên hắn cảm thấy dẫm chân lên mặt đất thì thư thái như vậy. Đoàn người bọn họ cộng thêm nhóm người Trương Hợp Tuân, ít nhất cũng hơn chục người, thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác. Bí thư Vương, lúc này cũng không còn sớm nữa, khi đến cục trưởng Tiến Trung đã có sắp xếp phòng, anh xem có nên nghỉ ngơi trước không? Trương Hợp Tuân đi ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó khẽ đề nghị một câu với Vương Tử Quân. Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung đứng bên cạnh Trương Hợp Tuân, nghe Trương Hợp Tuân nói rằng có sắp xếp phòng cho Vương Tử Quân, thế là cảm thấy mình rất có thể diện. Nhưng hắn cũng không dám nói lời nào, dù sao thì lúc này một cục trưởng cục công an như hắn cũng không có dư âm lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn Trương Hợp Tuân, sau đó hắn khẽ cười nói. Như vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Hà Tiến Trung. Cảm ơn tấm lòng của cục trưởng Tiến Trung. Bí thư Vương, đây là việc tôi phải làm. Hà Tiến Trung nghe thấy lời khích lệ của Vương Tử Quân thì vội vàng khẽ nói. Đoàn người đến đón Vương Tử Quân chạy trên 4 chiếc xe, ngoài xe 12 chỗ, còn có 3 chiếc Santana, tuy xe có hơi bình thường nhưng cũng cực kỳ khí thế. Sau khi Vương Tử Quân ngồi lên xe 12 chỗ, nhóm người Trương Hợp Tuân cũng nhanh chóng lên xe. Trương Hợp Tuân là người có cấp bậc cao nhất sau Vương Tử Quân, thế nên hắn tất nhiên sẽ mở đầu câu chuyện. Bí thư Vương, lần này ngài về thủ đô có thể nói là cứu vãn thanh danh của chính quyền thành phố La Nam trong mắt quần chúng nhân dân. Sau khi ngài đi thì đường sắt Mân Cô thay đổi tuyến đường, tin tức này đã truyền khắp thành phố La Nam, khi đó có nhiều quần chúng không hiểu vấn đề, thế cho nên lời nói tỏ ra bất mãn với đảng ủy chính quyền thành phố La Nam. Bây giờ thì rất tốt, hai tuyến đường sắt đi qua thành phố La Nam, tin tức này làm cho cả thành phố phấn chấn tinh thần. Tất cả mọi người đều nói có bí thư Vương thì thành phố La Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Những lời nói nịnh nọt như vậy thì ai cũng thích nghe. Đặc biệt là một người có cấp bậc gần bằng với Vương Tử Quân như Tiêu Quảng Niên, những lời nói của đối phương càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thoải mái. Nhưng chưa biết rõ về Tiêu Quảng Niên, thế cho nên lúc này vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với thái độ làm thân của đối phương. Chương 643, năm Vương giả quay về. Bí thư Vương, chuyện đường xá cũng không phải công lao của một mình tôi, nếu nói ra thì đó là của mọi người. Tôi và Chủ tịch Khởi Duệ với Thư ký trưởng Kim ở thủ đô tìm biện pháp. Chủ tịch Lý và các anh ở nhà ổn định nhân tâm, thực tế thì công lao của các anh mới là lớn nhất. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Trương Hợp Tuân rồi thản nhiên nói. Trương Hợp Tuân nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, trên mặt chợt lộ ra vẻ kích động. Bí thư Vương quá khiêm tốn rồi, điều này thật sự làm tôi bội phục. Nhưng tâm tư của con người trước nay căn bản không giống nhau, Bí thư Vương, có vài lời tôi vốn không muốn nói. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy nếu không nói thì thật sự phải xin lỗi sự tín nhiệm của ngài với tôi. Bí thư Vương, ngài vì hạng mục đường sắt Mân Cô mà xung phong liều chết ở trận tuyến, có nhiều người không nói lời hỗ trợ với ngài, còn muốn đứng phía sau ngáng chân. Đối với những người này tuy không muốn nói sẽ có trừng phạt, thế nhưng Bí thư Vương đối mặt với những người như vậy, nhất định phải cẩn thận hơn một chút mới được. Trương Hợp Tuân nói rất kích động, Vương Tử Quân nhìn Trương Hợp Tuân và cũng trầm giọng nói. Cảm ơn Bí thư Trương đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chú ý. Hai người nói không quá lớn thế nhưng những người khác trong xe cũng nghe thấy rõ ràng. Những người như cục trưởng Hà Tiến Trung lại giống như không nghe thấy, còn Hà Khởi Duệ lại khẽ nhíu mày. Sau khi nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, đám người Vương Tử Quân được Hà Tiến Trung sắp xếp dùng cơm. Bữa cơm này Trương Hợp Tuân và Lữ Hâm Sâm liên tục mời rượu Vương Tử Quân, dùng biểu hiện để chứng minh lòng kính phục của mình. Vương Tử Quân cũng khẽ uống vui vẻ với những lời mời của Trương Hợp Tuân và Lữ Hâm Sâm, sau vài lượt rượu thì hắn cũng thật sự có vài phần men say. Tút tút tút. Khi mọi người đang uống rượu khá vui vẻ thì chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn qua bốn phía, chợt thấy Kim Điền Lạc lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn dãy số thì Kim Điền Lạc khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó đi ra ngoài cửa. Hai phút sau Kim Điền Lạc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Vương, vừa rồi là trưởng phòng Ngô của phòng văn thư khối chính quyền tỉnh gọi điện thoại đến, nói là có người ở thành phố chúng ta gửi đơn kêu oan. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói. Là ai? Giang Tiểu Vinh, cô ấy phản ánh chuyện của chồng mình là Nhiếp Vinh Quân. Kim Điền Lạc hầu như nói nhỏ hơn, lúc này trong phòng không có ai tiếp tục lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân.
Giang Tiểu Vinh đi đến kêu oan ở phòng văn thư khối chính quyền tỉnh, trước đó Vương Tử Quân ở trên máy bay còn suy nghĩ về sự kiện Giang Tiểu Vinh, bây giờ hắn thả lỏng hơn một chút. Thế nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì ở sự kiện này, hắn chỉ khẽ nói. Đối với chuyện này thì trước đó giải quyết thế nào? Bí thư Vương, ban ngành công an đã có định luận về sự kiện của Nhiếp Vinh Quân. Kim Điền Lạc khẽ nhìn thoáng qua Hà Tiến Trung cách đó không xa rồi khẽ nói. Kim Điền Lạc nói những lời này thật sự rất có trình độ, Vương Tử Quân có thể căn cứ vào đó mà tìm ra được ý nghĩa ẩn sâu bên trong. Hắn hiểu vị thư ký trưởng đang dần dựa về phía mình nói rằng chuyện này không nên hỏi sâu vào hiện tại. Tuy Vương Tử Quân không biết lý do là gì, thế nhưng hắn hiểu được lời nói tránh hại tìm lợi của Kim Điền Lạc. Dù sao thì sự kiện Nhiếp Vinh Quân tự sát cũng không phát sinh trong nhiệm kỳ của mình, Nhiếp Vinh Quân chết thế nào các nick không có ảnh hưởng nào với mình, nếu mình xâm nhập vào bên trong, như vậy sẽ đắc tội với không phải chỉ là một hai người. Nhưng chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn sự kiện này chấm dứt như vậy được sao? Vương Tử Quân sờ lên chân mày của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh cho đồng chí của phòng văn thư thành phố chúng ta lên tỉnh nhận đơn tố cáo, đồng thời cho ban ngành kiểm tra giám sát điều tra lại sự cố vỡ đập. Kim Điền Lạc chợt sững sờ, hắn không tin Vương Tử Quân không nghe rõ ý nghĩa lời nói của mình, nhưng bây giờ sau khi nghe rõ ý nghĩa lời nói của mình mà Bí Thư Vương vẫn cho ra sắp xếp như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn cũng không xa lạ gì sự kiện đã từng gây náo động thành phố La Nam, trong sự kiện này có liên quan đến ai, hắn lại càng biết không ít. Cũng chính vì điều này mà hắn mới khuyên Vương Tử Quân không nên động vào. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân tỏ thái độ chính là không dễ dàng buông bỏ sự kiện này. Vâng, Bí Thư Vương. Kim Điền Lạc chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn càng cảm thấy ý nghĩa sâu sắc trong sắp xếp của Vương Tử Quân. Hắn có chút chần chừ, cuối cùng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài cửa. Bí Thư Trương, trưởng phòng Lữ, cục trưởng Hà, chúng ta cùng nâng ly, uống xong ly này xem như tan tiệc. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười nói với nhóm người Trương Hợp Tuân. Nhóm người Trương Hợp Tuân thật sự bị hấp dẫn vì những lời giữa Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc, bây giờ nghe được lời của Bí Thư Vương thì nhanh chóng nâng ly rượu lên. Những chiếc ly trong suốt được đưa lên giữa không trung, ngay sau đó là một tiếng keng nho nhỏ. Vì mới có một cơn mưa nên bầu không khí thành phố La Nam có vẻ khá tươi mát, nếu như so sánh về bầu không khí thì thành phố La Nam có thể nói là xếp hạng đầu trong 10 thành phố tỉnh Sơn Nam. Thế nhưng quần chúng nhân dân cũng không mong muốn tiếp nhận điều này. Tuy bầu không khí tốt đại biểu cho người dân được hít thở không khí trong lành, thế nhưng cũng đại biểu cho phương diện kinh tế không phát đạt. Đừng nói là trong huyện, bây giờ thành phố La Nam cũng không có vài xí nghiệp phát triển tốt. Thế cho nên số liệu báo cáo của thành phố La Nam là rất kém, dù đám người viết báo cáo có là bút thần cũng không thể nào đột nhiên vẽ ra vài con số tốt đẹp cho các xí nghiệp trong thành phố được. Bầu không khí thành phố La Nam hôm nay có chút đặc thù, một đám cán bộ đi lại ngoài cổng ủy ban đều rất nhẹ nhàng. Những người thích nghị luận cũng ngậm miệng, dù gặp mặt nhau cũng chỉ vội vàng gật đầu, căn bản không dám nói nhiều. Bí thư Vương đã quay về, bí thư không những tiếp tục giữ hạng mục đường sắt Mân Cô cho thành phố La Nam, còn nắm thêm một quy hoạch đường sắt Nam Bắc đi qua La Nam, dựa vào thành tích như vậy, lần này bí thư Vương hầu như là vương giả quay về. Chương 644, một hội đồng nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy. Trước đó thành phố La Nam tổ chức hội nghị thường ủy. Tin tức này được truyền khắp thành phố La Nam, những chuyện thế này sao Vương Tử Quân không nghe được. Đối mặt với tình huống kia không biết Vương Tử Quân sẽ có phản ứng gì, thế cho nên mọi người cảm thấy rất chờ mong. Anh nói xem Bí Thư Vương và Bí Thư Trình liệu có xung đột với nhau không? Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách Biên Hộc Lâm vừa nhàn nhã tự đắc uống trà vừa hạ thấp âm thanh khẽ nói với nhân viên nghiên cứu đồng chí Tân cấp cục ở bên cạnh. Đồng chí Tân chừng 50 tuổi, đã đến tuổi thọ sắp về hưu. Năm xưa hắn làm chủ tịch huyện Dương Phong thì cũng xem như là cán bộ trẻ tuổi, nhưng khi cán bộ thành phố thay đổi trong nhiệm kỳ mới lại đặt sai vị trí, hơn nữa làm việc quá cứng nhắc. Thế cho nên ma xui quỷ khiến thế nào lại từ vị trí chư hầu một phương biến thành nhân viên nghiên cứu cấp cục của phòng nghiên cứu chính sách thành phố. Theo lời của đồng chí Tân, năm xưa khi còn làm chủ tịch huyện thì bỏ ra không ít lực lượng, làm không ít những chuyện khó, đổ nhiều mồ hôi vì sự phát triển kinh tế của huyện Dương Phong. Nhưng cũng vì tính tình chó má như vậy, hắn không biết kẻ nào đang thật sự ganh đua với mình, thế cho nên bị điều từ vị trí nóng sang cương vị ghẻ lạnh. Phòng nghiên cứu chính sách cũng là một đơn vị tốt, đối với cán bộ trẻ tuổi thì đây sẽ là một bệ phóng hay sân khấu thi triển tài hoa. Chỉ cần cho ra một bản báo cáo tốt sẽ cung cấp cho quyết sách của lãnh đạo,
tất nhiên cũng có thể thuận lợi lọt vào mắt xanh của lãnh đạo. Nhưng đối với đồng chí Tân thì đã sớm không còn ước vọng như vậy, lúc này hắn chỉ cần một ly trà, một gói thuốc và đọc báo nửa ngày, như vậy đã vui vẻ tiêu dao tự tại lắm rồi. Lúc này thời gian của hắn dần trở nên già cỗi, sau thời gian bị đè nén thì hắn thật sự thích cuộc sống không chút gợn sóng sợ hãi vào lúc này. Vài năm qua đi thì tính tình của đồng chí Tân vẫn có hương vị như xưa, dù sao thì cấp bậc vẫn như cũ, chỉ là lấy mất đi chức vụ chủ tịch huyện mà thôi, cũng xem như bị ném vào lãnh cung. Vì vậy mà hắn nói chuyện càng không kiêng nể gì so với trước. Tất nhiên sẽ có kịch hay để xem, Bí Thư Vương nếu như không cho ra vài hành động, như vậy cũng coi như uổng phí. Đồng chí Tân lấy hộp trà trong ngăn kéo bàn làm việc của Biên Hộc Lâm, sau đó hắn dùng giọng có chút hả hê nói. Anh Đồng muốn làm gì vậy? Tôi còn chưa uống hộp trà này được bao nhiêu, anh đã lên tiếng khách lấn chủ rồi sao? Tôi nói cho anh biết, đây chính là thứ mà tôi đã cưỡng đoạt được từ trong tay địch mập khi đến công tác ở huyện Dương Phong, là trà thủ công đấy nhé. Biên Hộc Lâm thật sự căm thù đến tận xương tủy với hành vi không xem mình là người ngoài của đồng chí Tân. Hắn nhìn tên khốn với mái tóc điểm bạc đang cầm hộp trà của mình, sau đó vốc ra bỏ vào trong bình, thế là đau lòng đến mức há hốc miệng, sau đó lớn tiếng nói. Uống nước không quên người đào giếng, làm giàu không quên người cho vay tiền, lá trà này ở huyện Dương Phong chính là do tôi thúc đẩy quần chúng phát triển, như vậy tôi uống một chút thì có sao? Đồng chí Tân cầm lấy bình thủy châm nước vào ấm trà, sau đó dùng giọng không phục nói. Hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm trong phòng làm việc. Vì thế mà Biên Hộc Lâm nhanh chóng phản kích với câu nói dõng dạc của đồng chí Tân. Anh Đồng, nếu nói như anh, rõ ràng anh là người dẫn đầu nông dân huyện Dương Phong trồng chè làm giàu, thế thì anh đến mà tìm đám người địch mập để mà lấy trà, cớ sao lại đến chỗ tôi vơ vét tài sản thế này? Vẻ mặt đồng chí Tân chợt biến đổi, gương mặt đỏ bừng bừng giống như bị Biên Hộc Lâm chọc vào nỗi đau, hắn dùng giọng oán hận không thôi nói. Địch mập, hừ, nếu không có hắn... Cây trà ở huyện Dương Phong đã sớm thành sản nghiệp chính, nào rơi vào hiện trạng nửa sống nửa chết như lúc này, cái quái gì mà hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường. Rõ ràng chỉ xứng để cho tên này làm quà cáp lãnh đạo mà thôi. Người ta cũng đưa cho anh, nhưng anh lại không nhận, còn trách ai được. Biên Hộc Lâm giống như cũng ý thức được vẻ mặt đồng chí Tân biến đổi không tốt, thế là khẽ nói. Đồng chí Tân cũng không muốn tiếp tục đề tài này, hắn lấy báo chí trên bàn lên xem, bắt đầu đọc những tin tức mới trong ngày. Công việc của hắn bây giờ chính là đi làm, đọc báo, xem tướng. Sau khi hắn đọc xong một chồng báo của ngày hôm nay thì xem như đã cơ bản hoàn thành công tác. Ôi, đã hơn một giờ trôi qua rồi, sao Bí Thư Vương còn chưa có động tác gì cả vậy? Biên Hộc Lâm ngồi đối diện với đồng chí Tân, hắn uống một ly nước rồi đứng dậy đi lòng vòng, lại nhịn không được hỏi đồng chí Tân. Đồng chí Tân cũng có chút nghi vấn, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Có phải bí thư mới đến cảm thấy gừng càng già càng cay, không dễ đối phó, thế cho nên chọn phương pháp ẩn nhẫn không? Khi hai người đồng chí Tân và Biên Hộc Lâm đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, lãnh đạo đứng đầu phòng nghiên cứu chính sách là chủ nhiệm Hộ Đạt Dương đi vào. Khi hắn nhìn thấy đồng chí Tân thì cười nói. Anh Đồng, anh dọn dẹp một chút, sau đó đi theo tôi một chuyến. Đồng chí Tân đến phòng nghiên cứu chính sách công tác qua hai đời chủ nhiệm. Chưa từng có người chủ động sắp xếp bất kỳ công tác gì cho hắn. Lúc này hắn nghe thấy lời nói của Hộ Đạt Dương, thế là cơ thể có hơi nhúc nhích, sau đó chậm rãi hỏi. Chủ nhiệm Hộ, ai mời khách vậy? Mời khách, anh mời khách, có việc tốt, vừa rồi thư ký trưởng Kim gọi điện thoại đến, nói anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Hộ Đạt Dương trước kia có quan hệ khá tốt với đồng chí Tân, vì thế mở miệng nói lời vui đùa cũng rất có thứ tự. Thư ký trưởng Kim. Đồng chí Tân chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại càng ngồi ổn định hơn, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lại nở nụ cười tự giễu nói. Này chủ nhiệm Hộ, nếu anh muốn tôi mời khách, dù tôi có thắt chặt dây lưng quần cũng sẽ cố gắng vung tay sảng khoái một lượt, coi như nịnh bợ lãnh đạo. Nhưng anh cũng đừng nói đùa như vậy, những năm qua tôi luôn thành thật công tác ở phòng nghiên cứu chính sách, chưa từng chọc ra bất kỳ vấn đề gì cả. Hộ Đạt Dương nhìn bộ dạng không nhanh không chậm của đồng chí Tân. Hắn không khỏi sốt ruột. Nhanh lên đi, tôi không có tâm tư nói đùa với anh, thư ký trưởng Kim còn đang chờ trong phòng làm việc. Hộ Đạt Dương vừa nói vừa giữ lấy tay của đồng chí Tân, sau đó kéo đồng chí Tân ra khỏi phòng. Đồng chí Tân lúc đầu còn cho rằng Hộ Đạt Dương đang nói đùa với mình, nhưng sau khi bị chủ nhiệm Hộ nóng lòng kéo đi, hắn chợt ý thức sự việc không giống như những gì mình đang tưởng tượng.
nhưng sự việc tiếp kiến thư ký trưởng Kim cũng không làm cho hắn sinh ra nhiều kích động, dù sao thì hắn tuổi tác không nhỏ, cho dù đề bạt cũng không đến lượt mình, như vậy còn có chuyện gì làm cho hắn phải quan tâm nữa chứ? Vì thế mà đồng chí Tân đi rất thư thả, vẻ mặt khá lạnh nhạt. Chương 644-2, Hội đồng Nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy. Cốc cốc cốc. Trước khi đi vào phòng làm việc của Kim Điền Lạc thì Hộ Đạt Dương khẽ đưa tay gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh mời vào của Kim Điền Lạc, sau đó Hộ Đạt Dương và đồng chí Tân mới đẩy cửa đi vào. Khi hai người Hộ Đạt Dương và đồng chí Tân đi vào thì Kim Điền Lạc đang xem văn kiện, thư ký trưởng có hơi nhíu mày, rõ ràng đang vì vấn đề nào đó mà có hơi sầu muộn. Khi thấy hai người đi vào thì Kim Điền Lạc đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc. Chí Tân, Đạt Dương, đến đây cũng đừng đứng như vậy, mau mời ngồi. Kim Điền Lạc vừa mời hai người Hộ Đạt Dương và đồng chí Tân ngồi xuống ghế salon, vừa lấy thuốc từ trong túi ra ném cho mỗi người một điếu. Lúc này đồng chí Tân xem như đã hoàn toàn hồ đồ, hắn thật sự không thể nào hiểu được mục đích của Kim Điền Lạc vào lúc này. Trước kia Kim Điền Lạc gặp mình tuy vẫn chào hỏi, thế nhưng ngoài cười mà bên trong lại lạnh lùng, hôm nay tỏ ra nhiệt tình như vậy, thật sự quá quỷ dị. Thư ký trưởng Kim, tôi đưa Chí Tân đến đây cho ngài, nếu ngài không còn chỉ thị nào khác, bên kia của tôi còn có một chút tài liệu, tôi phải đi trước. Hộ Đạt Dương là một cao thủ nhìn mặt nói chuyện, hắn hiểu rõ quy luật tiến lùi, căn bản cũng không ngồi xuống mà nhanh chóng lấy cớ cáo từ. Kim Điền Lạc phải nói là quá quen thuộc với thủ đoạn của Hộ Đạt Dương, vì vậy cười cười phất tay cho Hộ Đạt Dương rời khỏi phòng. Đồng chí Tân thấy Hộ Đạt Dương rời đi thì cảm thấy vấn đề là không bình thường, khi hắn còn đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy Kim Điền Lạc nói. Chí Tân, gần đây công tác thế nào? Cảm ơn thư ký trưởng Kim quan âm, tất cả rất tốt. Sau khi nghe câu hỏi han ân cần của Kim Điền Lạc, đồng chí Tân thật sự cảm thấy khó hiểu, tôi đến công tác ở văn phòng thị ủy bao nhiêu năm rồi, sao đến bây giờ anh mới nhớ mà mở miệng hỏi tôi. Trong lòng tuy cực kỳ oán giận, thế nhưng ngoài miệng vẫn trả lời theo đúng khuôn phép. Đồng chí Tân vắt hết óc để phỏng đoán mục đích thật sự của thư ký trưởng Kim khi tìm mình đến nói chuyện, nhưng Kim Điền Lạc giống như đang cố gắng làm ra vẻ huyền bí, chỉ cười cười hỏi vài việc gia đình, hỏi tình huống trong nhà, cũng không mở ra chủ đề nào khác. Đây là có chuyện gì? Đồng chí Tân càng cảm thấy mơ hồ. Khi đồng chí Tân cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thì điện thoại trong phòng làm việc của Kim Điền Lạc chợt vang lên, Kim Điền Lạc nhìn thoáng qua dãy số rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Bí thư Vương, tôi là Kim Điền Lạc. Tốt, tôi qua ngay. Chỉ là hai câu ngắn ngủi thì Kim Điền Lạc đã cúp điện thoại, nhưng căn cứ vào lời nói của Kim Điền Lạc thì đồng chí Tân có thể biết được người vừa gọi điện thoại đến là ai. Thư ký trưởng Kim, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ quay về văn phòng. Đồng chí Tân biết rõ lúc này mình không nên ở lại quấy rầy lãnh đạo, thế cho nên dùng giọng biết điều nói. Kim Điền Lạc đang thu dọn đồ đạc, hắn nghe thấy đồng chí Tân nói phải đi thì vội vàng khoát tay chặn lại. Chí Tân, anh cũng không thể đi, Bí Thư Vương muốn gặp anh. Bí Thư Vương muốn gặp mình, đồng chí Tân thiếu chút nữa thì hoài nghi thính lực của mình có vấn đề gì xảy ra. Nhưng hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Điền Lạc, đành phải áp chế cảm giác hoài nghi vào tận đáy lòng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, mình là một người sắp về hưu, Bí Thư Vương tìm mình làm gì? Dù có nghi vấn nhưng đồng chí Tân vẫn theo sát Kim Điền Lạc đi lên lầu, cả hai đi đến một gian phòng làm việc không treo biển, thế nhưng lại là một nơi cực kỳ thần bí trong mắt đám cán bộ thành phố. Vào đi! Sau khi Kim Điền Lạc gõ cửa thì một âm thanh trong trẻo truyền ra, khi cánh cửa mở ra, đồng chí Tân cuối cùng cũng tiếp xúc gần với vị bí thư thị ủy mới nhận chức của thành phố La Nam. Bí thư Vương, đây là văn kiện vài ngày gần đây, mong anh xem qua. Kim Điền Lạc nói rồi đưa vài phần văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía đồng chí Tân. Tuy đồng chí Tân thật sự không còn ý nghĩ cầu tiến, thế nhưng lúc này bị Triệu Kiến không một lý do, thế cho nên vẫn cảm thấy có chút bối rối. Bí thư Vương, đây là đồng chí Tân của phòng nghiên cứu chính sách thị ủy. Kim Điền Lạc là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn là người có ánh mắt tinh đời. Khi phát hiện Vương Tử Quân nhìn về phía đồng chí Tân, hắn khẽ mở miệng giới thiệu cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười đánh giá đồng chí Tân một lúc, sau đó mới cầm một phần văn kiện trên bàn rồi dùng giọng thân thiết hỏi. Đồng chí Chí Tân, bài viết nói về việc phát huy đặc sắc của huyện Dương Phong, chú trọng phát triển cây thuốc lá và chăn nuôi này là của anh sao? Đồng chí Tân chợt sững sờ, hắn đã 6-7 năm rồi chưa viết bất cứ thứ gì, vì sao có người còn nhớ đến tác phẩm làm cho hắn nổi danh một thời như vậy?
Hắn vô thức đi về phía trước hai bước, khi thấy bài viết có hơi ố vàng, hắn xác định đó là bài viết của mình khi còn là chủ tịch huyện Dương Phong. Nhưng khi hắn chuẩn bị kết hợp lý luận và thực tế, chuẩn bị vung tay vung chân tạo ra một bầu trời mới ở huyện Dương Phong thì một tờ điều lệnh đã ném hắn từ vị trí chủ tịch huyện vào phòng nghiên cứu chính sách thị ủy. Sự nghiệp vẫn còn nằm trên giấy mà chưa thể đẩy mạnh phát triển, ngược lại chính bản thân hắn còn bị đưa vào viện dưỡng lão. Ôi, Bí thư Vương, thật sự là do tôi ghi, thế nhưng đó là việc của nhiều năm trước rồi. Đồng chí Tân ngại ngùng xoa xoa bàn tay rồi cười khẽ nói. Tôi đã xem qua bài viết này, thật sự rất có trình độ, ý nghĩ rất tốt. Vương Tử Quân vừa mời đồng chí Tân ngồi xuống vừa cười nói. Bài viết này không những phù hợp với tình hình thực tế ở huyện Dương Phong, còn thật sự có ý nghĩa tham khảo với toàn bộ thành phố La Nam. Thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển, như vậy phải có một sản nghiệp đặc sắc thuộc về chúng ta. Đồng chí Tân nhìn Bí thư Vương mở miệng lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vị bí thư này quá trẻ tuổi, thật sự là cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng những lời nói ra lại cực kỳ có ý nghĩa, lại làm cho hắn cộng minh. Đồng chí Tân nghĩ đến đây mà tâm tư thật sự thoải mái hơn, cơ thể cũng chậm rãi thả lỏng, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói. Bí thư Vương, ngài nói rất đúng, chỉ là sản nghiệp trụ cột cũng không phải dễ bồi dưỡng, hơn nữa với tình huống giao thông ở thành phố La Nam, nếu muốn phát triển cũng không phải là việc ngày một ngày hai. Vương Tử Quân gật đầu nói. Những khó khăn trở ngại đó chính là chướng ngại vật trên con đường phát triển của chúng ta, những chướng ngại vật kia sẽ không có chân, sẽ không tự mình đi chỗ khác được, thế cho nên cần chúng ta cùng cố gắng dọn dẹp chúng nó. Cùng chung cố gắng. Đồng chí Tân tự cho rằng mình không còn nhiều hy vọng trên con đường làm quan, nhưng nghe được những lời này của Vương Tử Quân thì hắn vẫn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên. Chẳng lẽ vị bí thư trẻ tuổi vừa mới đến nhận chức này sẽ giúp đỡ cho con đường chính trị của mình phát triển bừng sáng? Ai nói không có khả năng này? Tuy người trước mắt còn trẻ nhưng lại là bí thư thị ủy La Nam, một nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ có lực lượng và quyền lên tiếng. Chương 644-3, Hội đồng Nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy. Bí thư Vương, tôi. Đồng chí Tân cảm thấy lúc này mình nên tỏ thái độ với Vương Tử Quân, dù là tùy tiện nói gì đó cũng được. Tuy hắn là người có tính tình quật cường thế nhưng cũng không phải hạng người ngu ngốc, hắn hiểu rõ quy củ chính trị. Nhưng lúc này hắn thật sự không biết nói gì cho phải. Vương Tử Quân khoát tay áo với đồng chí Tân rồi cười nói. Chủ nhiệm Chí Tân, tôi đã hiểu rồi, những năm nay anh công tác trong phòng nghiên cứu chính sách căn bản chỉ là đọc báo và đọc báo, tôi cảm thấy một đồng chí khỏe mạnh như anh, nếu như cứ mãi phí hoài thời gian để xem báo, tri thức đầy bụng nhưng lại không có đất dụng võ, chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng, sẽ là tổn thất rất lớn cho thành phố La Nam. Tôi thấy hay là thế này. Thư ký trưởng Kim hiện tại đang rất bận rộn, bọn họ đề cử vài người nhưng tôi lại không mấy hài lòng, thế cho nên lúc này tôi trưng cầu ý kiến của anh xem có thể hạ mình chạy theo tôi vài ngày không? Chạy vài ngày. Đồng chí Tân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó, hắn thật sự không tin vào lỗ tai mình. Trong đầu hắn luôn có ý nghĩ về tình huống Vương Tử Quân rốt cuộc sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Nhưng kết quả lúc này thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Dù thế nào hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại đem theo mình chạy vài ngày. Dù vài ngày là tương đối ngắn, nhưng với lý lịch của đồng chí Tân, nếu như lại được phủ lên một danh hiệu, tuyệt đối sẽ là người có thể áp chế được văn phòng thị ủy. Hơn nữa Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, chỉ là chạy vài ngày. Vài ngày cũng có ý khác, đó chính là sau này trên người mình sẽ có dấu hiệu của Vương Tử Quân, chỉ cần vài ngày sau mình sẽ là người thuộc phái của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi phục tùng sắp xếp của ngài. Tâm tư của đồng chí Tân giống như đã bị năm tháng và tuổi tác đánh cho tan nát, phai mờ không còn gì, đúng lúc này lại giống như cho tàn bừng cháy. Tốt, anh đi thông báo cho lãnh đạo đơn vị, chiều nay chính thức đi làm. Vương Tử Quân cười nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy choáng váng lơ lửng, lúc này Kim Điền Lạc còn chưa rời đi. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Kim Điền Lạc mới dùng giọng chú ý nói. Bí thư Vương, vừa rồi nhân viên của phòng văn thư thị ủy gọi điện thoại về báo cáo, nói rằng khi bọn họ đi đến phòng văn thư tỉnh ủy thì Giang Tiểu Vinh đã rời đi mất rồi. Không phải đã nhờ phòng văn thư tỉnh ủy giữ người lại sao? Thế nào lại đi mất? Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc rồi lạnh giọng nói. Kim Điền Lạc cảm nhận được giọng nói lạnh lẽo và gương mặt ẩn giấu tức giận của Bí thư Vương, nhưng sự kiện này hắn căn bản cũng không biết đáp án, thế cho nên cũng không dám suy đoán lung tung. Tuy bí thư còn trẻ nhưng lại không dễ dàng lừa dối,
thế cho nên hắn mới mở miệng nói ra sự thật. Sau khi không tìm được đáp án mình mong muốn từ Kim Điền Lạc, Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó đi lại hai bước trong phòng, cuối cùng khẽ nói. Có nhận được đơn tố cáo từ tay phòng văn thư tỉnh ủy không? Kim Điền Lạc biết rõ Vương Tử Quân nói đến tờ đơn của Giang Tiểu Vinh nộp lên phòng văn thư tỉnh ủy, hắn biết rõ về điều này, thế cho nên mở miệng nói. Đã lấy về. Vậy thì tốt, anh nói phòng văn thư nhanh chóng đưa đơn tố cáo đến cho hai ban ngành là Cục Công an và Phòng Giám sát, để cho bọn họ tiến hành điều tra một lần nữa về Nhiếp Vinh Quân và sự kiện vỡ đập. Vương Tử Quân đặt bút lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Kim Điền Lạc nhìn gương mặt Vương Tử Quân, hắn móc ra một điếu thuốc, sau đó có chút do dự, cuối cùng mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi đáng lý cũng không muốn nói, thế nhưng tôi cảm thấy cũng cần phải nhắc nhở ngài một chút. Sự việc của Nhiếp Vinh Quân liên quan đến không ít người, nếu nhắc lên chỉ sợ sẽ có nhiều người chó cùng rứt dậu, chỉ sợ tình thế sẽ vô cùng bất lợi cho ngài. Vương Tử Quân nghe những lời tràn đầy ý nghĩa của Kim Điền Lạc mà rơi vào trầm ngâm, hắn hiểu rõ ý nghĩa lấy lòng của Kim Điền Lạc. Nếu như mình nắm chặt sự việc này thì chỉ sợ sẽ có nhiều người gây bất lợi cho mình, trong đó có rất nhiều phương diện. Nhưng có việc thì cần phải có người làm, hơn nữa Vương Tử Quân nếu muốn công tác ở thành phố La Nam, như vậy cũng không nên có cóng tay chân, không nên có quá nhiều tình huống cản tay. Sự kiện liên quan đến Nhiếp Vinh Quân biết đâu sẽ là điểm đột phá, cho dù khó khăn cũng phải làm cho triệt để, phải làm cho rõ ràng, số phải chết sẽ chết. Vương Tử Quân cười cười nói. Chó cùng rứt dậu mới tốt, sợ nhất là có nhiều thứ che giấu quá sâu, anh nói xem có đúng không? Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Vương Tử Quân, hắn không tiếp tục mở lời khuyên nhủ. Hắn biết lúc này dù mình có nói gì cũng là vô dụng, vị bí thư trẻ tuổi kia bây giờ có thể nói là đã hạ quyết tâm rất lớn rồi. Thư ký trưởng Kim, anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, anh cảm thấy Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung là người thế nào? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Kim Điền Lạc. Điếu thuốc trên tay Kim Điền Lạc đã cháy hơn phân nửa, hắn khẽ gạt tàn rồi trầm ngâm giây lát, sau đó nói. Bí thư Vương, Cục Công an là nơi mực nước rất sâu. Vương Tử Quân cười cười, hắn bắt đầu cúi xuống xem xét văn kiện. Kim Điền Lạc thấy Vương Tử Quân không tiếp tục lên tiếng thì định chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên Vương Tử Quân nói. Thư ký trưởng Kim. Chút nữa anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Trình, nói là chiều nay tôi muốn đến Hội đồng Nhân dân thăm hỏi một chuyến. Thăm hỏi. Kim Điền Lạc nghe hai chữ có ý nghĩa sâu sắc này mà trong lòng không khỏi run lên, hắn biết rõ Vương Tử Quân mở lời hẹn ước sẽ không đơn giản như vậy. Đồng chí Tân mặc một bộ tây trang nhìn qua trẻ hơn trước kia cả chục tuổi, lúc này hắn ngồi lên chiếc xe Santana số 1 thị ủy, một cảm giác đã biến mất từ lâu chợt kéo về tràn ngập trong đáy lòng. Sau này đồng chí Tân sẽ tiến vào trong trung tâm quyền lực của thành phố La Nam, dù chức vụ thư ký này không biết sẽ làm trong bao lâu, thế nhưng hắn xác định chỉ cần mình theo sát bí thư Vương trẻ tuổi ngồi phía sau xe, như vậy con đường chính trị của mình sẽ tiến vào mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa nở rộ, chim chóc cất tiếng hót vang, cực kỳ rực rỡ. Chí Tân, lát nữa anh không cần mở cửa xe cho tôi cũng không phải không có tay, cũng không đến mức quan liêu như vậy. Vương Tử Quân ngồi phía sau chợt khẽ lên tiếng. Bí thư Vương, lúc này tôi là thư ký của ngài, như vậy phải làm tốt công tác của một thư ký. Đồng chí Tân nghiêng đầu sang chỗ khác dùng giọng tươi cười nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của đồng chí Tân thì khoát tay áo nói. Chủ nhiệm Chí Tân, tôi sở dĩ cho anh chạy theo tôi, cũng không phải muốn anh làm những việc lặt vặt này. Anh cũng đừng gò ép chính mình, tôi cần biết rõ về tình huống của thành phố La Nam, lại cần người có khả năng và có ý nghĩ. Chương 644-4 Hội đồng Nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy. Vương Tử Quân nói làm cho đồng chí Tân cảm thấy máu nóng dâng trào, trong lòng sinh ra xúc động giống như gặp được tri kỷ. Hắn cố gắng áp chế cảm giác kích động đã lâu chưa từng xuất hiện, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm dựa theo yêu cầu của ngài mà cố gắng làm tốt công tác của mình. Chiếc xe treo biển số 1 thị ủy chính là một tấm danh thiếp cực kỳ tốt. Khi xe đi đến cổng khu văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố, Trình Tự Học đưa theo một loạt các vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ra cổng chào đón. Nếu so với hai ngày trước thì Trình Tự Học lần này rõ ràng là già hơn, nhưng lúc này trên mặt lão vẫn treo nụ cười như trước kia. Sau khi Vương Tử Quân bước xuống xe, lão cười duỗi hai tay nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chào mừng anh đến Hội đồng Nhân dân chỉ đạo công tác. Trình Tự Học là lão bí thư của thành phố La Nam.
thái độ như vậy đã biểu hiện một loại tư thái khá tốt. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt đối phương, hắn cũng nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, sau đó tiến lên hai bước rồi nói. Chủ tịch Trình, tôi đến nơi này chính là học hỏi kinh nghiệm công tác của ngài, lúc này ngài lại gióng trống khua chiêng xuống tận đây nghênh đón, thật sự làm cho người ta cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Bí thư Vương, ngài hoàn toàn xứng đáng như vậy, ngài là công thần của thành phố La Nam, chỉ dựa vào thành tích ngài ra tay xác định đường sắt Mân Cô lại đi qua thành phố La Nam cũng đã quá đủ rồi. Hơn nữa bây giờ ngài lại vì thành phố La Nam mà tranh thủ được một con đường sắt khác, điều này chẳng khác nào cắm lên lưng thành phố La Nam thêm một cặp cánh để phát triển kinh tế. Trình Tự Học bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ chân tình đáp lời. Lão tỏ ra rất động tình, nếu như cẩn thận quan sát, như vậy sẽ thấy trong cặp mắt lão có một tia sáng trong suốt. Vương Tử Quân hiểu rõ đây chỉ là một loại tư thái của Trình Tự Học, thế nhưng hắn không khỏi cảm thấy bội phục vì hành động của vị bí thư tiền nhiệm này, thật sự là một người có thực lực mạnh mẽ. Hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Trình, đây cũng không phải là công lao của tôi, ngài cũng đừng nâng tôi lên quá cao như vậy, đây là thành quả của tất cả cán bộ nhân dân thành phố La Nam. Hai người vừa cười vừa nói, sau đó cùng nhau đi về phía khu văn phòng Hội đồng Nhân dân. Đám người phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tự động đi theo hai người Vương Tử Quân, một đội ngũ tiền hô hậu ủng đi đến phòng tiếp khách. Vương Tử Quân cười, Trình Tự Học cũng cười, hai người đều nở nụ cười làm cho người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ hài hòa, thế nhưng tâm tình của cả hai lúc này đang rất khác nhau. Vương Tử Quân nhìn nụ cười có vài phần nịnh nọt của Trình Tự Học, hắn thầm hiểu rõ ý nghĩ của đối phương vào lúc này. Chính mình có được thành tích kéo hạng mục đường sắt Mân Cô về thành phố La Nam, thế là Trình Tự Học đang lui bước, dùng nó để triệt tiêu ảnh hưởng của hội nghị thường ủy trước đó. Bí thư Vương, lần này thành phố La Nam đã biến thành một vệ tinh của tỉnh, ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng mở miệng khen không dứt về hai hạng mục được thành phố La Nam chúng ta nắm bắt vào trong tay. Các vị lãnh đạo cũ của thành phố La Nam đi ra ngoài cũng tự mình gọi điện thoại đến, ai cũng cho ngài những lời khen thưởng cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi cười nói. Chủ tịch Trình, nói ra cũng rất khó khăn hung hiểm, nếu như không có vài vị lão lãnh đạo có tình cảm sâu đậm với quê hương, chỉ sợ vấn đề này sẽ căn bản không được giải quyết. Tôi luôn cho rằng đồng chí là bảo vật của cách mạng, cán bộ lão thành lại càng không thể thiếu được. Đây chính là một trong những khoản tài phú không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển của thành phố chúng ta. Sau này thành phố La Nam muốn phát triển thật sự không thể nào rời khỏi sự hộ tống giúp đỡ và hiến kế của Chủ tịch Trình và toàn thể Hội đồng Nhân dân thành phố. Vương Tử Quân nói đến Hội đồng Nhân dân thành phố thì nhấn mạnh một chút, chút biến hóa như vậy lại thật sự có ý nghĩa điểm danh. Hắn muốn nói cho Trình Tự Học biết, sau này anh nên làm tốt công tác của mình, những thứ khác lo mà giải quyết cho tốt, đừng thò vào quyền hạn của người khác. Trình Tự Học nào không nghe ra ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Dù trong lòng có chút bức bối nhưng lão vẫn lớn tiếng nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ quyết sách của thị ủy, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nghe xong lời nói của Trình Tự Học thì cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Lúc này Trình Tự Học nói đến vấn đề phát triển của thành phố La Nam, hai người không nói về những vấn đề mẫn cảm, thế cho nên mở miệng cũng càng thêm hài hòa và vui vẻ hơn. Nửa giờ trò chuyện rất thành công. Trình Tự Học nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút đắc ý. Lão công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tuy Vương Tử Quân rất có ý kiến với mình, nhưng bây giờ đối phương phải nuốt cơn tức xuống bụng, phải chủ động đến hòa đàm với mình. Bí thư Vương, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay đám lão già chúng tôi đã định sẵn địa điểm, tối nay dù thế nào thì ngài cũng phải rút chút thời gian cho chúng tôi cơ hội, để mọi người có thể kính ngài vài ly. Trình Tự Học nói rồi chỉ tay về phía một người đàn ông hơn 50 tuổi ở cách đó không xa. Chủ nhiệm Lý, đã sắp xếp phòng xong chưa? Chủ tịch Trình, đã sắp xếp ổn thỏa. Người đàn ông được gọi là chủ nhiệm Lý chợt lên tiếng, sau đó hắn nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, ngài lần đầu tiên đến Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra chỉ đạo công tác, bữa cơm này dù thế nào cũng phải tham gia, nếu không thì đám người chúng tôi sẽ bị chủ tịch Hứa chê cười, chủ tịch Trình cũng rất mất mặt. Chủ nhiệm Lý nói đến Chủ tịch Hứa, chính là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Hứa Vân Sơn. Hắn nói xong như vậy thì ánh mắt những người khác đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói. Chủ tịch Trình, cho dù ngài không mời cơm thì hôm nay tôi cũng nhất định ở lại dùng cơm. Vương Tử Quân nói đến đây thì thay đổi chủ đề.
vừa rồi Chủ tịch Trình nói thành phố La Nam muốn phát triển thì chúng ta cần phải cùng chung cố gắng, chỉ khi nào tâm tư của chúng ta cùng hướng về một phía, cùng nhau ra sức thì cũng có thể di rời Hỏa Diệm Sơn. Vương Tử Quân nói đến đây thì uống một hớp trà rồi nói tiếp. Lời nói của Chủ tịch Trình thật sự làm cho tôi xúc động, một người dù có năng lực mạnh mẽ thế nào cũng chỉ có tác dụng nhỏ bé mà thôi, nếu chúng ta có đủ nhân tâm thì có thể rời cả Thái Sơn. Nếu muốn thành phố La Nam vượt qua khó khăn tiến bước về phía tương lai sáng lạn, nó chỉ có thể là kết quả khi chúng ta cùng chung cố gắng. Trình Tự Học nghe lời nói của Vương Tử Quân mà trên mặt lộ ra nụ cười, Vương Tử Quân đặc biệt ném vinh dự cho mình, nói rõ đối phương không muốn vạch mặt mình, muốn thỏa hiệp để làm cho thành phố La Nam được ổn định. Chương 644 năm, Hội đồng Nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy. Trình Tự Học thầm cảm thấy hèn mọn với thái độ của Vương Tử Quân, thế nhưng lại càng cảm thấy vui mừng. Dù sao thì cuộc sống sau này của mình ở thành phố La Nam cũng sẽ thoải mái hơn. Xe lửa muốn chạy nhanh thì phải nhờ đầu kéo, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển thì phương diện quan trọng nhất chính là xây dựng đội ngũ cán bộ. Chỉ khi nào chúng ta có một đội ngũ cán bộ liêm khiết tràn đầy sức sống và có hiệu suất cao, như thế mới có thể cung cấp một con đường rộng rãi và cực kỳ đảm bảo cho sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho những tạp âm trong phòng biến mất nhanh chóng, không gian yên tĩnh. Đám người phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều là những kẻ nhiều năm chìm nổi quan trường, bọn họ đã dần dần hiểu ra vấn đề, Vương Tử Quân mở miệng không phải là tùy ý, rất có thể bí thư sẽ có một hành động gì đó trong thời gian sắp tới. Tuy bọn họ đều là những người đến tuổi về hưu, thế nhưng lúc này cũng cố gắng lắng tai nghe thật cẩn thận, muốn từ trong miệng Vương Tử Quân để tìm ra một câu nói có lợi cho mình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, một là tăng cường học tập, phát huy tính tích cực và chủ động, hai là thông qua cơ chế giám sát để tiến hành chỉnh đốn đội ngũ cán bộ lười biếng. Chỉ khi nào kết hợp hữu hiệu hai phương diện này thì mới có thể đẩy mạnh sự phát triển của thành phố La Nam. Đối với vấn đề giáo dục cán bộ, sắp tới phòng tổ chức thị ủy sẽ cho ra một kế hoạch học tập giáo dục, thế nhưng nếu chỉ dựa vào các đồng chí ban ngành giám sát kỷ luật phối hợp với kế hoạch học tập giáo dục này không thì vẫn chưa đủ. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua đám người đang ngồi trong phòng, hắn nói tiếp. Vì vậy mới cần các vị đồng chí đang ngồi nơi đây tích cực phát huy chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân, cho ra một lực lượng hỗ trợ hộ tống mạnh mẽ với công tác chỉnh đốn tác phong lần này của thị ủy. Trình Tự Học nghe Vương Tử Quân lên tiếng, lão là người nghe chăm chú hơn bất kỳ ai khác. Khi nghe Vương Tử Quân nói đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và tác phong cán bộ thì không khỏi thầm gật đầu. Đối với lãnh đạo đứng đầu thì quan trọng nhất chính là quyền nhân sự, Vương Tử Quân lúc này gấp rút nắm công tác chỉnh đốn tác phong để cho ra những hành động xâm nhập nhân tâm, rõ ràng Bí thư Vương muốn nắm quyền khống chế nhân sự trong lòng bàn tay của mình. Lời nói yêu cầu Hội đồng Nhân dân phát huy tác dụng giám sát lại càng làm cho Trình Tự Học cảm thấy thoải mái. Vương Tử Quân nói những lời này rõ ràng muốn phân ra chút quyền lực cho mình, hắn nói đến Hội đồng Nhân dân thành phố, thực tế không phải nói đến vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân như mình sao. Bí thư Vương, đối với yêu cầu của ngài, chúng tôi giơ hai tay đồng ý, tác phong của cán bộ thành phố La Nam thật sự rất cần thay đổi. Trình Tự Học chờ Vương Tử Quân nói cho xong thì là người đầu tiên mở miệng đáp lời, lão đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói tiếp. Tuy thành phố La Nam chúng ta luôn nắm chắc công tác xây dựng tác phong cán bộ, thế nhưng chỉ cần thả lỏng một giây cũng sẽ làm phát sinh những hiện tượng không tốt, điều này cần chúng ta bỏ ra tinh lực lớn, càng quyết tâm thay đổi. Bí thư Vương, ngài nói như thế nào thì chúng tôi sẽ chứng thực như vậy, sẽ kiên quyết ủng hộ quyết sách của thị ủy. Trình Tự Học nói xong những lời này thì khẽ cười cười với Vương Tử Quân, bộ dạng phối hợp cực kỳ ăn ý với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười, sau khi Trình Tự Học nói xong thì hắn khẽ cười tiếp lời. Chủ tịch Trình nói như vậy làm tôi cảm thấy mình được ủng hộ, xem như ngài cho tôi một viên thuốc an phần với sự phát triển của thành phố La Nam sau này. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười nói. Lão Bí Thư, vậy thì chúng ta cho ra quyết định, sau này mong ngài giúp đỡ nhiều hơn với công tác của tôi. Điều này là đương nhiên. Trình Tự Học vỗ ngực nói, cực kỳ nhanh nhạy. Lúc này lão thậm chí cảm thấy vị Bí Thư trẻ tuổi ở bên cạnh mình có chút đáng yêu, đối phương cũng không phải cây a ngang ngược, thái độ của Vương Tử Quân vào lúc này căn bản rất thức thời. Trong phòng họp Hội đồng Nhân dân có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Trình Tự Học. Đối với bọn họ thì tình hình bây giờ thật sự làm cho chính mình càng có thêm nhận thức về giá trị của lãnh đạo. Bí thư Vương sở dĩ ném ra chút quyền lực như vậy để trấn an Trình Tự Học, tình huống này rõ ràng là một loại thỏa hiệp với thế cục ở La Nam, một cảm giác thỏa hiệp giữa hai vị bí thư mới và cũ.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ vì điều này, có một người đàn ông mái tóc hoa râm ngồi cách Trình Tự Học không xa, trên mặt không có chút dấu hiệu của nụ cười. Những người biết người này, cũng biết đây là nhân vật phong vân của thành phố La Nam, năm xưa vì tranh đoạt vị trí bí thư thị ủy mà chơi trò lật cổ tay với bí thư Trình Tự Học, nhưng cuối cùng kém một quân cờ, bị đẩy xuống làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Quan trường chìm nổi xuất hiện nhiều anh hùng nhưng cũng mai một nhiều người tài, một nhân vật phong vân cứ như thế mà dần nhạt nhòa trong mắt mọi người theo thời gian, cuối cùng cũng bị người ta quên lãng. Thế nhưng dù thế nào thì cũng khó thể nào xóa đi trí nhớ của mọi người về người này cho được. Ví dụ như mâu thuẫn giữa hắn và Trình Tự Học. Sau khi đến Hội đồng Nhân dân, hắn bắt đầu thích ứng với cuộc sống nơi này, nhưng Trình Tự Học lại chạy đến Hội đồng Nhân dân. Thế giới này quá ghê gớm. Nếu như năm xưa mình thắng trận thì nào đến chỗ này? Hắn chưa phát hiện ra những thứ gì khác, chỉ cảm thấy từ khi Chủ tịch Trình đến thì cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu, bây giờ Vương Tử Quân tỏ thái độ, có lẽ mình sẽ càng thêm khổ sở. Hừ, không phải chỉ là vài năm nữa sao? Mình không tin đối phương có thể làm gì được mình. Người đàn ông thầm mắng một câu, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn vị bí thư trẻ tuổi đang an vị trên ghế chủ vị. Chủ tịch Trình. Tục ngữ có câu lão tướng lên ngựa sẽ an lòng quân dân, vì hậu thuẫn của ngài mà tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy ngài nên cùng tôi thúc đẩy công tác chỉnh đốn tác phong lần này. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng không chờ Trình Tự Học lên tiếng, hắn nói tiếp. Chủ tịch Thường cũng là lãnh đạo lão thành của thành phố La Nam chúng ta, trước kia không những phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật, càng nắm công tác tổ chức, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Tôi thấy hai người chúng ta nên thành lập một tổ giám sát với Chủ tịch Thường là tổ trưởng, công tác cụ thể do tôi và Bí thư Trình phụ trách, Chủ tịch Thường cũng không nên từ chối. Người đàn ông đang cúi đầu suy nghĩ miên man chợt ngẩn ngơ, hắn nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhìn sang lại làm cho hắn ý thức được đó là sự thật. Cho mình làm tổ trưởng tổ giám sát, trực tiếp phụ trách với Vương Tử Quân và Trình Tự Học. Sau khi nhai nuốt câu nói của Bí thư Vương Tử Quân, người đàn ông trước kia nguyên là phó bí thư thị ủy, bây giờ là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã xem như hiểu ý nghĩ của bí thư Vương. Khá lắm, đây không phải là làm cho Trình Tự Học cảm thấy ngột ngạt sao? Thật sự là cướp quyền lợi của Trình Tự Học, với quan hệ giữa mình và Trình Tự Học, ai mà không biết. Cho mình làm tổ trưởng tổ giám sát, chẳng phải đâm dao vào họng Trình Tự Học sao? Còn Trình Tự Học và Vương Tử Quân cùng nhau phụ trách công tác toàn cục, thật sự chỉ là trò cười. Dù thế nào thì cũng là câu đảng quản lý tất cả, khi nào đến lượt một vị chủ tịch Hội đồng Nhân dân vung tay múa chân. Đừng nói là mình không cần báo cáo công tác cho Trình Tự Học, dù là người khác, chỉ cần không phải kẻ ngốc, chỉ sợ không ai dám cho ra lựa chọn nhào vào lòng chủ tịch Trình Tự Học. Chương 645, một thay đổi nhân tâm, duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm. Một chiêu này của Vương Tử Quân thật sự là quá cao, thật sự làm treo Trình Tự Học lên cao. Thế nhưng Trình Tự Học lại căn bản không nói nên lời. Bí thư Vương cứ yên tâm, Thường Độ Hải tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, sẽ kiên quyết hoàn thành phân công công tác của thị ủy. Thường Độ Hải ngây người một lúc, sau đó lớn tiếng nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Kẻ sướng người họa, cuối cùng thì việc gì cũng hoàn thành, nhưng đám người ngồi trong phòng thật sự đưa mắt nhìn nhau mà không kịp phản ứng. Ánh mắt bọn họ nhìn lên gương mặt với nụ cười bất di bất dịch của Vương Tử Quân. Sau đó chuyển sang Trình Tự Học, cuối cùng lại từ mặt Trình Tự Học chuyển sang Thường Độ Hải. Những người ngồi trong phòng đều là cán bộ thành phố La Nam, bọn họ biết rõ mối quan hệ giữa Trình Tự Học và Thường Độ Hải, bây giờ Vương Tử Quân đưa Thường Độ Hải lên cao, mục đích là gì? Ý nghĩa của nó căn bản đã quá rõ ràng. Đám người chung quanh nhìn bộ dạng nhã nhặn ôn hòa của Vương Tử Quân, tâm tư chợt nhanh chóng biến đổi. Rốt cuộc là đi theo Thường Độ Hải hay là Trình Tự Học? Trong quan trường cần đứng thành hàng. Anh bảo trì trạng thái trung dung làm cây cỏ trên đầu tường thì sẽ bị gió thổi ngã nghiêng, không đắc tội với ai, bo bo giữ mình thì rất tốt, nhưng như vậy cũng chỉ là nửa được nửa hại, căn bản khó có được sự tín nhiệm của lãnh đạo. Nếu người ta không xem anh là phần tử đối lập, cũng không đưa anh tiến vào trong trung tâm quyền lợi. Lẽ ra Thường Độ Hải và Trình Tự Học cũng không phải cùng một cấp bậc, thế nhưng bây giờ vì có Vương Tử Quân xuất hiện chèo chống, thế là Thường Độ Hải có được lực lượng rất mạnh. Trình Tự Học chợt sững sờ. Lão không ngờ sự việc lại biến hóa như vậy. Lão đưa mắt nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, vào thời điểm này lão mới ý thức được vị bí thư trẻ tuổi kia căn bản cũng không phải là người dịu dàng ngoan ngoãn giống như suy nghĩ của mình. Đẩy Thường Độ Hải lên giống như chụp xiềng xích lên người Trình Tự Học,
giữa hai người bọn họ có mối thù cũ, bây giờ Thường Độ Hải tìm được sự trợ giúp của Vương Tử Quân, như vậy đối phương sẽ có thế lực rất mạnh. Bây giờ đám người ngồi trong đây thấy rõ Vương Tử Quân giúp đỡ Thường Độ Hải, như vậy sẽ có ai chạy đến với mình. Trình Tự Học nhìn đám người trong phòng, trực giác làm lão cảm thấy sau lưng có hơi lạnh lẽo. Lão nhìn Vương Tử Quân mỉm cười trước mặt mình, lão cảm thấy đối diện với mình vốn không phải là người, rõ ràng là một con quỷ nham hiểm. Trước tiên đối phương vẽ ra một cái bánh rất lớn cho mình, sau đó chờ lúc mình cực kỳ hưng phấn thì phát hiện cái bánh đó vốn dành cho đối thủ của mình. Hơn nữa Vương Tử Quân ra chiêu lại cực kỳ đạo mạo, đường đường chính chính, làm cho mình căn bản không thể nào phản bác. Trình Tự Học có thể nói mình và Thường Độ Hải có thù cũ sao? Có thể nói hành vi của Vương Tử Quân lần này là trả đũa mình sao? Có thể nói Vương Tử Quân đang áp chế chính mình sao? Hàng loạt vấn đề nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Trình Tự Học, thế nhưng đáp án của nó hầu như là phủ định. Có những thứ mà người nào cũng hiểu rõ thế nhưng không thích hợp nói thẳng mặt với nhau. Chủ tịch Trình và Chủ tịch Thường đã tỏ thái độ, điều này làm cho tôi cực kỳ cảm động, điều này nói rõ tố chất của cán bộ thành phố La Nam là rất cao. La Nam chúng ta tuy nghèo thế nhưng bầu không khí thay đổi lại rất tốt, thay đổi nhân tâm, duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm, tôi tin tưởng mọi người cùng nhau cố gắng thì thành phố La Nam sẽ nhanh chóng phát triển toàn diện. Vương Tử Quân nói rồi cười tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Trình, hôm nay chúng ta phải uống vài ly mới được. Đúng, phải uống vài ly. Trình Tự Học miễn cưỡng nặn ra nụ cười khẽ đáp lại lời nói của Vương Tử Quân. Có câu nói thế này, chùa nghèo có phương trượng giàu. Lời này đặt ở thành phố La Nam là thật sự rất thuyết phục. Ở nội thành phía tây thành phố La Nam có một tòa biệt thự rộng hơn chục hecta. Phía sau ngôi biệt thự là một rừng cây xanh mát, bên trong rừng mỗi năm bốn mùa giống như đều là mùa xuân, cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách, hoa nở tràn lan, gió thổi mát rượi. Trời đất nơi này giống như dung hợp cùng một chỗ với nhau, cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Người nào lần đầu tiên đến nơi này cũng nhịn không được phải cảm thán một tiếng. Thật sự là thế ngoại đào viên, tiên cảnh nhân gian. Người ở trong căn biệt thự này tất nhiên không phải hạng tầm thường, người tiến vào trong khu biệt thự này cũng đều là nhân vật có tiếng ở thành phố La Nam. Một chiếc xe Santana màu xám chậm rãi chạy về phía cửa lớn biệt thự, hai tên đàn ông hơn 20 tuổi chợt xuất hiện ngăn cản. Ai? Người đàn ông bên trái có xăm một con hổ trên lưng chợt lớn tiếng nói. Mở cửa. Lái xe khẽ lộ ra nửa cái đầu từ cửa sổ. Sau đó lạnh lùng nói. Khi thấy tên lái xe trẻ tuổi thì người đàn ông chợt nở nụ cười. Thì ra là anh Nâm, mời vào, mời vào. Người đàn ông vừa nói vừa nhanh chóng rút bộ điều khiển từ xa ở bên hông để mở cửa chính, tên lái xe khẽ hừ lạnh một tiếng rồi chạy xe vào trong biệt thự. Chú, đã đến rồi. Xe khẽ dừng ngoài cửa, tên lái xe nói với người ngồi phía sau bằng giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ cung kính. Thái độ của hắn lúc này cực kỳ cung kính giống như người trong xe chính là lão tổ tông nhà mình. Người đàn ông ngồi phía sau khẽ gật đầu, sau đó khẽ đẩy cửa xe. Nhưng lúc này một người đàn ông hơn 20 tuổi đã từ trong nhà ra đón, hắn nhanh chóng tiến lên vài bước rồi duỗi hai tay ra cười nói. Hà đại ca, ngài đúng là quý nhân bận rộn nhiều việc, anh của tôi đã chờ ngài hơn một giờ rồi. Hà Tiến Trung nhìn tên đàn ông kia giơ hai tay chào đón, trên mặt khẽ lộ ra vài phần chán ghét. Nhưng cuối cùng vẫn không từ chối bắt tay với đối phương, chỉ là trên mặt thật sự có vài phần không vui. Trịnh Hiểu Nam giống như căn bản không nhìn thấy biểu hiện của Hà Tiến Trung, sau khi bắt tay nhiệt tình với Hà Tiến Trung, hắn cười nói. Hà đại ca, tôi cầu ngài một chuyện, chiếc xe BMW của tôi không phải đã bị ngài đưa đi rồi sao? Cũng không còn bao lâu nữa là xong, hai ngày nữa cậu đến lấy xe về. Hà Tiến Trung có chút trầm ngâm, sau đó hắn thản nhiên nói. Trịnh Hiểu Nam cười lạnh một tiếng nói. Chiếc xe kia bị đưa đi, con bà nó tôi cũng không cần. Vương Tử Quân kia không phải không cho chiếc xe kia chạy vào thị ủy sao? Đúng là coi thị ủy như nhà mình. Trịnh Hiểu Nam nói đến đây thì cười hì hì với Hà Tiến Trung. Tôi nghe người ta nói biển số 5 số 4 vẫn chưa có người nào dùng, vì vậy mong anh gọi điện thoại phân phó một tiếng, để đội cảnh sát giao thông chuyển giao số kia cho tôi. Chương 645-2 thay đổi nhân tâm. Duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm. Buôn bán biển số xe thật sự chẳng phải là chuyện gì khó với Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung, hơn nữa người trước mắt lại căn bản không thể đắc tội. Thế là hắn gật đầu nói. Điều này rất dễ nói, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại nói một tiếng.
Hà Tiến Trung nói đến đây thì đột nhiên rốn như nhớ ra điều gì đó, hắn thản nhiên nói. Năm số 4 tuy đẹp nhưng lại không tốt, tôi thấy năm số 9 thì phù hợp hơn, tôi sẽ nói Đặng Đáp Hiên giao số này cho cậu. Cảm ơn anh có chuyện tốt đã nghĩ đến anh em, tôi cũng nghi nhớ ý tốt của anh. Thế nhưng lần này tôi thật sự muốn năm con số 4, con bà nó, thằng khốn nào dám chơi ông sẽ cho nó biết tay. Trịnh Hiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Hà Tiến Trung càng thêm cau mày, hắn hiểu rõ Trịnh Hiểu Nam đang nổi giận về phía ai. Hắn nhìn gương mặt đầy bạo ngược của Trịnh Hiểu Nam, trong đầu hắn chợt xuất hiện một câu, không biết sống chết. Cho dù cậu lợi hại, anh cậu cũng là người cực kỳ lợi hại, đằng sau cũng có người chèo chống, thế nhưng cũng không biết mở mắt nhìn xem người anh muốn đối phó là ai. Cũng không sợ mở miệng nói đau đầu lưỡi sao. Nhưng Hà Tiến Trung cũng không nói những lời như vậy với Trịnh Hiểu Nam, trong mắt hắn thì đối phương chỉ là hạng người đập nồi bán sắt mà thôi. Nếu tên khốn này không có một người anh tốt, chỉ sợ đã bị ném vào nhà giam từ lâu rồi. Cục trưởng Hà, hôm nay anh đến hơi muộn. Sau khi đi qua hành lang dài, cuối đại sảnh có một chiếc bàn rộng, ánh đèn sáng trắng chiếu xuống làm mặt bàn bừng sáng. Sau bàn là một người đàn ông hơn 30 tuổi, khóe miệng hắn ẩn giấu một nụ cười thản nhiên. Bên cạnh người đàn ông còn có vài người, trong đó có một cô gái mặc váy dài rất chói mắt. Nhưng dù là cô gái này hay những người đàn ông khác thì đều đứng như sao sáng quanh trăng, căn bản không biểu hiện ra chút hào quang nào so với người đàn ông ngồi trên ghế. Thật sự không có biện pháp, hôm nay mở hội nghị chỉnh đốn tác phong, không tham gia không được. Hà Tiến Trung cười nói mang theo vài phần kính trọng, đồng thời cũng không quên giải thích lý do vì sao mình đến muộn. Người đàn ông kia cười lớn, hắn chỉ cái ghế bên cạnh mình rồi nói. Tự do không phải là người hầu sẽ không tự do, mời cục trưởng Hà sang ngồi bên này, bận rộn cả ngày rồi, chúng ta cùng uống với nhau hai ly xem như giải lao. Hà Tiến Trung có vẻ rất thân thuộc với người đàn ông này, hắn cũng không chối từ mà đi đến ngồi bên cạnh đối phương. Bốp, bốp, bốp. Người đàn ông khẽ vỗ tay, bốn cô gái mặc sườn xám bưng thức ăn đi vào, chỉ sau nháy mắt đã có hơn 10 món ăn được dọn ra trước mặt nhóm người Hà Tiến Trung. Cục trưởng Hà, viện trưởng Lý, chúng ta cùng cạn chén. Người đàn ông trung niên nâng ly lên, hắn trầm giọng nói với Hà Tiến Trung và một người ở phía bên trái. Viện trưởng Lý là một người đàn ông trắng trẻo béo tốt hơn 40 tuổi, hắn mặc áo trắng ngắn tay phối hợp với chiếc kính gọng vàng, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác ôn hòa nho nhã. Hắn uống hết ly rượu trong tay thì thở dài một hơi nói. Cục trưởng Hà, có tin tức gì tốt không? Anh là người có kinh nghiệm, có biết phong trào chỉnh đốn tác phong này đến khi nào thì xong không? Hà Tiến Trung uống cạn ly rượu, sau đó mới thản nhiên nói. Viện trưởng Lý, những chuyện này anh cũng đừng hỏi tôi cũng thật sự không biết. Tâm tình của tôi cũng giống như anh, thậm chí muốn trò chỉnh đốn tác phong này sớm chấm dứt một chút. Nếu không sớm chấm dứt thì còn bà nó không còn cách nào làm ăn gì được. Viện trưởng Lý vỗ tay xuống mặt bàn rồi trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nhìn hai người Hà Tiến Trung và viện trưởng Lý đối thoại với nhau, vẻ mặt hắn chợt biến đổi rồi hỏi. Thế nào, viện trưởng Lý gặp vấn đề gì phiền lòng sao? Cũng không phải là ít, ngay từ đầu của hoạt động chỉnh đốn tác phong đã có vài ông lão đến tòa án chúng tôi học tập, những tờ đơn tố cáo liên tục được gửi lên làm cho người ta cực kỳ đau đầu. Viện trưởng Lý nói đến đây thì vỗ mạnh lên đầu mình, trên cánh tay là chiếc điện thoại vàng, ánh đèn chiếu xuống càng rạng rỡ hào quang. Hà Tiến Trung cũng không xa lạ gì viện trưởng Lý, sau khi nghe được lời phàn nàn thì cũng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng dùng đũa gắp thức ăn. Một vài bản án cũ vào năm xưa cũng không làm khó được viện trưởng Lý. Người đàn ông trung niên cười cười với viện trưởng Lý, sau đó nói với cô gái ngồi bên cạnh Trịnh Hiểu Nam. Tu Châu, rót rượu cho viện trưởng Lý. Cô gái đồng ý một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, nàng dùng cánh tay mảnh khảnh mở chai rượu rồi cười nói. Anh Lý, mời anh một ly. Viện trưởng Lý thấy cô gái kia rót rượu thì cũng không dám làm giá, hắn vội vàng đứng lên khỏi ghế nói. Giám đốc Bạch quá khách khí rồi, chúng ta cùng nhau cạn chén nhé. Tu Châu khẽ cười cười, nàng cũng không từ chối. Sau khi uống xong nàng lại cùng nâng ly với Hà Tiến Trung, cuối cùng mới đặt chai rượu xuống. Nàng đứng lên mời rượu cũng không khỏi làm cho bầu không khí hòa hợp hơn. Những tiếng bước chân khẽ vang lên, bốn cô gái xinh đẹp vừa rồi đưa đến một chiếc nồi đồng cao khoảng 30cm đi đến, ngọn lửa bùng lên, mùi hương tỏa ra sực nức.
Hôm qua Lưu Lại Tử ở huyện Dương Cương đánh được một con hoãng đưa đến cho tôi, vừa vặn trong khách sạn có một cao thủ nấu lẩu, thế cho nên mới để hắn ta ra tay, bây giờ chúng ta được nếm thử món ngon. Người đàn ông trung niên nói rồi nhấc đũa lên gắp một miếng thịt đã chín từ trong nồi ra bỏ vào miệng. Hà Tiến Trung thấy người đàn ông trung niên kia ra tay thì cũng bắt đầu ăn theo. Sau khi uống vài lượt rượu thì người đàn ông trung niên chợt nói. Cục trưởng Hà, chuyện kia bây giờ thế nào rồi? Hà Tiến Trung đang ăn thịt, tuy người đàn ông trung niên không nói rõ nhưng trong lòng hắn biết đấy là chuyện gì. Hắn chậm rãi nhai nuốt miếng thịt, sau đó trầm giọng nói. Thị ủy yêu cầu kiểm tra, yêu cầu trong tuần này chúng tôi phải làm xong công tác. Người đàn ông trung niên trở nên trầm mặc, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Bốp! Trịnh Hiểu Nam chợt vỗ tay lên mặt bàn, hắn đứng lên lớn tiếng nói. Anh, tiểu tử kia mới đến, ngồi trên ghế còn chưa ấm đã con mẹ nó không chịu yên ổn, đã bắt đầu gây khó dễ cho chúng ta. Nếu hắn đã không xem anh em chúng ta ra gì, chúng ta cho con bà nó biết tay. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên khác thường vì lời nói của Trịnh Hiểu Nam, không những Hà Tiến Trung, cô gái được người đàn ông trung niên gọi là Tu Châu cũng đưa mắt nhìn Trịnh Hiểu Nam, tất nhiên ánh mắt giống như nhìn về phía một thằng ngu. Người đàn ông trung niên vẫn dùng đũa kẹp thịt bỏ vào miệng, giống như hắn không nghe thấy em trai của mình nói điều gì, hắn chậm rãi nuốt vào bụng rồi dùng giọng chậm rãi không kém nói. Cút. Chương 645, 3 thay đổi nhân tâm, duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm. Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông trung niên làm cho Trịnh Hiểu Nam vốn cực kỳ kiêu ngạo phải cảm thấy sợ hãi. Hắn đứng lên khỏi ghế, sau đó bước ra ngoài đại sảnh. Người đàn ông trung niên cũng không thèm nhìn Trịnh Hiểu Nam, hắn lạnh lùng nói. Tu Châu, tháng này cô quản nó cho kỹ, không cho nó ra ngoài. Hà Tiến Trung và viện trưởng Lý đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói điều gì, thế nhưng vẻ mặt hai người có chút khác thường. Bọn họ hiểu rõ phương pháp đối nhân xử thế của Trịnh Hiểu Nam, đây là thanh niên nhiệt huyết, nói lời cay độc, hành động của những hạng người này cũng làm cho người ta nghẹn họng bất ngờ. Cục trưởng Hà, viện trưởng Lý, hai anh là những cán bộ lão thành của thành phố La Nam, hai anh có thể nói cho tôi biết, vị bí thư mới đến nhận chức liệu có thể vững vàng phát triển ở thành phố La Nam này không? Người đàn ông trung niên nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Hà Tiến Trung trầm ngâm một lát, sau đó mới khẽ nói. Giám đốc Trịnh, vị bí thư mới đến tuy trẻ tuổi nhưng cũng cực kỳ có thủ đoạn, bây giờ nhờ vào uy vọng có được khi kéo hạng mục đường sắt Mân Cô về La Nam mà hầu như đã đứng rất vững vàng. Hà Tiến Trung nói đến đây thì thở dài một hơi. Từ sau khi Hội đồng Nhân dân cũng tham gia giám sát cán bộ, cuộc sống của lão bí thư cũng không dễ chịu gì cho lắm, một đám người trước nay thích nịnh nọt đều đã dựa về phía chủ tịch Thường. Lúc này tất cả tinh lực của bí thư Trình đều đổ đồn vào tranh chấp quyền lực với chủ tịch Thường. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một chút rồi mới khẽ nói. Nếu đã không làm địch thì chỉ có thể làm bạn, cục trưởng Hà, làm phiền anh nghe ngóng xem bí thư Vương này thích cái gì. Giám đốc Trịnh dù nói rất khách khí nhưng bên trong lại ẩn giấu nội dung không thể nghi ngờ. Hà Tiến Trung khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Anh Hà, chuyện kia các anh chuẩn bị xử trí thế nào? Sau khi uống vào vài ly rượu, hai má mập mạp của viện trưởng Lý đã có vài phần đỏ ửng. Hắn đưa mắt nhìn Hà Tiến Trung, sau đó trầm giọng hỏi. Vẫn xử trí như trước, điều tra một lượt, kết quả vẫn là tự sát. Hà Tiến Trung nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó trầm giọng nói. Viện trưởng Lý nghe được hai chữ cuối cùng của Hà Tiến Trung thì vẻ mặt chợt thả lỏng một chút, nhưng hắn vẫn có chút chần chừ, cuối cùng dùng giọng lo lắng hỏi. Phía bên kia luôn nắm chặt vụ này, có phải có tin đồn gì không? Trong mắt Hà Tiến Trung lóe lên cái nhìn hèn mọn. Hắn nhìn thoáng qua viện trưởng Lý rồi nói. Kết luận của chúng tôi đều có chứng cứ rõ ràng. Đúng, đều có chứng cứ, ha ha ha. Hà Tiến Trung nói làm cho viện trưởng Lý không những không nổi giận mà ngược lại còn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Hắn nâng ly rượu lên uống cạn, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Giám đốc Trịnh cười tủm tỉm nghe hai người Hà Tiến Trung lên tiếng với nhau, âm thanh nồi lẩu sôi lên sùng sục lúc này càng thêm lấn át tất cả. Khi thấy hai người Hà Tiến Trung không mở miệng thì giám đốc Trịnh nói. Chuyện này quan trọng nhất chính là rút củi đáy nồi, anh nghĩ mà xem, nếu chúng ta dập hết lửa, như vậy dù có người cố tình muốn gây sóng gió trên sự kiện này cũng chẳng thể làm ra trò trống gì được. Giám đốc Trịnh nói đúng. Hà Tiến Trung nâng chén súp lên làm một ngụm, sau đó mới cười nói. Chúng ta ở bên này tất nhiên sẽ tăng lực tác động,
nhưng đối với người nhà của nạn nhân, còn cần giám đốc Trịnh hoạt động nhiều hơn. Giám đốc Trịnh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Nồi lẩu nóng hổi và rượu đế cao độ rất dễ làm cho đám đàn ông say xỉn chóng mặt. Sau khi uống cạn một chai rượu, viện trưởng Lý ăn mặc rất chính quy cũng không khỏi cởi bỏ hơn phân nửa số cúc áo trên người. Cục trưởng Hà, viện trưởng Lý, hôm nay thời tiết có hơi nóng, lát nữa lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt. Giám đốc Trịnh đặt ly rượu xuống rồi khẽ lên tiếng. Viện trưởng Lý nghe lời mời của giám đốc Trịnh thì nụ cười trên mặt càng tươi sáng, hắn cười ha hả nói. Tôi sẽ không khách khí, hôm nay ăn vào thật sự cảm thấy nóng cả người. Hà Tiến Trung trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi sẽ không đi, ngày mai còn có hành động, tôi sẽ đi trước. Hà Tiến Trung nói rồi nhanh chóng đứng lên. Giám đốc Trịnh cũng không nổi giận vì hành vi không nể tình của Hà Tiến Trung, ngược lại hắn nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Cục trưởng Hà, nếu bận rộn thì tôi cũng không giữ lại, thế nhưng lần sau chúng ta cần phải chơi đùa cho thật vui mới được. Viện trưởng Lý nhìn thấy Hà Tiến Trung muốn bỏ đi, gương mặt mập mạp có hơi run rẩy, thế nhưng hắn nhanh chóng khôi phục như thường rồi cười ha hả nói. Cục trưởng Hà, vậy anh về trước đi, ngày mai chúng ta gặp mặt sau. Sau khi tiễn Hà Tiến Trung đến cửa thì giám đốc Trịnh và viện trưởng Lý mới đi về. Viện trưởng Lý dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn thoáng qua giám đốc Trịnh, sau đó mới nói. Lá gan của anh Hà càng lúc càng nhỏ, anh cho rằng bây giờ kéo khoảng cách với chúng tôi thì sẽ sạch sẽ sao? Hừ, thuần túy chỉ là bịt tay trộm chuông mà thôi. Giám đốc Trịnh không nói gì nhưng bước tiến có hơi lớn, khi đi đến đại sảnh thì bốn cô gái vừa rồi đã thu dọn xong bàn thức ăn rồi đặt hai ly trà nóng trước mặt hai người. Anh Lý, uống một ly trà cho ấm. Giám đốc Trịnh ngồi xuống ghế rồi khẽ nói với viện trưởng Lý. Viện trưởng Lý nhìn bốn cô gái thu dọn bàn, ánh mắt có chút mê ly, thế nhưng hắn vẫn ngồi xuông theo lời của giám đốc Trịnh. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới khẽ nói. Giám đốc Trịnh, ngài cần phải cẩn thận với Hà Tiến Trung, người này rất muốn bò lên trên, chỉ sợ sau này hắn sẽ bán đứng chúng ta. Sẽ không có chuyện này xả dai đâu, anh cứ yên tâm. Giám đốc Trịnh dùng giọng điệu tuyệt đối đáng tin nói, sau đó lại cười. Sự nghiệp của chúng ta đều có liên hệ với nhau, đã tham gia thì phải cùng tiến, không thể nào rút chân ra được, phường nhuộm làm gì có vải trắng. Viện trưởng Lý không nói thêm điều gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì rõ ràng là cực kỳ tin tưởng vào lời nói của giám đốc Trịnh. Hắn miễn cưỡng uống xong ly trà, sau đó hắn duỗi lưng mệt mỏi nói. Giám đốc Trịnh, cũng không còn sớm, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Bây giờ không thể so với dĩ vãng, làm việc không thể nào kiên trì được nữa rồi. À, anh đi nghỉ đi, hôm nay có hai cô gái đến từ đoàn xa múa nhạc tỉnh bạn, nếu anh Hà đã không thích, như vậy thì anh cứ hưởng thụ. Nhưng này anh Lý, đồ tốt cũng phải có chừng mực, không thể làm cho bản thân chết mệt, nhất định phải kiềm chế một chút. Giám đốc Trịnh nở nụ cười trêu đùa nói. Ha ha ha, giám đốc Trịnh, ngài không cần lo lắng, người nào không biết anh Lý tôi là ai. Đừng nói là hai cô, cho dù đến thêm hai cô nữa thì tôi cũng có thể làm cho các nàng trở nên dễ bảo. Viện trưởng Lý cười ha hả rồi vội vàng đi lên lầu. Chương 645 4 thay đổi nhân tâm, duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm. Khi tiếng bước chân dần biến mất thì trong đại sảnh chỉ còn lại một mình giám đốc Trịnh. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, khẽ mở tivi, nghe chương trình thời sự của thành phố La Nam. Trên màn hình là một hình bóng trẻ tuổi. Đối phương đang đi lại và được một nhóm người bao quanh tiền hô hậu ủng. Sáng hôm nay Bí thư Thị ủy Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác xây dựng một trường tiểu học trong thành phố. Bí thư Vương nhắc đến ý nghĩa trọng đại của công tác giáo dục, đến công tác trồng người, chúng ta cần phải tăng cường giáo dục đạo đức tư tưởng học sinh, đồng thời càng phải cung cấp cho học sinh một hoàn cảnh giáo dục tốt đẹp nhất. Khi cảm giác say bùng lên, âm thanh của người dẫn chương trình ngày càng mơ hồ, nhưng hình bóng trẻ tuổi kia lại càng lóe sáng trong mắt giám đốc Trịnh. Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đây là phản hồi của Cục Công an về vụ án Nhiếp Vinh Quân. Đồng chí Tân đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân nhận lấy văn kiện nhìn thoáng qua, khi hắn thấy kết luận cuối cùng trên văn kiện thì vẻ mặt dần trở nên âm trầm lạnh lẽo. Thật sự là tự sát, những chữ này chính là định luận của Cục Công an thành phố La Nam về cái chết của Nhiếp Vinh Quân. Sau khi có thêm nhiều hiểu biết về sự kiện này, Vương Tử Quân đã tin trong sự kiện này nhất định có vấn đề, khi chính hắn giao nhiệm vụ cho Cục Công an điều tra, kết quả cuối cùng vẫn là kết luận tự sát. Dù bất kỳ người nào trong sự kiện này có vấn đề,
như vậy cũng chỉ có đại biểu cho một sự thật, đó là bây giờ hắn thật sự chưa phải là người nhất ngôn cửu đỉnh, chưa phải là người được số đông ủng hộ ở thành phố La Nam, ít nhất thì cục công an thành phố còn chưa nằm trong lòng bàn tay của hắn. Là một lãnh đạo khống chế đại cục, ít nhất cần phải nắm vào tay hai phương diện, một là nhân sự, hai là cây súng. Bây giờ dù Vương Tử Quân có uy vọng lớn ở thành phố La Nam, thế nhưng hắn đều phải nhìn vào đại cục, cũng khó thể nào ra tay tràn lan. Tăng cường xây dựng tác phong cán bộ, đừng nói là thành phố La Nam, cho dù trong toàn tỉnh cũng là cực kỳ phổ biến, chẳng qua biên độ của nó là thế nào mà thôi. Đối mặt với chính sách được làm từ trên xuống dưới, tất nhiên sẽ không có ai phản đối, không ai ngu ngốc làm chim đầu đàn. Nhưng trên một vài chuyện nhỏ nhặt thì không phải sẽ không có kẻ lừa gạt, cục công an cho ra kết luận như thế này rõ ràng là lừa gạt. Vương Tử Quân nhìn bản kết luận, thế là trong lòng thầm hiểu đối phương có tâm tư gì. Tôi cứ cho ra kết luận như vậy, anh cũng chỉ có thể căn cứ vào đó mà xem xét thôi, tuy anh là bí thư thị ủy, thế nhưng lại là người thường ở phương diện phá án. Chí Tân, Nhiếp Vinh Quân là người thế nào? Vương Tử Quân khẽ đặt văn kiện xuống bàn rồi thản nhiên nói. Đồng chí Tân cảm thấy mình không thích hợp làm thư ký, đặc biệt là thư ký của lãnh đạo. Làm thư ký cho lãnh đạo ít nhất cũng là người tám mặt lung linh, nhưng sau khi hắn trải qua nhiều sự kiện trong đời, thật sự không thể nào trở nên lung linh được. Tuy đồng chí Tân biết rõ mình sẽ làm thư ký không quá lâu, thế nhưng địa vị của hắn trong thành phố La Nam lại liên tục biến hóa, có thể nói nếu so với chức vụ chủ tịch huyện năm xưa thì chỉ hơn chứ không kém. Tất cả biến hóa của hắn chỉ vì một nguyên nhân, lúc này hắn là người của Bí Thư Vương. Khi nhìn thấy văn kiện của Cục Công an đưa đến cho Bí Thư Vương Tử Quân, đồng chí Tân đã cảm thấy Bí Thư Vương căn bản không hài lòng với kết quả này. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân hỏi về chuyện của Nhiếp Vinh Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí Thư Vương, trước kia tôi từng tiếp xúc qua với Nhiếp Vinh Quân vài lần. Người này là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Kinh, là cán bộ kỹ thuật điển hình, thế nhưng bản thân làm việc lại thiếu quyết đoán. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cầm văn kiện lên, có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Anh đưa danh sách biên chế cán bộ của thành phố La Nam chúng ta ra đây cho tôi. Đồng chí Tân làm thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ luôn suy nghĩ cho lãnh đạo của mình. Sau khi nhận văn kiện của Cục Công an thì hắn đã nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, hắn nghĩ đến gương mặt Hà Tiến Trung, hắn chợt cảm thấy những biện pháp của mình căn bản không phải là quá tốt. Hà Tiến Trung là cục trưởng Cục Công an không ít năm, năm xưa khi Trình Tự Học còn là bí thư thị ủy, Hà Tiến Trung có quan hệ không tệ với Trình Tự Học và Lý Quý Niên, có thể nói là một nhân vật phát triển khá tốt trong thành phố La Nam. Lúc này Vương Tử Quân phân phó như vậy, tất nhiên đồng chí Tân sẽ hiểu ý nghĩ của Bí Thư Vương là gì. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nhanh chóng lấy từ trong văn kiện ra một bản danh sách biên chế cán bộ, hắn khẽ nói. Bí Thư Vương, Hà Tiến Trung đã làm công tác ở Cục Công an được 7-8 năm rồi. Vương Tử Quân nhìn đồng chí Tân rồi cười cười nói. Tôi biết rồi. Đồng chí Tân nhìn thấy Vương Tử Quân tiếp tục xem văn kiện thì khẽ rời khỏi phòng. Hắn không biết Bí Thư Vương sẽ ra tay thế nào, thế nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần Bí Thư Vương ra tay thì đám thường ủy có quan hệ tốt với Hà Tiến Trung sẽ xuất hiện. Nếu gặp phải tình huống đa số thường ủy phản đối, chỉ sợ sẽ đẩy vị bí thư trẻ tuổi này vào tình cảnh nguy hiểm. Dù sao là lãnh đạo một phương, nếu còn chưa đến mức nhất ngôn cửu đỉnh thì đừng nên cho ra chính sách gì làm nhiều người xúc động, nếu không tình huống sẽ rất nguy hiểm. Đồng chí Tân vừa mới về phòng làm việc của mình thì thư ký trưởng Kim Điền Lạc từ bên ngoài đi đến. Khi thấy Kim Điền Lạc thì đồng chí Tân vội vàng đứng lên chào. Chào thư ký trưởng Kim. Kim Điền Lạc trước nay đều không bày ra cái giá của mình trước mặt đồng chí Tân, dù sao thì bản thân đồng chí Tân cũng có lý lịch không kém hắn. Hơn nữa đồng chí Tân là một trong những người đi đến bên cạnh Vương Tử Quân khá sớm, xét về phương diện khác còn cỡ bên cạnh lãnh đạo. Thậm chí Kim Điền Lạc cảm thấy mình còn kém đồng chí Tân ở nhiều phương diện khác. Chủ nhiệm Chí Tân, Bí Thư Vương có trong phòng không? Sau khi đồng chí Tân trở thành thư ký của Vương Tử Quân, hắn được sắp xếp một chức danh phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy. Dù chức danh này thấp hơn so với cấp chính cục, thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía đồng chí Tân lại hoàn toàn khác hẳn. Bí Thư Vương đang ở trong phòng. Đồng chí Tân vừa mời Kim Điền Lạc ngồi xuống ghế vừa khẽ nói. Kim Điền Lạc nhìn vào hai mắt đồng chí Tân, hắn cười nói. Chủ nhiệm Chí Tân, anh cần phải nắm chắc sự kiện lần này để tăng tiến cảm tình với Bí Thư Vương. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ. Đồng chí Tân hiểu ý nghĩa câu nói của Kim Điền Lạc, đối phương nói mình nên liên lạc cảm tình với Bí Thư Vương,
như vậy sau này muốn tiến bước sẽ được Bí Thư Vương giúp đỡ. Bí Thư Vương đang xem xét văn kiện gì vậy? Kim Điền Lạc Dông như dùng giọng tùy ý hỏi đồng chí Tân. Chương 645, năm thay đổi nhân tâm, duy trì nhân tâm, phát triển nhân tâm. Đồng chí Tân trầm ngâm một chút rồi cuối cùng nói. Bí Thư Vương đang xem báo cáo của Cục Công an, lãnh đạo có vẻ khá tức giận. Đồng chí Tân vốn không muốn nói những lời này, cũng không nên nói, thế nhưng hắn mở miệng phá hỏng quy củ để nói cho Kim Điền Lạc, cũng không phải muốn tranh thủ sự hảo cảm của Kim Điền Lạc. Điều hắn muốn làm chính là để cho Kim Điền Lạc khuyên bảo Vương Tử Quân, vì tình huống đang dần trở nên nguy hiểm. Dù sao thế cục của thành phố La Nam bây giờ đang dần tiến theo ý đồ của Bí Thư Vương, nếu như lúc này vì Hà Tiến Trung mà trận tuyến rối loạn thì rõ ràng là được không bù mất. Dù sao vị trí cục trưởng Cục Công an là khá nặng, thế nhưng nếu so với phương diện toàn cục thì cũng không tính là gì. Chính trị luôn có tính thỏa hiệp. Trong mắt Kim Điền Lạc chợt lóe lên luồng hào quang, nhưng ngay sau đó hắn bình tĩnh trở lại. Hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn đã xem văn kiện kia sớm hơn cả Vương Tử Quân. Hắn là người sớm quen thuộc thái độ của Vương Tử Quân ở trên sự kiện này, thế cho nên hắn cũng biết rõ nếu Vương Tử Quân nhìn thấy báo cáo kia thì sẽ cho ra phản ứng thế nào. Tôi đi gặp Bí Thư Vương. Kim Điền Lạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Đồng chí Tân vội vàng đứng lên từ chỗ ngồi của mình, tuy hắn là một thư ký có tuổi, Vương Tử Quân cũng không yêu cầu hắn làm những việc lặt vặt, thế nhưng hắn ở trước mặt thư ký trưởng Kim Điền Lạc cũng phải làm tốt chức trách của mình. Kim Điền Lạc hiểu ý của đồng chí Tân, hắn khoát tay áo với đồng chí Tân, nói rõ tự mình đi đến là được, sau đó cất bước đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí Thư Vương. Kim Điền Lạc vừa bước vào trong phòng thì cười chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân buông danh sách trong tay xuống, trên mặt hắn khôi phục lại nụ cười, hắn gật đầu nói. Thư ký trưởng Kim, mời anh ngồi, tôi cũng thật sự đang có chuyện muốn tìm anh. Trước khi Kim Điền Lạc đi vào trong phòng đã suy nghĩ rất nhiều lý do để mở miệng khuyên bảo Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt của Bí Thư Vương, nghĩ đến sự cố chấp của Bí Thư ở hạng mục đường sắt Mân Cô, thế là hắn chợt mất đi tin tưởng vào lời khuyên của mình. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc lấy ra hai điếu thuốc, hắn đưa một điếu cho Vương Tử Quân, một điếu dành cho mình. Khi mùi hương thuốc lá bùng lên thì hắn mới cảm thấy mình có chút thả lỏng. Thư ký trưởng Kim, ngày 1 tháng 8 sắp tới, thành phố chúng ta có chuẩn bị hoạt động thăm hỏi gì không? Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng tùy ý hỏi. Hoạt động thăm hỏi vào lễ 1 tháng 8, thành lập quân đội Trung Quốc. Kim Điền Lạc thật sự còn chưa có chuẩn bị gì, những ngày này công tác liên hệ và chuẩn bị cho hạng mục đường sắt Mân Cô thật sự làm hắn đau đầu, những thứ khác căn bản không có thời gian quan tâm. Nhưng Kim Điền Lạc là thư ký trưởng nhiều năm, hắn cũng không luống cuống tay chân. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói ra trình tự thăm hỏi vào năm ngoái, dù sao cũng chỉ là thăm hỏi động viên, không có gì khác hơn. Sau khi trả lời vài vấn đề của Vương Tử Quân thì Kim Điền Lạc thật sự thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ Bí Thư Vương không chú ý và đặt nặng sự việc của Cục Công an vào trong lòng, đó là một hiện tượng không sai. Vương Tử Quân nghe Kim Điền Lạc nói về những công tác mà trước đó thành phố La Nam thường thực hiện, thế là càng không khỏi bội phục hai người Trình Tự Học và Lý Quý Niên. Hai vị này dù không phải là chuyên gia phát triển kinh tế, không làm ra cống hiến gì lớn, thế nhưng lại là những người giỏi chạy lên tỉnh kiếm tiền, giỏi cả công tác tiết kiệm tiền. Lấy được hơn chục con heo từ lò mổ địa phương, tìm được thực phẩm ở nhà máy gia công thực phẩm, các huyện cống lên vài xe hoa quả, thật sự đơn giản mà lại có lợi ích thực tế. Phương diện thăm hỏi những cựu chiến binh và cán bộ có công căn bản không cần bỏ tiền, như vậy những phương diện khác không cần phải nghĩ, vì thế mà quan hệ giữa hai bên luôn không nóng không lạnh. Lúc này Vương Tử Quân là lãnh đạo thành phố La Nam, vấn đề rơi vào trong tay hắn. Hắn có chút trầm ngâm. Sau đó cười nói với Kim Điền Lạc. Năm nay chuẩn bị quà thăm hỏi phong phú một chút, đồng thời đi thông báo với các vị thường ủy thị ủy, đến ngày đó để bọn họ cùng theo tôi đi thăm hỏi. Kim Điền Lạc gật đầu nói. Bí Thư Vương, tôi sẽ đi thông báo. Kim Điền Lạc nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Bí Thư Vương sẽ tuyệt đối không phải chỉ nói những chuyện này. Nhưng làm hắn thất vọng chính là Bí Thư Vương Tử Quân không bàn về vấn đề Hà Tiến Trung, giống như nó không tồn tại. Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, Phó Bí Thư Thị ủy Lục Ngọc Hùng đi vào phòng. Bí Thư Vương, anh có bận rộn gì không? Lục Ngọc Hùng là một người nổi tiếng nghiêm túc nhất ủy ban thành phố,
dựa theo một số người thì gương mặt phó bí thư Lục Ngọc Hùng giống như ai đang thiếu nợ vài trăm đồng. Nhưng gương mặt âm trầm của Lục Ngọc Hùng căn bản giống như chỉ là biểu hiện cho người ngoài, đối mặt với Vương Tử Quân, đặc biệt là từ khi Vương Tử Quân từ thủ đô quay về, nụ cười chưa từng biến mất trên gương mặt Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân thấy Lục Ngọc Hùng, thì cũng cười nói. Bí thư Ngọc Hùng, mời anh ngồi. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi bàn làm việc và ngồi xuống ghế salon thì đồng chí Tân nhanh chân đi vào phòng châm hai ly trà ngon. Khi thấy đồng chí Tân châm trà thì Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Lục Ngọc Hùng thì khẽ cúi người nói. Anh Đồng, cảm ơn. Đồng chí Tân khẽ cười rồi lui ra khỏi phòng, Lục Ngọc Hùng uống một ngụm trà rồi cười nói. Bí thư Vương, ngài chọn anh đồng chí Tân làm thư ký thật sự là không tệ. Anh Đồng là người có năng lực, hơn nữa còn có kinh nghiệm, có thể nhanh chóng giúp đỡ anh làm quen với thành phố La Nam. Đúng vậy, tôi xuất phát từ suy xét này mới đưa anh ấy từ phòng nghiên cứu chính sách về đây, nhưng nói ra thì cũng có chút ngại ngùng, rõ ràng là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Vương Tử Quân gật đầu cười cười, hắn không che giấu sự tán thưởng của mình với đồng chí Tân. Làm thư ký cho ngài cũng không phải là tài lớn dùng nhỏ, nếu như bí thư ngài cảm thấy uất ức cho anh ấy, có thể tăng thêm trọng trách làm phó thư ký trưởng. Lục Ngọc Hùng dùng giọng khéo léo hiểu lòng người nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Điều này không cần, anh ấy ở bên cạnh tôi cũng chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn lướt qua văn kiện trên tay Lục Ngọc Hùng. Bí thư Lục, lúc này hiệu năng đẩy mạnh xây dựng học tập của khối công tác tổ chức chính trị như thế nào rồi? Bí thư Vương, nhìn công tác giáo dục tư tưởng ở khối tổ chức thật sự có hiệu suất khá cao, đặc biệt là đối với công tác trình báo, tốc độ xử lý càng mạnh mẽ. Lục Ngọc Hùng có năng lực công tác rất tốt, năng lực báo cáo cũng không kém, cực kỳ nhanh gọn. Vương Tử Quân chưa từng hoài nghi năng lực công tác của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng muốn để cho một người thế này đồng tâm hiệp lực với mình thì không phải là một chuyện dễ dàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.